Là sao? Ai? Là sao? Cái nhạc mày mở nhạc đập thì nó chẳng đập. Bố nhờ mặc nhạc đập xong bố kêu nhà cứ đập đập. Nhạc không đập thì nhạc. Rồi. Bố là rồi à? Bố làm sao em chào chị Ban Tuyết. Em chào chị Cầu Vồng sau mưa. Chị Cầu Vồng sau mưa đi đâu lâu lắm mới vào chấm like cho em. Em chào chị Vũ Tuyết. Em chào chị Đặng Thanh Loan. Các chị ơi vào đi. Vào đi ạ. Rồi em nào hôm nay mai nghỉ Tết mọi người ơi. Mai mọi người lưu ý giúp em nhá, là ở bên Tân Tiến cũng không giả đơn ngày mai các chị nhá, vì em cho các bạn ấy nghỉ bù trong ngày hôm nay. Và mai em tất niên cho mọi người nữa, nên là mai nhà em sẽ nghỉ nha mọi người ơi. Sun Calai này thì mọi người sẽ lấy đơn vào thứ ba nha mọi người nhá. Còn đâu ngày hôm nay nhà em vẫn hoạt động bình thường. Các chị lấy hàng ở bên kho mọi người vẫn cứ qua. Và chị nào lấy hàng ở Tân Tiến thì vẫn cứ qua. Điểm trả đơn bên Tân Tiến là trả đơn 6 giờ đến 6 giờ tối ngày hôm nay mọi người nhá. Mọi người hy vọng là các chị nếu mà rảnh rỗi không đi đâu chơi thì chiều nay mọi người có thể qua lấy đơn luôn. Những Calai trước, Calai ngày hôm qua đã có đơn ở bên Tân Tiến rồi các chị nhá. Vì bên Tân Tiến bởi em xoay cam thì lượng đơn bên đấy bây giờ thực sự nhiều. Có áo gió lữ cho người 70 cân không em? Chị Nguyễn Nga ơi, chị mặc màu đỏ không? Thì em có cái gió lót lông này 70 cân là mặc đẹp. Và mã này lữ cũng mặc bực. Cái màu đỏ nó đẹp lắm, chị có lấy không thì em tặng lốt bác này. Chứ còn đâu mà gió mà to như thế thì tầm này nhà em nói thật với bác là nhà em hết rồi. Em chào chị Vũ Tuyết nhá, chào chị Nguyễn Thùy An. Các chị ơi vào like đi mọi người ơi, vào like ạ. Hôm nay có một dàn siêu phẩm khoác Săn ở sale mức giá siêu ngon luôn, đó là nhung. Đẹp lắm, nhung, da lộn các thứ, nhiều mã lắm mọi người. Hôm nay là đồ bộ rất là nhiều luôn nhá. Nói chung là hôm nay nhu cầu mọi người thích cái gì là hôm nay cho mọi người đợi cái đấy. Và mọi người ơi, Calai này sẽ khá dài nhá. Đến 5 giờ chiều thì nhà em xin phép nghỉ. Nên các chị cố gắng săn. Em chào chị Lương Thanh Nga, em chào chị Nguyễn Thanh Nga. Chị Lương Thanh Nga, chị Nguyễn Thanh Nga. Nhiều chị Nga quá. Em chào chị Cherry Mid. Các chị ơi vào like chấm like để em được chào mọi người các chị nhá. Tấn ơi xem tất người lớn hôm qua. Cái len cổ ba phân còn nhiều. Cổ ba phân thì còn màu đen màu một tí thôi. Rồi, mang tất ở đây chị tặng. Còn mọi người săn được rất là nhiều rồi. Em cảm ơn chị Cầu Vồng sau mưa đang chia sẻ livestream cho em. Người lớn nhá, nó phải là người lớn cơ. Chào bạn Đỗ Nhung, em chào chị Bùi Thanh Thủy. Hello chị Phương Linh. Livestream dài thế chị, thế là bình thường chị ơi. Nay chạy từ 1 giờ đến 5 giờ là có 4 tiếng. Nhà em còn có thời điểm em còn chạy 5 tiếng, 6 tiếng là chuyện bình thường. Nhưng chắc này mệt, các chị ạ chắc già rồi nó đuối. Hóng quá, thế là chị Vũ Tuyết. Vì mọi người biết làm sao không? Hôm nay là chủ nhật đấy, nên là bao giờ Calai cũng chạy dài nhất luôn. Và những mã tri ân và kỷ niệm hầu như là đến chủ nhật rất là nhiều nha mọi người ơi. Cố gắng nhá, săn like giúp em nha mọi người nhá.
Đến thời điểm này thì tin nhắn từ ngày hôm qua giờ nhà em chưa dép đâu mọi người. Các chị muốn đóng thêm mã gì thì mọi người cố gắng nhá. Mai em sẽ đóng cho mọi người, mai em nghỉ live thì em đóng cho mọi người. Còn đâu nếu mà để mà muốn là nhanh nhất thì các chị ơi vào live giúp em là được đóng đơn luôn. Tất người lớn anh ơi. Còn có từng đâu. Thôi tặng mini game mà. Còn bao nhiêu tặng từng đấy em? Không còn mà, còn mấy mã mà. Mấy mã mà. Đấy. Anh đứng lên lấy hộ em ấy, không em ấy không biết đấy. Nó sẽ lâu để cho bạn ấy vào ấy. Quà. Cảm ơn anh Bậc Hà, chào Phương Nguyễn. Phương Nguyễn hôm nay được hỏi quần da ấy, vì tí chị móc được quần da là chị bán liền. Để ở hàng cân chị Nguyễn Nga cái gì, để cửa hàng Tân Tiến là chị Nguyễn Nga, đơn ngày hôm qua hả chị Nguyễn Nga? Các chị ơi, sáng nay chị nào đã nghe điện thoại chốt thì mình cứ lấy đơn ở điểm các chị đăng ký nhá. Một là Tràng Duệ, trong lúc em live stream mọi người vẫn qua lấy đơn như bình thường. Nhưng lúc em đang live stream thì mọi người cố gắng ạ, qua lấy đơn nhà em trả đơn chứ nhà em không xem nhận khách khi em đang live stream xem tại kho mọi người nhá. Tại vì nhà em đang live stream sẽ không phục vụ được mọi người xem sẵn tại kho đâu ạ. Vấn đề thứ hai sẽ là chị nào mà không nghe điện thoại chốt thì nhà em sẽ chuyển hết đơn Tân Tiến, trừ khi mọi người có lịch sử lấy đơn ở bên kho Tràng Duệ thì em sẽ để lại mọi người nhá. Còn nếu những chị mà gọi điện không nghe đấy ạ thì cũng là chuyển đơn Tân Tiến rồi mọi người nhá, trừ khi có lịch sử ở bên Tràng Duệ thôi. Mọi người ơi vào live đi ạ. Tấn nó chị mượn máy nhá. Nó bị đơ thế à? Của chị à, không biết là mấy hôm nay làm sao ấy. Vào nên nó cũng quay tít này. Một lúc mới đọc được cơ, chứ nó không như đợt trước đâu. Vào phát ăn ngay đây này. Đăng tải, nó cứ bấm mãi đăng tải này. Chị Nguyễn Nga đơn hôm qua, hỏi chị Nguyễn Nga. Đơn qua chuyển hết Tân Tiến rồi các chị nhá. Bạn Mập Kiều, khách mới. Bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nhận hàng rồi, đẹp lắm chị ơi. Ừ, chị cảm ơn em rất là nhiều. Em là khách mới mua cốt đúng không? Với bên nhà chị thì em là khách mới mua cốt. Mới đầu chốt đơn còn cảm thấy hơi lăn tăn đó. Mã sau em chốt cái gì nhá. Nhà chị không có đi đơn luôn. Nếu như khách ở tỉnh, ví dụ mọi người thích gộp 1 đến 2 cái like đã là khách cũ, chị cho mọi người gộp 2-3 cái like để đi đơn cho nó tiết kiệm tiền ship nhá. Ok chưa? Và hoàn toàn các chị mua code được kiểm tra hàng trước khi nhận hết mọi người nhá. Nhà em bán hàng mở, không có bán hàng bịp nhá. Có ship code có chứ, chị Vũ Tuyết ở đâu em cũng ship. Chị ở đâu cũng ship trừ nước ngoài chị nhá. Trong Việt Nam nhà em ship, còn trừ nước ngoài thì không ship thôi. Các chị nhá, ship code ship ở đâu em cũng ship các chị ơi. Các chị ở đâu em cũng ship nha mọi người, không ở đâu là không ship cả. Mà mọi người hoàn toàn được kiểm tra hàng trước khi nhận hết, và nhà em không bắt cọc chuyển khoản bất cứ một trường hợp nào cả các chị nhá. Trừ những trường hợp các chị đã từng bon hàng mua bên sản phẩm nhà em, mọi người phải cọc hàng thì em mới đi đơn. Còn đâu ngoài ra khách không phải cọc, trừ khi mọi người cái bill, tổng bill của mọi người khách mới nó mua quá 3-4 sản phẩm em mới bắt mọi người cọc, nhưng cọc chỉ là 50.000 thôi mọi nhá, không có cọc nhiều. Ok chưa? Rồi mọi người ơi, hôm nay em tặng tất chơi mini game đầu like. Cái mã này còn giống Tấn ấy, cho chị một mình mã này thôi. Rồi, cái mã nào nhiều thì tặng tặng cho chị em, thì em giống nhau đi cho nó dễ. Hôm nay các chị chia sẻ được nhiều, tặng nhiều. Đó. Cái này còn nhiều thì tặng. Đây, đây đây. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có được 10 không anh? Rồi, lượng mắt xem ổn rồi đấy, bên mắt kia ổn hơn. Rồi các chị ơi, 1:25 rồi, em không dành dàng hơn nữa. 12 cọc tặng hết. 12 cọc tặng hết á. Chồng em máu quá các chị ơi, 12 cọc mà tặng hết. Mọi người ạ, chồng em ổn 12 cọc tặng hết. Không, ok chị Vũ Tuyết, em chào chị Nguyễn Thùy An. Chào Trà Xanh, Bạc Hà. Các chị ơi, cảm ơn mọi người. Ngày hôm nay là Tết Dương Lịch. Em chúc toàn thể chị em mình đang theo dõi live, cũng như chúc tất cả chị em mình đã cùng đồng hành cùng với shop Hạnh Muỗn các chị nhá, ủng hộ em trong vòng hơn 1 năm qua nhà em chạy live, hoặc tất cả những khách hàng đã ủng hộ em cơ khoảng tầm 8 năm đến thời điểm này là gần 9 năm rồi các chị ạ, trong nghề quần áo mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Thì đầu năm mới em chúc mọi người nhá, Tết Dương Lịch có một năm mới thực sự là mọi thứ đều thuận lợi, tốt đẹp, sức khỏe và thật sự là nhiều lục lá, kiếm được nhiều xe nha mọi người ơi. Mã này ngày hôm nay tất còn tương đây. Em kỷ niệm nhanh cho tất cả những khách hàng có số lượt chia sẻ 5 lần trang cá nhân mọi người nhá. 5 lần trang cá nhân và 2 lần hội nhóm. Hôm nay cho em xin phép yêu cầu thêm mọi người 1 lần hội nhóm nữa, đó là 2 lần hội nhóm và 5 lần trang cá nhân. Mọi người bấm cho em mã. Hôm nay bảo mọi người comment chữ chúc mừng năm mới đi mọi người. Hôm nay là sang năm mới rồi. Em sẽ kỷ niệm cho mọi người mã tất này nhá. Ngày hôm qua là mình tặng bao nhiêu nhỉ? 60. 60.000 đúng không? Hôm qua em tặng 60.000. Hôm nay em xin phép tặng một lố tất như thế này. 35k.
chơi lớn luôn các chị nhá. Và em thề luôn, 35k em nhập được đầu năm mới em không bằng con các chị luôn. 35k một lố tất như này. Bao nhiêu lố anh nhỉ? Anh vừa có 12 suất. Có 12 suất các chị nhá. Có 12 suất. Bấm cho em chữ chúc mừng năm mới để toàn thể chị em mình được chúc mừng nhau sang năm mới, một năm mới thật sự là thuận lợi mọi người nhá. Và mọi người chia sẻ cho em 5 lần trang cá nhân, 2 lần hội nhóm, các chị vào mã. Chị nào có số lượt chia sẻ nhanh nhất và chúc nhau nhiều nhất, em tặng cho các chị mỗi chị một lố tất như này với mức giá 35.000. Và Hạnh thề rằng luôn 35.000 Hạnh không nhập được nhá. Mọi người nhá, em có ôm cả cái kho hàng của nó bằng tất như thế này, nó cũng không cho nhập 35.000. Thề luôn là em lỗ, nhưng là em trợ giá mã này sản phẩm cho khách các chị nhá. Rồi em nhìn thấy chị Cỏ Ban Lá, trà chanh Bạc Hà rồi, nhìn thấy chị Hoa trà trong gió rồi, em nhìn thấy chị Nguyễn Thùy An rồi. Các chị ơi, tiếp tục theo đó nhá. Ngày hôm nay nhà em sẽ làm nốt ngày hôm nay, rồi ngày mai sẽ là nghỉ Tết nha mọi người ơi. Thì cố gắng các chị săn được cái gì thì mình săn. Vì trong ca live này là thực sự mọi ơi, có những mã là tất tay luôn đấy các chị nhá. Có những mã khẳng định luôn là không về được giá vốn. Ngày hôm nay bao nhiêu em cũng cho đi, với trên tinh thần là tặng nhau nhân dịp đầu năm mới là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chiên khách hàng. Mọi người nhanh chóng bấm cho em dòng chữ là chúc mừng năm mới nhé mọi người nhé. Chúc mừng năm mới, 12 suất, sướng quá. Rồi nhìn thấy chị Vũ Tuyết đang chơi, chị Phương Ninh đang chơi, 12 suất cơ mà. Những 12 suất mọi người nhé. À, chiều nay tầm nào em qua lấy được đâu. Em ơi em cứ qua thôi. Các chị ơi, các chị cứ qua kho lấy hàng bình thường thôi. Bạn Phạm Hương cứ qua kho Tràng Duệ, chị la đến 5 giờ. Mọi người nhá, mọi người mà lấy đơn ở Tràng Duệ thì mọi người cố gắng lấy cho em trước 6 giờ tối nhá. Vì tắt live một chút ạ. Nhà em tắt live xong là tối vợ chồng em đi ăn cơm khách không có nhà mọi người nhá. Nên là tối mọi người qua, nếu mà qua Tràng Duệ lấy đơn, mọi người qua luôn cái lúc em đang live stream này. Mọi người vẫn cứ lấy đơn này, nhà em vẫn giả đơn như bình thường. Ở Tân Tiến thì mọi người nhớ nhá, hôm nay chị nào rảnh rỗi qua lấy đơn bớt giúp em, vì bên Tân Tiến nó đang bị ùn đơn rồi mọi người ạ. Nó đang bị ùn đơn thì các chị cố gắng này lấy đơn ở bên Tân Tiến là 1:30 chiều đến 6 giờ tối. Bên Tràng Duệ ngày hôm nay cũng xin phép trả đơn mọi người đến 6 giờ tối. Ngày mai chị nào ở Tràng Duệ thì vẫn qua lấy đơn bình thường, còn chị nào ở bên Tân Tiến thì hẹn gặp lại mọi người là đến thứ ba nhà em mới trả đơn tiếp các chị nhá. Ngày mai nhà em nghỉ Tết mọi người ơi, sẽ là không hoạt động bên Tân Tiến đâu ạ. Và mai nhà em cũng không like nha mọi người nhá. Có sót ra các chị ơi cứ vào đi, hôm nay mã gì thì vào luôn giúp em ạ. Em nhìn thấy chị Yến Nhi rồi, em nhìn thấy chị Đỗ Hòa, các chị ơi bấm đi ạ. Rồi Tấn ơi ra bill luôn đi, 12 suất nhá. Tấn ơi in được một tài đằng giặc các chị như này rồi. Rồi chúc mừng năm mới, hy vọng mà một năm mới với bao nhiêu dự định còn dang dở. Sốt sẽ cố gắng. Thôi thôi, thầy còn vào mã tí tặng cho mọi người ấy cũng được. Rồi các chị ơi, còn cái này tặng nốt thôi, có nhiều mã sản phẩm tặng cho mọi người lắm. Hy vọng mùa năm mới với nhiều dự định, em còn dang dở rất là nhiều dự định. Năm nay cái thứ nhất, vì thời tiết nó không được thuận mọi người ạ. Vì năm nay chưa kịp rét, đã kịp Tết rồi, nên có rất là nhiều dự định vẫn còn đang dang dở. Em thực sự năm nay vẫn chưa được hài lòng so với bản thân mình quy một cơ. Nói chung là mục tiêu từ đầu năm mọi người, thì tầm này tri ân mọi người hết để củng cố những dự định mà sang năm này. Cộng việc đó là năm nay thằng cu con nhà em nó bé, bạn này ốm thực sự nhiều, nên là hy vọng sang năm bạn ấy sẽ lớn cứng cáp hơn, để mẹ sẽ làm được nhiều việc hơn, sẽ cố gắng săn được cho những mọi người này những mã sản phẩm săn sale, hoặc là những mã sản phẩm thật sự là chất lượng với mức giá không ở đâu có, để chị em mình cùng đồng hành cùng với nhau một năm mới sẽ rực rỡ hơn mọi người nhá. Rồi có 12 suất, Tuấn ơi in được bao nhiêu rồi, mọi người cố gắng săn ca like này vì hôm nay rất là nhiều mã sản phẩm em tặng mọi người ấy. Hôm nay phao bố phao mẹ cũng đi hết luôn, về tặng bố tặng mẹ nhân dịp đầu năm mới. Các chị có yêu bố yêu mẹ thì ngày hôm nay mua quà tặng bố tặng mẹ, vì em sẽ xả phao bố phao mẹ với mức giá kỷ niệm nhau luôn mọi người nhá. Em không thu hồi được vốn, em cũng xả và tặng cho các chị nhá. Ok chưa? Em nhìn thấy chị Phạm Nguyễn đang vào rồi. Em nhìn thấy chị Nguyễn Nga in con yêu quá các chị nhá. Lâu lâu rồi xưa nói yêu bố yêu mẹ thì hôm nay thể hiện bằng hành động luôn, đó là săn quà tặng về tặng bố tặng mẹ các chị nhá. Ok chưa ạ? Rồi rồi các chị ơi, dòng chữ chúc mừng năm mới đỏ rực màn hình luôn rồi, hay quá. Nào tiếp tục đi, trước đi, trước đi. Rồi rồi ok nè. Rồi anh ơi cho em xin đi, em đọc luôn nhá, em đọc luôn. Ui cầm hào ơi, tim nhiều quá. Mới được có 7 à? Rồi à, nhưng mà không lên nước Pháp đâu. Mọi người nhớ nhá, chia sẻ xong thì các chị phải bấm cho em dòng chữ chúc mừng năm mới. Em tặng cho các chị 10 đôi tất với mức giá 35k. Mọi người nhá, 10 đôi tất với mức giá 35k. Không thể tưởng tượng là tất nó đẹp như nào đâu các chị ạ. Không phải là vì ế mọi người nhá, không phải là vì gọi là con này nó bán còn đứng đây mà nó tặng các chị. Mà cái quan trọng ở đây nè, em tặng các chị chỗ này là hết rồi đấy. Và ngày hôm nay em tích kỷ niệm mọi người các chị nhá. Chứ 35.000 em nói thật với các chị hôm qua nhá. Em chốt cho khách là 60.000 à? Đúng không? 59.000 ngày hôm qua là bão đơn tất luôn ấy ạ. Hôm nay họ hôm qua trả đơn thì như chị làm có một cọc tất luôn. Nhưng vấn đề ngày hôm qua like tất đến thế rồi, thời gian like tất nó không còn nhiều nữa. Hôm nay còn tương đêm tặng lốt mọi người. Em bắt đầu đọc tên.
Những chị đầu năm trúng quà thực sự may mắn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chị nào có tên trong danh sách, người bấm cho em dòng chữ OK xác nhận khi mọi người biết mọi người nhận được quà các chị nhé. Chị Cỏ Ba Lá là chị khách hàng may mắn đầu tiên của nhà em. Đôi số điện thoại là 923. Bạn Trà Chanh Bạc Hà tiếp tục thứ hai 566. Chị Hoa Trà Trong Gió 429. Chị Phương Linh đôi số điện thoại là 746. Chị Nguyễn Thị An 900. Chị Nguyễn Tuyến 005. Chị Nguyễn Thanh Nga đôi số điện thoại là 184. Rồi mọi người tiếp tục nào. Tấn còn, ơi. Còn 5 suất nữa, có ai còn những 5 suất nữa. Các chị ơi, nhanh tay và nhanh chân nào. Em đọc lại là chị Cỏ Ba Lá, Trà Chanh Bạc Hà, chị Hoa Trà Trong Gió, chị Phương Linh, chị Nguyễn Thủy An, chị Nguyễn Tuyến và chị Nguyễn Thanh Nga. Đây là mấy chị anh nhỉ? 7 chị đúng không? 7 chị xác nhận cho em dòng chữ OK với nhá. Ôi dồi ôi, mọi người đang OK nhiều lắm luôn rồi. 35.000. Chị nào đếm trước tặng trước. Thích chọn cọc nào thì cọc nhá. Chị đây này, có chị Nguyễn Thanh Nga địa chỉ 2 này, chị Nguyễn Tuyến em để quà địa chỉ 2 này. Còn đâu 5 chị khác là ở bên Tân Tiến. Em nhìn thấy địa chỉ của mọi người ghi vào đây rồi ạ. Tiếp tục đi em ơi, còn 5 suất nữa. Em nhìn thấy chị Đoàn Nhan, nhìn thấy chị Phạm Hương đang chơi rồi. Tiếp tục xem là khách có được chốt nữa không. Năm mới chúc vợ chồng nhà bạn buôn may bán đắt nhé. Em cảm ơn chị Yến Mão thân yêu rất là nhiều. Chúc bác sức khỏe, sang năm buôn bán gọi là vạn sự như ý. Rồi các chị ơi, chúc mừng năm mới nhá. Tiếp tục sau đó em sẽ đọc thêm 5 chị nữa em muốn gửi tặng gọi cười quà trong ngày hôm nay hết rồi nhé. Em bắt đầu đến với những mã tặng chiên kỷ niệm các chị nhá. Rồi OK chị Phương Linh, OK Trà Chanh Bạc Hà, em cảm ơn mọi người nhiều lắm vì mọi người đã chia sẻ cho em nha mọi người. Chị nào mà mình thiếu một chút may mắn thì đừng quên ở lại like để em tiếp tục tặng quà cho mọi người bằng những cái mã xả kỷ niệm siêu rẻ. Chị Vân Vũ ơi, em tặng cho chị địa chỉ 2 rồi, chị Vân Vũ này. Chị Đỗ Hòa có rồi. Chị Đỗ Hòa đôi số điện thoại là 84884 này, vì có mấy chị Đỗ Hòa. Chị Đoàn Nhàn ơi 04071. Mọi người nhớ cho em này. 10 chị rồi còn 2 chị nữa. Không bị trùng, không bị trùng. Chị Vân Vũ, chị Đỗ Hòa và chị Đoàn Nhàn. Mọi người ơi, xác nhận cho em một chữ OK khi biết mình được gọi tên nhé. Chị Đỗ Hòa OK rồi. Chị Vân Vũ ơi, biết mình trúng quà chưa? Chị Đoàn Nhàn ơi, biết mình trúng quà chưa? Em chào chị Linh Nguyễn. Biết mình trúng quà, mọi người sẽ xác nhận cho em dòng chữ OK nhá. OK chị Đoàn Nhàn, em muốn nhìn thấy chị Vân Vũ OK nào. Cầm hà hôm nay được chưa? Cầm hà chưa? 5 lần trang cá nhân và 2 lần hội nhóm nha các chị ơi. Đừng buồn em, nếu không nhận được quà em sẽ tặng nữa quà luôn tục cho mọi người. Vì hôm nay toàn những là sale rẻ tặng thôi. Anh ơi, xem là lên mã gì đầu tiên đi nhỉ. Anh chơi cho em ít áo phông kẻ. Phông kẻ và phông trơn tặng hết các chị mức giá siêu sốc luôn. Để em chạy cho mọi người cái dàn áo đằng sau nhé. Thế hả Cầm Hà? Đen đấy nhở? Bạn Mập Kiều có được tặng quà không? Bạn ấy chưa đủ. Bạn mới chia sẻ về trang cá nhân thôi. Mập Kiều chưa chia sẻ về hội nhóm em ạ. Chị đang muốn tặng em mà chưa thấy chia sẻ hội nhóm. Bạn hôm nay không đi họp lớp à mà ở nhà bán hàng. Anh chị à? Vâng chị Vân Vũ OK. Chị Yến Mã đang bảo là bạn ấy không đi họp lớp à? Ở đây không báo gì đâu mà họp. Chồng em đang bảo là không thấy loa phường chị ạ. Với lại hôm nay nhà em cũng bận nên chị Yến Mão ạ. Không thấy thông báo. Zalo trong nhóm chả thấy. Zalo trong nhóm chả thấy bổ sao. Chả thấy nói câu nào. Đâu hôm nay bọn này quên hết rồi. Chị bạn Phương Nguyễn đang hỏi em một câu là chị Hạnh có tiêm cầm không mà nhọn đẹp thế. Anh tiêm. Trên mặt chị thì thú thật em mọi người là em có lông mũi, có lông một chút mũi mọi người nhá, còn đâu hoàn toàn là mẹ em lặn. Nói chung là đủ dùng thôi các chị ạ, cũng không phải đẹp lắm. Tạm tạm. Bạn ấy hỏi mình có tiêm cầm không. Rồi các chị ơi, mã này nhá. Xinh ơi là xinh. Con nhiều không anh ơi? Có like quần áo trẻ con không cô Hạnh? Các chị thích like quần áo trẻ con, năm nay quần áo trẻ con có bộ không em? Chắc chắn ngày hôm nay có bộ. Chị chia sẻ rồi không được gì à? Chị Đỗ Hòa, em gọi tên chị Đỗ Hòa mà. Chị Đỗ Hòa ơi, em gọi tên chị Đỗ Hòa mà. Chị Đỗ Hòa có tên trong danh sách. Chị Đỗ Hòa đối số điện thoại là 884. Vừa ấy có chị Đỗ Hòa đối số điện thoại là 884, chắc chắn có. Chị ơi, em có đọc tên chị đấy. Chị ơi nhá. Có mà. Chị không nghe thấy đấy, chị Yến Mão cười. Nhà em đang dỗi chị Yến Mão ạ. Không thấy bảo sao. Đỗ Hòa 884. 884 có mà chị Đỗ Hòa ơi. Em chào chị Quỳnh Thảo My nhá. Em chào chị Phương Phạm. Có like bộ, chắc chắn có like bộ. Đầu tiên tặng tất tay mã này đi, nhiều không anh ơi? Cầm đây. Em nhập vào. Đây. Em nhập vào đã là 70 mấy nghìn rồi. Mọi người ạ, 70 mấy nghìn rồi. Em bán cho các chị
thời điểm đấy là 85-90 nghìn. Ngày hôm nay em xin phép tặng mã này lỗ nhưng em không còn nhiều đâu. Em tri ân mã này. Chị Bình Thảo My em cảm ơn. Like của nó, từ từ chị ơi, em sắp xếp theo kế hoạch like của nhà em. Mọi nhá, em sắp xếp theo kế hoạch like của nhà em. Hôm nay em sẽ tặng mọi người. Em chào chị Biển nhớ. Tặng mọi người với mức giá siêu sốc, nhưng mọi người cố gắng săn like nhé. Em sẽ sắp xếp theo kế hoạch like của nhà em. Như thế thì lượng đơn nó mới đảm bảo mọi người ạ. Và mọi người yên tâm đi. Mọi người thích săn mã gì thì cố gắng em sẽ lên cho mọi người hết. Vấn đề là mọi người phải kịp quá săn mọi người nhá. Ok chưa ạ? Rồi các chị ơi, vào like đừng giục like quần áo trẻ con. Tầm này giờ này chưa thể like được quần áo trẻ con đó chị ơi. Hôm nay em like trẻ áo trẻ con em phải báo trước cơ. Quần áo trẻ con xin phép mọi người lời đến giữa giữa like, và mọi người thích săn quần áo trẻ con thì em sẽ bốc quần áo trẻ con lên like. Còn giờ này nhà em phải chạy hàng người lớn đã mọi người ơi nhá. Ok chưa ạ? Đẹp như thế này. Tầm này các chị mua để dành mặc luôn càng xinh, không thì để dành ra Tết mặc đẹp lắm, hoặc Tết mà thời tiết nó vừa vặn đi chơi thì siêu xinh luôn. Chứ ra Tết em khẳng định các chị mà hỏi em mã này là không còn hàng để nhà em làm nữa. Kết thúc cái Tết nguyên đán âm lịch xong, ra Tết nhà em chạy hết hàng hè rồi mọi người nhá. Không còn hàng này nữa, kể cả vài hôm nữa là cũng đã có hàng hè rồi. Em xin phép kỷ niệm tất tay cho mọi người mã này. Và mọi người ơi, mã này đóng trong like để được hỗ trợ nhanh nhất nha mọi người. Em kỷ niệm với mức giá bản thân em cũng không nhập được đâu. Chất thì đẹp lắm, chị nào đã mua hôm nọ mua săn được một con rồi thì ngày hôm nay muốn săn thêm mấy con thì lựa lựa, vì không hết ngày hôm nay là không còn đâu. Kẻ thì nó nhiều phong dáng. Anh ơi bốc cho em mã chữ này đi để lên hết mã chữ cho mọi người chọn màu luôn, tí cho các chị đỡ đổi màu. Chị Hải Trang đang có trong like của em rồi. Chị Hải Trang ơi, bác của em đóng cho bác 4-5 con áo này mà bác mặc đi công ty mà bác thích đấy, mà người ta nhờ bác mua hộ đấy. Em chưa làm mà đâu chị Hải Trang ơi, chị săn luôn đi, ngày hôm nay em quà luôn mã này cho chị này nhá. Vào mã luôn giúp em này. Em chào chị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh, em chào chị Kim Phương Phạm. Các chị ơi đẹp như thế này, ngày hôm nay chữ này em tặng cho mọi người mức giá em không làm được nhá. Kỷ niệm nhau tri ân đầu năm luôn, 59 nghìn. Cuộc đời lịch sử bán hàng của em chưa bao giờ bán con áo này 59 nghìn đâu, hoàn toàn là lỗ, bản thân em không nhập được mọi người nhá. Ok chưa, lên cho em theo mã của nó này. Riêng con phông này 40 cân đến 60 cân cũng vào mã được, chiều cao 1m60. Hết mã này mọi người nhá, đến 60 cân thôi nhá, 40 cân đến 60 cân. Nghe em tư vấn ạ. Chị nào 62 cân thì tí sang mã khác nhá. Bạn mập kiều hôm muộn hôm nọ mua được con này là biết là rất đẹp, và hôm nay hôm nọ là không có giá này, hôm nay chị tặng tất tay cho khách. Các chị bấm cho em đúng mã này, 59k kẻ xanh, các chị ấn ạ. Chữ xanh, mọi người ấn cho em là chữ xanh, mã chữ xanh, chữ này còn màu gì nữa để cho khách chọn luôn. Không, anh có thể ở đây rồi. 59k chữ hồng lên mã chữ trước, các chị xem hết màu rồi mọi người sẽ là chốt nó dễ mọi người nhá. Mã này chốt đến 60 cân đi mọi người ạ. 59k chữ xanh và 59k chữ hồng. Từ từ, bên kia anh nôi hết cọc xong kia chưa? Hết chưa? Hết rồi, không có nhiều đâu các chị ơi. Có tầm cơ khoảng tầm hơn 20 con thôi. Cố gắng nhá, nó là nhiều mã. Nhớ cho em này, chữ xanh và chữ hồng. Chị Quỳnh Thảo My là chữ xanh này. Vẫn là chị Quỳnh Thảo My chữ xanh. Em còn một con chữ xanh nữa. Chị mua 58k, hôm nay em hoàn toàn tặng lỗ vốn luôn chị ạ. Hôm nay em hoàn toàn tặng lỗ vốn luôn ấy. Chị cố gắng mà săn, hôm nay chỉ còn hai mấy con là hết rồi. Đó, ấn cho em này, chữ hồng nên chữ xanh đi. Chữ xanh cho chị nhím nhím này. Rồi hết chữ xanh còn chữ hồng. Hôm nay các chị mà không chốt được vào mã thôi là em buồn lắm thay đấy các chị ơi. Tặng rẻ lắm rồi. Chữ hồng, chị gì nhở? Chị Quỳnh Thảo My được một con chữ xanh. Chị nhím nhím được một con chữ xanh. Hết chữ xanh sang chữ hồng giúp em ạ. Hết chữ xanh mọi người ơi. Anh cố gắng móc hết đừng để sót hàng nhé. Đẹp chưa? Nói chung nó dễ mặc, chất đẹp lắm nhá. Chữ xanh chị Quỳnh Thảo My được rồi. Bấm cho em 59k chữ hồng. Cho chị một lâu. Chị ơi săn like đi, em không biết là chị chọn mã nào ạ. Lên đúng mã nhà em đóng đơn nhá chị Hải Trang nhá. Lên đúng mã nhà em đóng đơn. Em nhận đóng đúng mã. Mọi người ấn cho em cú pháp là 59k chữ hồng. Còn một con hồng không có lâu ạ. Mã này không có lâu ạ. Mã này bác khác anh ơi. Đẹp chưa? Trời ơi, mua mà để dành, mua mà để tặng, mua mà để biếu, mua mà để cho nhá. 59.000 các bà ơi, ngày hôm nay mà không mua thì đúng là chỉ có để tiền ăn quà thôi. Rồi, 59k chữ hồng với chị Linh Phạm nào. Em chào chị Đỗ Phương, vào hốt hàng em tặng đi chị Đỗ Phương ơi. Tiếp tục cho em xin mã gấu ạ, mã gấu nó sẽ có nhiều hơn. Đây, sắp em con gấu này này. Hồng này, xanh này, ấn đúng mã là 59k gấu hồng nhá. Gấu hồng phong con này sẽ to một chút, cho đến 62 cân các chị nhá.
Đây em đứng xa form cho mọi người nhìn này. Đây, form con này sẽ to hơn một chút. Và con này chốt cho em đến 1m62 cũng vừa. Thân con này dài hơn con kia một chút và nó dáng phục hơn con kia một chút nha mọi người ơi. Mọi người quan sát giúp em này. Này, đẹp chưa? Rồi, gấu theo. Ấn đúng mã 59k gấu hồng. Tặng tất tay, kỷ niệm nhau lỗ vốn rồi đấy ạ. Rồi các chị bấm cho em nhá. Gấu hồng. Em có gấu xanh. Anh ơi cho em xin con gấu be. Gấu lâu nha đúng không? Gấu be các chị ấn. Gấu lâu các chị vào mã. Có đen không anh? Đây đây đen đây ạ. Có một con gấu đen duy nhất. Các chị bấm cho em mã là 59k nhá. Không phải là lan tăm chị ơi. Đó là phong pha len. Đây này. Chất dày bịch. Bà nào không tin em đừng vào mã. Thực sự tin em đang bán con này 59k. Đẹp và rẻ thì hãng vào mã. Nhà em xin phép kỷ niệm cho những chị nào biết mua, biết mặc và tin em mã này. Nào ấn nhanh cho em phát nào. 59k gấu đen chị út trần hết đen. Rồi hết đen rồi chị xem em ơi. Hết đen mọi người đừng ấn đen nữa. Hết đen em nhận mã. Gấu hồng. Gấu lâu các chị không nhanh tay là chỉ có hết thôi. Đẹp như thế này. Tin em thì chốt, không tin em thì để Việt ăn quà các chị nhá. Rồi ấn cho em sẽ là gấu lâu ạ. Đen hết các chị ngừng cú pháp đen. Không còn đen ạ. Rồi con này ấn cho em là gấu me. Tiếp tục gấu xanh. Thứ ba chị lấy Tân Tiến, chị út trần. Ok chị út trần. Chị nào hôm nào lấy đơn thì báo luôn em đỡ phải gọi anh được. Các chị ơi nhanh tay đổi màu đi ạ. Ok chưa ạ. Gấu hồng cho chị nhím nhím một con. Vất luôn một con gấu hồng. Dồn. Chị Nguyễn Tuyến không phải là không thấy chị mà là mã đấy chị ấn sau hết. Em xin phép đọc tên những chị được chốt ạ mọi người ơi. Em xin phép đọc tên những chị được chốt ạ. Gấu đen em hết, em không nhận đơn gấu đen đâu các chị ơi, mỗi một con đen thôi ạ. Rồi, em xin phép chỉ đọc tên những chị được chốt thôi ạ. Vì khách người ta có muốn trước thì em phải chốt cho người ta. Ấn cho em sẽ là gấu hồng. Đẹp như này, không chốt thì chốt cái gì nữa các chị ơi. Này, nào. Ok chưa? Mẹ rẻ hơn một con áo phông mùa hè luôn nhá. Mà chất không đẹp, không tính tiền các chị nhá. Mọi người có đúng 30 giây nữa để suy nghĩ có chốt mã gấu này không? Ok chưa ạ? Gấu hồng của chị Nguyễn Tuyến. Vì em cũng xin phép mọi người là hết hàng rồi. Gấu be cho chị Phạm Thị Hồng Hạnh. Gấu be bây giờ các bác. Còn đúng một con chị ơi, gấu be lên nhanh gấu be này. Gấu hồng này. Đẹp chưa? Chất lượng lắm chị em mình ơi. Xanh nhá, em mặc thử xanh nhá. Không chốt xanh em mặc lên này ân hận này. Chị Phạm Thị Hồng Hạnh khách mới bổ sung cho em xin số điện thoại với. Đây xanh nhá, led như thế này cơ mà. Chị Phạm Thị Hồng Hạnh lên số điện thoại giúp em ạ. 59.000 cái này mà không chốt nữa thì thôi. Là thôi thật sự luôn này. Nào, ok chưa? Em đang tặng hoàn toàn gọi là tri ân và lỗ vốn rồi các chị ơi nhá. Nhưng thích kỷ niệm nhau cho nhớ lời. Ok chưa mọi người ơi? Vào mã cho em là 59k gấu xanh nhá. Đúng mã em nhận đơn. Rồi bà là không có số điện thoại thì cũng không biết đóng đơn cho nhau kiểu gì. Ấn cho em 59k gấu xanh. Và mã này em chỉ nhận tri ân tại live thôi. Ngoài live chi mọi người vui lòng. Em không chốt cho bất cứ ở bác nào 59k. Hôm nay chân tình luôn mọi người nhá. Gấu be. Từ từ chị Hiền Phạm này. Be xanh cho chị Hiền Phạm. Chị Hiền Phạm xác nhận lại cho em một dòng chữ xác nhận ok. Chị Hiền Phạm đuôi số điện thoại nè 724. Chị ấn gấu be và xanh có nghĩa chị lấy cả hai con đúng không? Xác nhận cho em dòng chữ ok chị nhá. Em đã đọc đuôi số điện thoại rồi ạ. Be và xanh cho chị Hiền Phạm. Bác nào mà xả đơn mã này của nhà em thì em xin phép là bữa sau là em cũng nựa nựa khi làm đơn đấy ạ. 59k gấu hồng cho chị Trương Đạt. Gấu xanh cho chị Nguyễn Nhung. Đúng rồi, đóng đơn cho chị Hiền Phạm chị ok rồi đấy. Gấu xanh cho chị Nguyễn Nhung của em luôn. Tiếp tục có nhím nhím có được gấu hồng rồi. Gấu xanh cho chị Dung Nguyễn của con. Còn một con gấu xanh em đang mặc cuối cùng. Chị nào lấy bấm nhanh cho em gấu xanh đi ạ. Còn một con gấu xanh em đang mặc, chị nào lấy gấu xanh lựa gấu xanh luôn đi ạ. Rồi chị gì nhở? Em xin phép gọi chị em xin phép gọi chị Hải Trang đang săn like nhá. Gọi em đóng mã này mà bác không chốt trong like của em mã này thì em xin phép là ngoài like này không chốt được mã 59.000 đâu chị nhá. Rồi ok chưa? Ấn cho em này. Gấu hồng. Gấu xanh, ok chưa? Gấu lâu có đúng một con chị lấy lâu lựa. Đẹp quá, tặng tri ân kỷ niệm. Chị Trương Đạt được gấu xanh rồi nhá. Chị Trương Đạt này, ấn gấu xanh đấy, chị Trương Đạt xác nhận cho em dòng chữ này. Là chị lấy hai con đấy nhá. Chị Trương Đạt đuôi số điện thoại là bao nhiêu? Tấn đây, cho chị xin số điện thoại chị Trương Đạt, chị email ra đấy. 926. Chị Trương Đạt đuôi số điện thoại là 926, xác nhận cho em dòng chữ ok. Vì em làm gấu xanh và gấu hồng của chị, nghĩa là chị lấy hai con, xác nhận cho em dòng chữ ok nhá. Có một con gấu lâu duy nhất.
Chị có quần bầu không ạ? Bà Phạm thì ông Hạnh lên số điện thoại chưa? Chưa. Chị Phạm và ông Hạnh ơi, xem like mà chốt mã mà không lên số điện thoại thì tốt nhất là em cũng không tư vấn thêm. Thực sự luôn, chị lên đơn mà em gọi số điện thoại chị vẫn trả mối em sao thì em xin phép là chưa hỏi trả lời câu hỏi của chị luôn nhá. Vì em đang kêu gọi số điện thoại chẳng lấy chị đâu cả. Rồi, thế thì tư vấn với nhau làm gì khi nó không đến số điện thoại thì đóng làm sao được đơn. Lời chữ hồng cộng một gấu me. Chị Thùy Phạm chữ hồng còn không? Hết rồi đúng không? Chữ hồng chị Thùy Phạm này, chữ hồng em hết và gấu me cũng xin phép hết rồi ạ. Gấu me còn một con của Phạm Hồng Hạnh. Chị Phạm Hồng Hạnh à? Chuyển đơn đi. Chuyển cho chị Thùy. Con đầu tiên làm gì còn, chị ơi còn con làm bán con đấy rồi. Không còn chữ lâu. Bây giờ nhá, mọi người nghe em tư vấn này. Em lên mã nào có bao nhiêu màu em lên hết luôn rồi. Các bác mà cứ đợi cái màu mà các bác hỏi đấy, làm gì có. Em nói thật, nếu còn đủ màu em không tặng giá này. Em tặng hoàn toàn lỗ vốn. Chị Hải Trang nhá, chị mà không vào được mã này nữa, chữ lâu em không còn chị nhá. Chữ là em đã lên hết màu và cái dọc chữ nhà em hoàn toàn hết. Giữ chữ giờ này xanh đỏ tím mã không còn, chứ đừng nói gì lâu. Ok chưa? Gấu be, mã này không phải là gấu be. Chị Nhung Nguyễn Nhung lấy gấu lâu không? Lên cho em mã này là gấu lâu á chị ơi. Gấu be với lấy chị Phạm Thị Hoàng, đây số điện thoại rồi chị ơi. Khách mới lưu ý lên số điện thoại giúp em nhá thì mới chốt được đơn. Chứ nhà em không kêu gọi quá 2-3 lần đâu. À, ok chưa? Bây giờ chị lên mã bắt đầu này. Không cần phải lên số điện thoại nữa. Chị Nhung Nguyễn Nhung có đổi gấu lâu không? Chị Thùy Phạm chữ hồng em hết, em còn gấu lâu. Các bác suy nghĩ lại nhanh khi ấn là gấu lâu nha mọi người nhá. Em hết gấu be. Anh ơi con kia là con gì á? Xem nào. Bây giờ hiện tại là em còn gấu hồng, gấu lâu. Con này xuông kìa. Ở đây, con này con khác. Chốt lại nhá. Các chị vào mã lại cho mọi người ngắm lại. Đẹp như này mà không chốt nữa thì thôi, buồn lắm thầy. Đến 62 cân thoải mái. Nhìn cái form áo nhá mọi người nhá. Quan sát lại form áo. Em nói một lời thôi là em lỗ đấy. Rồi, bác nào tin em thì chốt, không tin em thì lại để tiền ăn quà thôi. 59.000 mua được cái gì bây giờ. Đó, rồi, ok chưa các chị ơi. Ấn cho em mã là 59K gấu lâu, 59K gấu hồng. Em xin phép tất cả chị em mình trên live là giờ này nhanh chóng em còn 2 con gấu hồng và 1 con gấu lâu này em không nhận đơn nữa mọi người nhá. Ok chưa ạ, chị nào lấy gấu thì lựa nha các chị ơi. Tiếp tục một mã nữa. Gấu hồng cho bạn Phạm Ngọc Ánh một con gấu hồng. Đơn mới, tiếp tục. Cái mã rồi cho em xin hết màu của mã này đi ạ. Đẹp quá. Form này bé hơn, em nhận cân nặng mã này đến cơ khoảng tầm 1m60 và 60 cân quay đầu đấy các chị nhá. Có mỗi một cái mã gấu và lẫy thì thân của nó to thì mình chốt cho nhau 62 cân thoải mái và 1m62 quay đầu. Còn riêng những mã này thì các chị ơi, em mời mọi người chốt đến 60 cân và 1m60 quay đầu ấy nhá. Em đứng xa form cho mọi người nhìn dáng này. Đó, chị đang nhỏ nhỏ người á. Đó, thì chốt những mã này. Đẹp chưa? Chất liệu đẹp dã man luôn. Nào, vào mã 59K hình be các chị ấn. Mã này là hình be, cú pháp em nhận đơn. Hình này nó có be. Hình này nó có một con xanh. Be đúng không anh? Be mọi người. Rồi. Và hình này nó có một con này, nó gọi là con em thấy đó là con lâu đỏ đấy, nhưng mình lên cho em mã là đỏ đấy nhá. Mặc dù là mọi người ơi, nhìn màu bên ngoài này nó sẽ là màu lâu đỏ nhưng mọi người ơi, ấn rõ cho em là lâu đỏ đi cho nó dễ. Ok chưa mọi người ơi? Hình lâu đỏ, hình be và hình xanh các chị ấn nhá. Có sai không em, chị Trinh Đoàn không? Áo phồng thì có sai. Nhớ cho em này. Rồi ôi 59.000, bác hỏi có sai nữa là buồn lắm luôn ấy. Hình be chị Hà Lu, áo này không có sai đâu ạ. Áo này ở đâu có sai đâu. Đây này, vì sao? Nó co giãn như thế này rồi sai số làm gì cho mắc mệt nữa là chị ơi. 40 cân đến 60 cân các chị vào mã em nhận đơn, chỉ nhận mã này. Chị nào có xem live phát lại thì chú ý cho em đoạn này này. Chỉ nhận mã này đóng tại live là 59.000. Ngoài live em xin phép kỷ niệm các bác là 75.000 nhà em mới đóng đơn các chị nhá. Hình xanh 59K cho chị Đặng Thanh Loan. Em còn hình be và em còn hình. Hết rồi đấy. Hết rồi đấy. Hình be này. Và hình lâu đỏ chị ấn nhá. Hình lâu đỏ. Chị nào lấy hình nào lên hình đấy là hết á. Tiếp tục xem là có con cổ kia còn mỗi con này à. Hình xanh này cho bạn. Hình xanh hết rồi. Hình xanh hết. Xanh cho chị Quyên Phạm một con hình be. Chị
Quyên Phạm cho em xin số ấy. Chị Quyên Phạm cho em xin số điện thoại. Chị Nhung Nguyễn Nhung một con hình be. Chị Quỳnh Phạm, à chị Quyên Phạm chốt 59 hình be và xanh. Thì em còn be thôi, em làm cho chị một con be. Chị lên bổ sung số điện thoại cho em ạ. Chị Thùy Phạm chốt xanh muộn, em hết xanh ạ. Hình be cho chị Lê Thị Thúy một con 59. Chốt lại bây giờ xanh hết. Be còn một con, đợi đơn dự bị của chị Quyên Phạm. Nếu chị Quyên Phạm mà không lên số điện thoại thì em mời các chị chốt mã hình be tiếp mọi người nhá. Rồi, hình be còn duy nhất một con. Và em có hình lâu đỏ, chị ấn nhá. Số điện thoại chị đây này. Rồi, ok, chị Quyên Phạm được. Chốt lại là em chỉ còn hình lâu đỏ. Là hết. Các chị ơi, còn sót một con gấu xanh này. Còn sót một con gấu xanh, chị lấy gấu xanh lên nhanh ạ. Chữ hồng, vậy chị nào bỏ lấy chữ hồng nhỉ? Chữ hồng mình nhạt hơn. Chị nào lấy con này thì ấn là chữ hồng nhá. Là hết, mỗi mã có một con thôi, cho em xin mã cổ thôi. Nhanh chóng còn con mã khác. Dóc hết rồi nhá. Có một con gấu be, chị nào lấy gấu be, vẫn còn sót một con gấu be. Chốt lại là hết rồi. Chị Thùy Phạm có lấy con chữ hồng đấy không? Vừa thì ấn chữ hồng, có lấy con chữ hồng không? Sót một con chữ hồng ấy. Chữ hồng màu nhạt hơn một xíu. Rồi các chị ơi, mã này làm cho em từ 40 cân đến cơ khoảng tầm 57-58 cân là đẹp. Mọi người nhá, lên cho em ạ. Chiều cao con này nhá, 1m50-1m57 thì sẽ đẹp hơn. 1m60 thì từ từ em ấn con này. Vì em thấy là con này dáng của nó vừa vừa các chị nhá. Ấn cho em là con cổ ghi, có mỗi con cổ ghi mọi người, không có con thứ hai. Cổ ghi các chị ấn. Rồi ấn cho em là gấu hồng mới, chốt thoải mái 60 cân này. Một con duy nhất. Gấu hồng mới các chị ấn. Gấu hồng mới, em đưa lại hết mã, chỉ là chưa vào được mã nào thì mình ấn giúp em ạ. Gấu hình mới, nhìn lại một loạt chốt mã nào thì chốt lốt ạ. Rồi ấn cho em con này ạ. Gấu xanh. Gấu xanh lá, còn sót một con gấu xanh lá. Chị nào lấy gấu xanh lá lên cho em là gấu xanh lá ạ. Gấu xanh và chữ hồng của chị Thùy Phạm. Rồi ok. Nhớ này. Gấu, à quên, cổ hình. Cổ ghi mọi người ấn nhá, cổ ghi ạ. Ấn cho em là gấu xanh lá, còn sót một con. Tiếp tục, gấu hồng các chị ấn. Ok chị Thủy Phạm, vào được hai con rồi, em sót. Chị lấy chữ hồng. Rồi em làm chị đấy. Em làm cho chị chữ hồng và gấu xanh rồi. Rồi các chị ấn cho em này, gấu lâu. Ấn cho em là hình be. Gấu xanh lá chị Quyên Phạm dồn. Tiếp tục gấu hồng mới. Hình đỏ lâu. Lên đúng cú pháp nhé, em nhận đơn ạ. Hết các chị ơi, hết rồi ạ. Tất tay hết rồi nhá. Có chị nào muốn xem lại mã nào thì báo em. Cổ ghi, anh ơi, lên cọc trơn luôn đi để tặng luôn trơn đi. Hình đỏ lâu. Vào đúng mã 59k. Em nói thật với các chị ơi, 59k nó quá rẻ luôn. Trơn mà mã chư chữ đấy anh ơi. Gấu hồng mới. Không, mã trơn cơ mà thì lại lôi kẻ ra làm gì. Cho em một gấu hồng chị Thu Thảo. Đấy là phong hè. Đây nhá, chị Thu Thảo em vào mã này. Có phông trơn nữa, tặng mọi người phông trơn nữa. Gấu hồng mới, đây bạn Thu Thảo. Comment đúng mã là chị làm đúng mã đấy. Thì em thì comment gấu hồng. Gấu hồng mới cho bạn Thu Thảo, vất lại con gấu hồng đấy các chị. Gấu hồng mới, em cũng vẫn còn một con nữa. Chị ở đây hồng mới, lên gấu hồng mới nhá. Em nói thật với mọi người, tầm này các chị săn được không sướng quá. Nhận được hàng mã này các chị lại hỏi Hạnh ơi, còn không? Nhưng xin phép mọi người là năm nay là đến dàn này mà bán 59k thì em xin phép các bác là tất tay rồi. Gấu hồng mới cho chị Linh Cherry. Xinh như thế này. Dày dặn đẹp dã man luôn. Các bác có cất công lên chợ đầu mối vui chơi một hôm hỏi hộ em xem người ta có bán là 59.000 không. Em nói thật với các chị, nếu mà bán được nhá,
bọn nó bán đầy, không có lượt em bán mọi người ạ nhá. Đối thủ cạnh tranh rất là nhiều, vấn đề mà để like mà để bán được 59.000 tặng các chị như thế này là vấn đề hơi nhức nhối mọi người ạ nhá. Ấn cho em này, 59k gấu hồng, 59k gấu lâu, chất không đẹp, em không lấy tiền chị nào hết. 59k hình be, 59k ghi cổ, 59k lâu đỏ hết nha mọi người ơi. Có chị nào mặc áo con size 34 điểm danh em tặng ạ. À, chỉ có size 34 thôi, ở đây còn chục con nữa. Nhà mình bán bao nhiêu? 60. Đây mà. Đây 65. 65.000. Nhà em đang bán 65.000, em xin phép quẩy liệm nỗ vốn mã này. Bây giờ em sẽ là thống nhất lại mọi người là chị nào lên size 34 thì em tặng, không phải bán nữa rồi, và lỗ vốn nhá. Đúc lá một bản áo gọi là con huyền thoại luôn. Bây giờ em còn lâu. Toàn lâu thôi. Toàn lâu thôi. Một con bé. Có một con bé, một con đen nhá. Xin phép kỷ niệm mọi người 50.000 tất tay nhá. 50.000 mua đồ đúc lá. Nếu mã này bây giờ em có 36, 38, các bác sẽ lại bão đơn cho các like ngày hôm nay. Nhưng vấn đề ở đây là em hết rồi. Tầm này em không đóng được hàng. Nếu em để dành cũng được. Khi nào em đủ size em tiếp tục bán cho mọi người, 65.000 giá là đắt được, không nữa là nó bán rồi mọi người nhá. Nhưng em chỉ còn chục con thôi. Năm mới gọi là Tết đến xuân về rồi. Bây giờ còn chục con áo con cũng chả để làm gì cho nó khỏi là không gọi là cho nó tặng các chị đi cho gọn nhà. Chung quy là thế. Quan điểm như thế đi. Lên bà nào lấy con này lên cho em ạ. 50k kèm màu. Mọi người nhá, 50k kèm màu, kèm size 34. Nhớ cho em phải có size cú pháp 34. Vì có nhiều chị xem like không hiểu, không hiểu là em đang là sao lại xả là 50.000. Vì em chỉ có 34 thôi, là sợ nhất là các bác nhầm size ạ. Nhá, mọi người ấn cho em ạ. Be và lâu này. Ấn cho em mã này là 50k 34. 34 mọi người nhá, kèm màu. Em nhận cho mọi người là màu lâu, màu đen và màu be. Nhưng mà chị nào lấy lâu và đen thì be và đen thì ấn nhanh vì em còn toàn lâu thôi. Rồi cho bạn cầm hà trước là nhớ là chỉ 34 thôi nhá. Em muốn mọi người ấn rõ cú pháp đấy. Cầm hà này, lâu và đen. Đen hết nhá. Toàn 34 thôi. À đen còn một con này. Cầm hà 102 con. Be và lâu cho Phạm Ngọc Ánh. Dồn cho bạn ấy. Em hết lâu và be. Bây giờ em chỉ còn lâu thôi các chị ơi. Chị nào lấy lâu lên lâu. Chị nào lấy lâu lên lâu. Be còn à. Chị gì nhỏ? Chị Nguyễn Tuyến. Có lấy con be và con nâu không? Áo con này em nghĩ này, mặc bên trong, cứ miễn là cái form nó đẹp là được. Các bác mà cân nhắc màu quá thì giờ này không làm được đơn. Vì sao em hết em mới tặng giá này. Chốt lại là bây giờ em chỉ còn hai con be và mấy con nâu. Chị nào đồng ý lấy be và lâu thì ấn cho em cú pháp là be và lâu 34 nhá. Ấn cho cú pháp cho em ạ. 50k be và lâu 34. Em tặng mọi người 50.000. Hết đen nha mọi người ơi. Ok này, rẻ lắm chị ạ. Mua mặc đi. Em làm chị một đôi luôn. Một khi nó không tặng thôi, thích tặng khác đôi này. Còn tiếp tục một đôi nữa lâu và be. Chị nào 34 thì nhanh tay giơ tay của em phát ạ. Cầm hà có rồi em nhé. Này, đúc xịn chưa? Không xịn không tính tiền. Bảo là săn được cái này sướng. Đây ạ, be và lâu lên giúp em. Còn đôi nữa. Chị nào thích lấy lâu em, một con em cũng bán nhá. Một con em cũng bán. Nhưng một con be này em xin phép là để lại ghép đơn cùng với con lâu này. Đấy, chị nào lấy tặng lỗ 50.000, lỗ vốn ấy. Nhưng vấn đề chỉ còn 34 thôi. Ok chưa? Lâu và be lốt, cái cặp này cho chị Thủy Lam. Lốt chị này là em chỉ còn lâu ạ. Chị nào lấy lâu lên lâu 34 đấy. Nhớ là 34 các chị nhá. 36 hay 38 nó không vào mã, vì không có vừa. Còn lâu chị lấy lâu, bán lốt bán lâu. Đọc anh. Lâu cho bạn Trà Chanh Bạc Hà một con. Lâu cho chị Trương Đạt một con. Chị Dung Phạm em hết lâu. À em hết me, em chỉ còn lâu thôi. Trà Chanh Bạc Hà lâu chị làm một con rồi. Be không? Còn con be à? Con be này cho chị Dung Phạm một con be. Xóa một con be à? Rồi. Ok chưa, chị lấy lâu lên lâu nhá. Chị Trương Đạt dồn đơn. Chị lấy Tân Tiến không phải gọi điện nhá. Chị Thủy Lam hẹn cho em xin ngày lấy đơn chị ạ.
Các chị nhớ cho em là Tân Tiến ngày mai không trả đơn mọi người nhá. Hôm nay làm nốt, hôm nay nghỉ Tết mọi người ơi. Mai Giang cũng nghỉ nha mọi người ơi. Mai cũng cho Giang nghỉ. À, mai tổ chức cho các bạn đấy gọi là ăn chơi tí. Đây là ngày mai xin phép là không phục vụ mọi người tạm nghỉ một hôm các chị nhá. Mai ở bên Tân Tiến cũng không mở đâu ạ. Đến thứ ba mọi người đi làm mọi người lấy đơn nhá. Trời ơi, giác cá của chị đây. Nếu mà nói nhá, bán phông từ mùa đông mà sang đến mùa hè thì em xin phép tất cả các chị ở trên cái live của nhà mình ở bên này là hai bên, là mỗi bên cơ khoảng tầm hơn 100 mắt xem, thì em xin phép hơn 200 chị giờ này là em xin vỗ ngực và ngẩng cao đầu với các chị rằng mua phông bên nhà em là các chị được mua với mức giá gọi là không đâu có và là uy tín luôn. Một khi đã nói đến dòng chất lượng phông, mùa hè các chị cứ tìm em và mùa đông mọi người cứ tìm em. Mùa hè em chạy cho mọi người là cốt tông trơn và cốt tông khô. Còn riêng mùa đông nhà em sẽ là ưu tiên những dòng sản phẩm là phông da cá mọi người nhá. Những cái mã sản phẩm mà chất da cá mặc rất sướng, không bay, không dão, không xù. Và nó mang lại một hiệu ứng khi nhuộm màu vải là cái màu vải nó rất là tươi luôn, nên nhìn cái áo nó rất là đẹp nhá. Thì em xin phép là em bán đến giờ này nó còn một ít là em kỷ niệm với các chị mức giá tất tay. Chị nào vào được mã là chị đi sướng trong cái live ngày hôm nay. Thứ ba chị lấy bên Tân Tiến nha. Chị Đặng Thanh Loan, em cảm ơn chị Thủy Lan. Nếu không cần gọi điện báo cho em ngày lấy đơn để em tích vào đơn cho chị nhá. Rồi các chị ơi, bây giờ còn cái nào em tặng mọi người cái đấy. Bình thường rẻ nhất đầu vụ nhà em bán 85, 90, 95, 99, không ai bán. Thì giờ là em xin phép kỷ niệm mọi người, hôm nọ em có xả nhanh trong cái live hôm nọ nhá, em có phải xả hơn tiền con kẻ kia. Nhưng hôm nay em không thích, còn ít thôi, tặng bằng con kẻ kia, các chị vào mã cho em là 59 nhá. Và em cam kết nếu 59.000 này, các chị sẽ không mua được ở đâu, vì con này em like cho mọi người là chuẩn da cá. Mặc cứ sướng đời cho em thôi mọi người nhá. Hôm nay hết cái live, ngày hôm nay là không còn nữa rồi, hẹn mọi người cái live sang năm. Mùa đông năm sau mới làm phông da cá tiếp, ok chưa? À em không còn gọi điện thứ mai em lấy này, ok chào Tranh Bạc Hà. Các chị ơi, con này thì em tư vấn chiều cao cân nặng đến 1m60 vẫn vừa, 1m62 vẫn ok la. Làm cho em từ 40 cân đến 60 cân các chị kít lại giúp em mọi người nhá. Rồi, các chị ấn cho em mã là vàng. Ấn cho em mã là vàng này, quà này, vàng này, 59k này. Ấn cho em mã là vàng 1. Vàng 2 các chị ấn, nhanh tay mọi người ơi. Vàng 1, vàng 2, vàng có hai mã, chị nào thích vào mã nào thì lên mã đấy cho em. Tìm cho em cái này nó vẫn còn sót ở đâu một ít đấy ạ. Phong vàng dồn trà chanh bạc hà một con. 59.000 tặng hết khách đi. Vàng 1 cho bạn Linh Ruby một con. Hết vàng 1. Chị Hường Nguyễn đổi vàng 2 không? Em mặc thử vàng 2 cho xem, nó cũng đẹp lắm. Ừ, trà chanh bạc hà chị hiểu ý em rồi. Skip vàng 1 các chị ơi, hết vàng 1. Em mặc vàng 2 các chị lựa liền, bấm nhanh mã vàng 2 chỉ có 2 con thôi. Nhanh tay nhanh tay, mua và ra cá bên nhà em cứ yên tâm thôi các chị nhé. Mã này tạo một đội uy tín dành cho khách hàng luôn. Rồi, em đọc lại vàng 1 này. Trà chanh bạc hà được vàng 1. Bạn Linh Ruby được vàng 1. Vàng 2 cho chị Tân Nguyễn. Vàng 2 nhanh tay. Vàng 2 chị Đặng Thanh Loan. Hết. Hết các chị ơi, em sẽ phép đọc tên những chị được đơn thôi ạ. Vì comment mọi người lẩy lên, em không đọc được hết, vì đọc được hết thì nó sẽ hơi dài thời gian like ạ. Các chị vàng ngay cho em là hồng hình. Cuối năm, bây giờ Tết nhất rồi, chiên các chị hồng hình nào. Mọi người ấn cho em là hồng hình, em xin phép không nhận vàng, hết vàng các chị ơi. Ấn cho em là hồng hình và trắng hình, mỗi mã có một con. Nhanh tay mọi người được. Đẹp lắm. Em phải nói một từ chị nào săn được con này ngày hôm nay nhá. Sướng nhá. Vàng em xin phép không nhận đơn nữa rồi. Được chưa? Ấn nhanh cho em là hồng hình hoặc trắng hình. Hồng hình cho chị Hằng Trần là hết. Em chào chị Nguyễn Thanh Loan. Trắng hình cho chị Lê Thị Thúy, hết trắng hình. Mọi người có phải thích cái mã trơn này lắm. Các chị ơi, có một con chữ nổi luôn, đến 60 cân vừa nhá. Ấn cho em là xanh chữ, cũng kỷ niệm luôn, 59.000. Anh ơi, nhưng mà từ từ. Từ từ mọi người, kít nhá. Em thấy nó đặng hơi bị lỗi. Cái đó là bị in lem này các chị ơi. Cái này nó bị in lem mất rồi, để em báo phải nó trắng hình hết. Chị Lê Thị Hương ơi, hai con sóc da 49 cân. Thế chị Lương Thị Hương cho em
Xin chiều cao để em xem mà tí em đóng cho chị nhá. Rồi xanh hình sao mã này cho em có mỗi con à. 40 cân đến 60 cân mặc vừa chị nhá. Các chị nhá. Rồi xanh chữ này cho chị Vân Vũ đi. Cho chị Vân Vũ con này. 59. Từ từ mọi người chờ em một chút này, em kiểm tra xem cái này còn thừa còn hàng không, vì em thấy là nó còn đấy. Mà không biết là còn ở đâu. Hồng hình hết ạ. Có một con xanh chữ này nữa. Chị lấy xanh chữ, lên xanh chữ đi. Xanh chữ cho chị Hương Linh Nhi một con này nữa. Chị Hương Linh Nhi nhá. Sót đấy. Xanh chữ chị Hương Linh Nhi con này nữa. Có một con be hình. Nhanh chóng giúp em be hình cho đến 60 cân nhá, xanh chữ hết. Xanh chữ vừa lấy là em tặng cho chị Hương Linh Nhi được một con và chị Vân Vũ một con. Ấn cho em ạ, be hình. 40m50 nhé. Ok chị Hương, chị Hương. Bác có việc bác cứ đi đi. Tối nay em nếu có đóng được đơn em tìm được thì em gọi chị nhá. Chị Vũ tìm be hình. Các chị ơi hết mất rồi. Hết rồi. Mấy con đấy hết rồi mọi người ạ. Thì em thấy sót con nào thì em làm. Anh ơi cho em chị cái mã cờ lốc tốt kia luôn. Anh ơi cờ lốc tốt treo trên móc kìa. Em cứ tìm được cái gì em tặng các chị. Vấn đề là hôm nay mọi người có săn được không. Nhưng hôm nay em nghĩ mọi người rảnh rỗi. Đấy hôm nay đáng nhẽ người ta đi chơi. Chào bạn Lâm Duyên nhá. Chị Nguyễn Thanh Loan đi đâu lâu lắm em không nhớ em à. Hôm nay mới thấy vào chấm. Đẹp như này nhá. Chuẩn tàu xịn nhá. Nhìn quả mát đã, đây là sau cái áo. Hai bên bếp nhìn quan sát được em phát đã nhá. Trước khi em diễn tả về cái độ đẹp của nó, em quảng cáo các bác trước tí nhá. Dành 30 giây dành cho quảng cáo trước khi vào mã. Một khi đã tặng rồi nhưng vẫn phải quảng cáo. Zip cờ đốc tốt. Con này các chị mua để mix mấy cái gì? Mix được tỷ thứ trên đời. Chân váy, quần, những cái quần thể thao cũng rất là xinh nha mọi người nhá. Hoặc là đơn giản mọi người mặc cho em với những cái quần ống suông, những cái quần ống vảnh cũng không thể thiếu được những con crop top này. Nó mang lại một hiệu ứng rất là trẻ và gọn người. Các chị nhá, chị đang mặc được crop top tầm em tặng còn ít thôi. Có đồ bộ chị dâu tây cứ bình tĩnh. Mấy cái túi xanh hồng hồ sau kia có phải bộ. Chị Hương Giang ơi bình tĩnh. Hôm nay em đã dặn mọi người rồi mà. Các chị đừng hối em. Cho em xin tí gọi là bình tĩnh để em lên mã cho mọi người từ từ. Đằng sau đó là bộ trẻ con. Các chị ngày hôm nay chỉ cần ở đây với em. Cái gì thích em cũng tặng. Ngày hôm nay người ta đi chơi. Bên nhà em đội ngũ tất cả mọi người. Từ chồng em đến tất cả các bạn nhân viên ở hai bên vẫn phục vụ mọi người đầy đủ. Chỉ cần mọi người ở lại bình tĩnh và chốt đơn là được các chị nhá. Nên là đừng giục em. Lốt ngày hôm nay các chị mai có gọi em lên live em cũng không lên nữa rồi. Mọi người nhá, mai nghỉ Tết. Ok chưa? Rồi, mã này còn nhiều ông dốc đây em tặng khách nào. Anh ơi nó ở bên kia. Chất nhá. Phê lắm. Đẹp lắm vì nó là hàng tàu. 40 cân đến cơ khoảng tầm 55 cân để mà em nói là nó đẹp nhá. À, chị rồi chị Nguyễn Thị Phương bình tĩnh. Bình tĩnh. Em chưa báo giá. Bác có chắc chắn là bác muốn chốt chưa? Chào bạn Linh Chi. Các chị ơi nhá. Mã này này. Để nói đẹp tư vấn này. 40 cân đến cơ khoảng tầm 55 cân là đẹp nhá. Còn đâu chiều cao con này thì em không cứ vì nó là một con cờ lốc tốt. Các chị cứ lựa mà chốt. Chị nào chắc chắn mặc được cờ lốc tốt thì em tặng. Vì em đi mức giá này là em kỷ niệm mọi người chứ không phải giá bán các chị nhá. Chất em bao chất đó là zip hoàng loại 1. Mọi người lên cho em này, mã này. Em sẽ lên theo màu của nó đi. Xem hết màu chứ nhá. Tặng tất tay. Tặng tất tay nhá. Còn từng đây thì đúng không anh? Đây em còn đúng từng đây này. Cả làng cả tổng em còn mỗi từng đây. 55.000 đi hết. Không nói nhiều, 55.000 đi hết. Ấn cho em mã là 55 kèm màu, 55 màu be. Ấn đúng mã và đúng cái mức giá mà em đưa cho mọi người nhá. Để bạn Tuấn bạn in ra bạn ấy vào cái mã mọi người hỗ trợ Tuấn một tí. Vì bạn Tuấn bạn ấy sẽ là người vào mã và vào giá cho chị. Các chị ấn đúng mã em mới đỡ lăn tăn về mức giá chị. Vì hôm nay chị like rất là nhiều mã. Thằng em đằng kia không biết là hôm nay chị đang bán bao nhiêu vì bạn ấy đang đóng đơn liền tay. Thì bạn ấy mọi người hỗ trợ cho bạn ấy đúng cái mã mà là cái giá tiền em báo cho mọi người thì bạn ấy vào cái túi nó được dễ hơn mọi người nhá. Ấn cho em mã này này, 55k be, rất đẹp lắm. 55k bem be mọi người nhá. Vì con này tay sẽ là tay màu be này. Đó. Rồi 55k bem
trắng, có nghĩa là tay của nó là trắng nha mọi người ơi. Đen be và đen trắng, em mời mọi người chốt. Rồi ấn cho em mã này này. 55k lâu đi, lâu nhá. 55k lâu, 55k be. Ấn cho em ạ. Đen trắng và đen be, em mời các chị chốt 55.000 thôi. Rẻ quá trời quá đất luôn rồi. Đấy, mọi người vào mã này em thay màu liên tục cho các chị. Nhớ cho em này, em có mỗi một cái cọc của em dơ thôi ạ. Các chị muốn mua hơn rồi này cũng không có, em tặng cho mọi người tất tay luôn rồi đấy. Đẹp lắm, nó là cờ đốc tốt, chất sướng, đanh, mịn, sướng, mát. Rồi ấn màu giúp em ạ. Nhớ là 55k kèm màu, các chị thích. Màu này là đen be, nhanh chóng anh ơi. Rồi đen be. Đẹp chưa, ui dồi ôi, vào form đẹp lắm. Đen be cho bạn Cầm Hà. Đen, chị Trương Đạt và chị Nguyễn Thủy Phương lấy đen be hay đen trắng? Đen cho chị Nguyễn Thủy Phương. Được chưa? Nhớ cho em là đen be hoặc đen trắng. Hoặc là các chị không nên cú pháp này, em cứ thấy con nào đen em đóng nhá. Anh cũng đóng khách con đen gì đây. Đen trắng là chị Trương Đạt. Ờ, đen trắng sẽ là đen tay trắng đấy ạ. Đen be anh đẹp mà đen trắng đẹp. Rồi, tí nữa ngày hôm nay em tặng cho mọi người quần mặc nhà đen be chị Nguyễn Thủy Phương. Thì các chị mix cho em với những con áo này thì nó lại không xinh quá. Form của nó rất đẹp nha mọi người ơi. Con này lên cho em mà đen trắng. Đen trắng là chị Hậu Bùi. Đen be em ơi. Cú pháp của khách là đen be. Con em mặc là đen trắng. Con này mọi người lên cho em sẽ là 59k lâu. Có, chị Thanh Yến có được bộ. Hết rồi ạ. Thế thì bây giờ các chị ơi vào cho em mã là đen be nhá, hết đen trắng rồi ạ. Đen be em có mỗi con đấy, mà là mặc đen thì lên nhanh lẹ lẹ giúp em là hết rồi ạ. Đấy, đen be cũng đẹp nhá. Nhớ cho em là đen be, có được bộ đó, chị ơi. Mặc cho con lâu rồi này. Đẹp ơi đẹp, tầm này 55k. Chợ đầu mối không đổ được đâu ạ. Có áo len 75 cân không chị? Lam hay nữ hả chị ơi? Lam hay nữ hả chị ơi? Theo em mà kéo cái cửa xuống một tí nữa. Mất xe thì thôi đấy. Xem để ngoài cửa các chị ạ. Kéo cửa cuốn xuống mà like này, tí mất xe thì thôi đấy. Ấn cho em mã này là 55k lâu. Em mời các chị vào mã. Chị ơi mua áo len 57 cân. À 75 cân. Thì chị cho em hỏi tí là chị mua lam hay nữ. Đó, nhớ giúp em này. Mã này em tặng mọi người 55.000. Bản áo crop top không đẹp hay không tính tiền. Cái chất mọi người nhận được nhá, em đảm bảo không làm một chị nào thất vọng cả. Bây giờ mọi người ấn cho em này. Đen nâu. Đen nâu á. Chị Nguyễn Thủy Phương với chị Nguyễn Thủy Phương là đen be. Làm gì có đen nâu. Đen nâu là con này đúng không chị Nguyễn Thủy Phương? Làm với chị Nguyễn Thủy Phương một con này ấy nhá. Mã này lên cho em là lâu là được chị Nguyễn Thủy Phương ạ. Ý chị bổ lấy con này đúng không? Nếu không phải báo lại em luôn nhá, lâu. Dồn. Đẹp quá. Ấn này. Lâu. 55 nâu. Đen be. Lam 75 có mà. Chị Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh ơi, dàn áo len đằng sau của nhà em 75 cân chiến tốt này. Đấy, 130.000. Tí em sẽ like mã đấy cho các chị. Rồi chị nào lấy mã nào lên mã đấy cho em ạ. Ông giờ khoái xe á chị ạ. Em chỉ sợ là like xong mới mất xe thật sự luôn ý. Vì em kéo cửa xuống hơi sâu một tí. Vì em đang đứng gần cửa. Đấy, con be này xinh chưa? Đấy, các bạn lựa mua nhé. Còn vài con chị lấy lốt, em tặng lốt cho 55.000 đấy. Tiếp tục các chị ơi. Em lựa mắt xem như thế nào nhỉ? Nhầm trắng lâu, vâng. Em làm chị trắng lâu, em hiểu ý chị đó. Chị ấn nhanh, em nghĩ là chị nhầm. Đây. 35.000, nhanh chóng. 40 cân đến cơ khoảng tầm 55 cân vừa. Các chị ấn cho em mã là 35 vàng áo zip nhé. Cái này có mỗi con đấy các chị ơi. Em thấy sót lên tiện đem nay luôn ấy. Các chị ở đây muốn săn đồ bộ chưa, để em lên đồ bộ em tặng cho mọi người nào. Mọi người muốn săn đồ bộ chưa, để cái này chạy đồ bộ nào. Ấn cho em này. 40 cân đến 55 cân. Ấn cho em là 35.000 vàng mỗi con đấy các chị ơi. Mỗi con vàng thôi. Thấy sót ở đây để cầm luôn đó các chị. Tặng 35.000. Vàng các chị su cơ hậu. Vàng hết. Muốn chị su ca hậu được không?
Đây, mã này là mã không đồng. Con này nó bị một tí nỗ ở đây ạ. Mọi người nhá, 40 cân cơ khoảng tầm 50 cân là đẹp. Và nó bị một tí lỗ ở đấy, nhưng mà em cho cái tang vào đây. Tặng luôn các chị cái tang ở đây, các chị ghi vào đây. Lên xem mã không đồng em tặng. Tặng không đồng nhá. Mã sản phẩm mà bị lỗi là nhà em sẽ không bán. Không đồng, chị lấy con này lên cho em mã không đồng ạ. Không đồng cho chị Hồng Thám, bạn Hồng Thám. Không đồng hết này. Anh ơi, mang hết áo zip em tặng hết khách đi. Cho nó gọn. Các chị ơi, áo zip bây giờ chỉ còn 5 ngắn, tặng tất tay không sang đồ bộ luôn nhé. Áo zip chỉ có những ít để tặng tất tay. Chị nó bé bé nhỏ nhỏ. Chị Quỳnh Thảo My mà muốn mua áo zip này thì cố gắng săn này. Mấy chị bé bé này, chị Minh Mít hôm nay có ở trên live không? Chị Minh Mít có trên live không? Mấy chị bé bé đâu điểm danh. Em tặng hết cái cọc áo zip này. Em biếu chị ấy. Mọi người ạ, phải nói dùng một từ là biếu. Rồi đúng rồi, chị Thảo Vi tan chị An Vi rồi. Mọi người ơi, tang bạn bè đồng đội anh em vào săn quà. Xong em lên đổ bộ nhé. Không loại trong cái like gần nhất nhà mình tặng dàn áo zip bao tiền. Đố Tấn nhớ. Không đồng em hết, em xin phép mọi người không còn mã nào tôi không đồng. Tí còn mã không đồng em báo. Thằng này nó lơ ngơ nó không nhớ. Nhưng mà em nhớ lắm. Là chưa bao giờ em tặng giá này. Các chị nghe thấy sẽ giật mình thon thót luôn. Bảo không hiểu hôm nay làm sao con này nó bị làm sao mà nó lại bán cái áo với cái giá như thế này. Bằng bát phở. Nhá. Nhưng mà bây giờ nói thật với mọi người là hết rồi. Tặng cho nó gọn nhà. Và để chị em mình gọi là lấy đơn với mặc cho nó sướng. Nhớ nhau. Rồi chị Quỳnh Thảo My thấy chấm like, chị Vân Vũ thấy chấm like rồi, chị Trần Hoàng thấy chấm like rồi. Em xin phép các chị mua đồ bộ thì chờ bình tĩnh chờ em một tí nhá. Em tặng hết cho mọi người cái dàn áo tiếp rồi, xong rồi mình bắt đầu mình chuyển sang mình quất bộ. Các chị nhá, chạy nguyên xuyên suốt bộ. Xong tí nữa là đồ quần kia các thứ hay là áo khoác các thứ hay đồ trẻ con này các chị chờ chờ em một tí nhá. Ok cho mọi người. Nào. Tấn mẹ thả luôn màn hình ghim giá cho máu. Quà 29k em tặng các bác. Và em chân tình, bên này 103 chị xem. Bên này em xin phép 121 chị xem. Nếu mà em nhập được 29.000 một con áo zip như này, mất lộc buôn bán. Nói điêu không bằng con các chị. Mã này hoàn toàn vào mã quà giúp em. Các chị nhá, em tặng cho mọi người 29.000 tất tay luôn. Tấn, em dùng điện thoại. Có điện thoại không? Một cái điện thoại kia đâu? Đây, em thả luôn vào highlight của chị. À không, 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 điện thoại của anh cơ. Điện thoại của anh cơ. Anh ghi cho em chữ quà 29 vào đấy. Nhưng các chị phải thật nhanh, những mã này em không nhận đóng sau like. Chị nào đã gọi em đóng sau like các chị sẽ biết. Nhà em sẽ là không tìm những mã này sau like đâu mọi người ơi. Nó kiểu nó lộn xộn, năm đáp lung tung không tìm được các chị ạ. Nên tốt nhất thích mã nào lên mã đấy thật nhanh. Tặng 29.000 không bằng gọi là một bát phở luôn nào. Nào, cà đốc tốt, chất là chất zip nhá. Hoàn toàn là đẹp, nhưng vấn đề ở đây là chị nào mà đợi thân dài thì đừng đợi. Vì em chỉ còn thân ngắn thôi. Chị nào chưa mặc được quà cà đốc tốt, chưa bao giờ mặc quà đốc tốt thì hôm nay em tặng các chị mức giá 29.000 để trải nghiệm mặc thử cà đốc tốt xem có đẹp không nhá. Rồi ấn nhanh cho em sẽ là xanh 29 nào, xanh 29 cho chị Quỳnh Thảo My luôn. Hoàn toàn tặng đấy ạ. Đây anh Minh đây rồi. Tiếp tục bên bếp kêu em phát. Ghim rồi. Rồi mọi người em đã ghim rồi nhá. Chị là vào xong cứ thế chốt thôi, đồng giá hết thì cho nhanh. Chị Phạm Lê. Chưa chị Phạm Lê ơi. Hôm nay chưa làm được đơn chị Phạm Lê rồi. Tiếp tục nhá các chị ơi, một con xanh như này. Xanh đây, xanh đây. Còn con xanh màu hơi nhạt hơn một tí em tặng cho chị Thảo Vi. Bên này chưa hiển thị. Từ từ khá thì nó phải có đỡ tốc độ đường truyền. Cổ đây. Cổ đây cũng biếu luôn 29.000 luôn. Các chị nhá, lên cho em mã là 29k cổ xanh, nhớ ấn cùng giá để Tấn đỡ vào nhầm các chị nhá. Cổ đi, cổ cho bạn Hồng Thắm một con cổ nào. Có hai con cổ chị ở đấy, cổ tặng nốt 29.000 đây. Chưa lên à, với anh vào tí tư cách của Pet đi. Nhỏ nhỏ mặc đẹp lắm. Cổ xanh cho chị mèo con Bùi. Mọi người chờ em một xíu em thả con mình nhá. Em biết mới đúng không? Đây. Có
cổ hết. Để em xíu. Dồn đơn hôm qua. Tấn ơi, ghim luôn vào cú pháp của chị ấy, dồn đơn hôm qua. Dồn đơn hôm qua mai trở sang Tân Tiến rồi. Đây này, anh nhìn nó em này. Anh ơi, em nhớ anh tí. Lần sau nhá. Nhìn cú pháp này, ghim như này nhìn nó đã khác này. Quà này, viết hẳn chữ to như này luôn cho mọi người nhìn thấy nhá. Đấy, thì nó sẽ dễ. Nó sẽ đẹp hơn. Và khách nhà mình sẽ nhìn thấy gọi là dễ hơn. Em thả lại bên này. Bỏ ghim của anh ra. Đây. Các chị chờ em xíu nha. Để em dạy ông Minh già ghim cú pháp lần sau cho các chị. Cho nó dễ nhìn. Đây, ấn viết hoa đi. Viết hoa gì? Ừ, to tát lên cho mọi người cùng nhìn. Cái gì chị làm bộ gì em đây? Đây, 29.000 chạy hết dọc này nhá. Để các chị nhìn thấy cho em ghim hết màn hình nữa. Em có quần len không? Dạ không chị ơi, em có quần nếp nỉ các thứ chứ quần len em không có nhá. Hôm trước đơn của em mà không, hôm trước em có đơn mà không thấy gọi. Tấn giở xấu luôn, xem chị bé lấm tình hình nào. Xem chị bé lấm tình hình nào. Em chào chị Hoa Phạm. Các chị ơi, tiếp tục quà em tặng mọi người 29.000 nhá. Lên nhanh cho em con này chất đẹp lắm này. Hồng điệu. Ấn hồng điệu là được. 29k có sốc nhung ạ. Em chào chị Vân Mi. Con này mặc cho em 40 cân đến 52 cân quay đầu. Lên hồng điệu các chị ơi, hồng điệu các chị ấn. Hồng điệu. Hồng điệu cho bạn Hồng Thắm này. Không thấy có đơn. Không thấy có đơn. Hôm nọ chị mua cái gì nhắn tin inbox riêng cho em phát tín kiểm tra. À, ông xã Hạnh nay có quả áo đỏ thế à, chồng em được cái đồng bóng kính đó chị ạ. Rồi các chị ơi, một con crop top màu đen, con này 45 cân đến 60 cân mặc được các chị nhá. Lên cho em mã đen. Đen các chị ấn. Đen các chị ấn. Tết thì mặc đỏ chứ. Tết phải đỏ chị ạ. Rồi con này chữ lỗi nhá, mỗi con thôi chị ơi, đen lên đen đi ạ. Hồng điệu xem còn không, em chọn hết hồng điệu. Anh ơi dắp hết cho em, còn giờ đâu có zip lên nó không còn nhiều rồi, tặng hết cho mọi người đi. Đen cho bạn Cầm Hà. Ôi Cúc Thị Hoài ơi, hết rồi còn đâu. Đen mỗi con, đen Cầm Hà. Rồi các chị ơi, lên hồng. Còn lốc tốt 45 cân đến 60 cân mặc được. Lên hồng, 29.000 quà tặng các chị. Dốc hết rồi em tặng. Nào. Rồi mọi người ơi, lên cho em ạ. Mã sẽ là hồng. Hồng các chị ấn. Chị có đặt bộ nhưng chưa qua lấy được nhé. Ok chị, mai chị qua lấy. Chị ơi, mai chị qua lấy ở Tân Tiến. Mai Tân Tiến nhà em đóng cửa các chị nhá. Mai Tân Tiến nhà em đóng cửa. Đến ngày kia các chị lấy nhá. Hồng này cho chị phễn em. Hình như chị in nhầm với chị phễn em nhá. Hồng với chị phễn em. Ra chị phễn em chưa? Rồi chị phễn em được. Muốn mã rồi còn con này các chị ạ, nhanh tay. Hồng hết, bây giờ sang hồng cổ. Rồi mã này em lỗ vốn nhiều lắm các chị ơi. Chàng dậy, à chàng dậy thì mai chị có thoải mái chị lên dung nhá. Ok ạ. Đen em hết, chị Hoàng Yến bây giờ mới thấy vào này. Bác Hoàng Yến hôm nay cố mà nhặt, em tặng rẻ lắm. Tặng rẻ để mai nghỉ Tết rồi đây. Rồi các chị ơi, 40 cân đến 55 cân các bác ok la bấm đi. Đẹp như này. Này em thả tay ra áo đàn hồi này. Này về form luôn các chị nhá. Rồi, đanh, sướng lắm ạ. Lên cho em hồng cổ, chị có đơn. Hồng cổ mọi người có đơn. Hồng kiêm hết mọi người, hồng cổ chị ấn. Xinh chưa? Hồng cổ mọi người ấn nhá. Cái này không cổ, sợ cổ nó sâu quá đó ạ. Hồng cổ đen em hết rồi, hồng kiêm hết. Bây giờ em nhận cú pháp là hồng cổ chị ơi. Hồng cổ mọi người ấn giúp em là mọi người được đơn. Chàng dậy thì mai mọi người vẫn cứ qua bình thường nhá. Mai mọi người vẫn cứ qua bình thường. Hồng cổ, hồng cổ nay có, em có chị ơi, nay em có chạy bộ đấy ạ. Ừ, chị dâu tây cái này em quần toàn size bé thôi. Mấy những cái áo zip như này thì sẽ là như thế này này. Dành cho những chị là như kiểu người mà như kiểu nhỏ nhỏ đấy. Thì mặc nó sẽ đẹp. Vì em cứ tư vấn thật với các bác là có nhắm chị mà như kiểu là người, như kiểu mình hơi đậm người một chút. Nếu mà mặc ôm bó này thì nó cũng không đẹp. Cái này chỉ dành cho những chị là gọi là sáng đẹp một tí các chị nhá. Ok chưa? Chị nào lấy con này lên nhanh cho em xem là con hồng cổ chị có đơn. Hồng cổ. Hồng cổ đẹp lắm mọi người ơi. Chốt đi. Đây còn mẻ con nào bóc là các chị chốt nhanh nhá. Em chào chị Phương Mai.
có một con trắng. Chị ở đây trắng lên trắng cổ, trắng thôi, bấm trắng là được, em hiểu nhá mọi người nhá, mỗi con trắng thôi. Mẫu con trắng giống con xanh cổ vừa đấy, lấy trắng lên trắng, đẹp chưa, chất mướt là mượt luôn. Lấy trắng lên trắng. Lấy trắng bấm liền tay trắng. Có một con nâu cổ giống con em đang mặc nhưng nó là màu lâu. Lấy lâu cổ lên lâu cổ. Trắng cho chị Diệp Chi Tâm trắng. Trắng hết. Nhanh tay các chị ơi, nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay. Có một con này ngày hôm nay cũng tặng cho mọi người bằng tiền luôn, chứ con này thì cũng còn nhập còn cao hơn nữa luôn. Con này cũng là cờ đốc tốt, mặc cho em đến 57 cân vẫn được. Lên cho em sẽ là be các chị được nhá. Be lâu cổ cho bạn Hoài Khúc. Lâu cho chị à? Chị Cathy có số điện thoại chưa? Chị Cathy chốt lâu lên số điện thoại cho em chị. Không cần ghi là em chị. Be cho chị Hồng Nhung, Hoài Khúc ghi là em chị là được. Be chị Hồng Nhung. Be Hoài ơi, chị đã hết rồi đâu. Rồi, chị Cathy chốt lâu lên số điện thoại của em với. Khách mới lên số điện thoại em ạ. Em còn một con lâu chờ chị đấy. Be hết các chị ơi, be hết rồi. Chị Phương Lê Thị Thu hôm nay cố gắng mà săn, em tặng tất tay mai nghỉ Tết đây. Rồi. Con này đẹp lắm, nhức nhối luôn. Be em hết, em không nhận be nữa các chị nhá. Muốn con. Đẹp quá. Mặc thử luôn nhá. Để cho mọi người ngắm lại một lần nữa con cổ hồng này. Con này các chị không chốt, em cảm thấy thất vọng quá. Đẹp như này em tặng 29.000. Tiếp tục nha. Khiếp, chồng em đang kiểu áp lực doanh số đối với em mọi người. Đang chất đầy hàng cạnh em luôn. Cứ bình tĩnh anh em nhìn thấy hàng em hoảng quá cơ. Tối nay hứa cho vợ đi ăn chơi mà thằng này xếp một đống hàng ở bên cạnh vợ này. Thôi tôi chẳng đi chơi đâu. Không hết không đi. Không hết không đi, các chị cố gắng hỗ trợ em để Tết. Tối em được đi chơi các chị nhá. Bé hết thì chị Bình Đẩm đi ạ. Em nhìn thấy cái đống hàng bên cạnh em hãi quá. Không hết không đi này chết rồi các chị ơi. Giờ mọi người ơi, đẹp chưa ạ? Con này chốt thoải mái cho em 1m60 cũng vừa nhá. Tặng luôn 29.000. Rồi, mặc thoải mái đến 55 cân 56 cân cũng ok. Lên cho em là xanh điệu. Xanh điệu các chị Ấn. Xanh điệu nhá, con này con thân dài đấy. Xanh 29 là chị phễ nè một con. Anh ơi tìm xem còn không. Đây con xin tiếp này cơ. Hôm nọ em đã tặng khách nhiều lắm rồi. Bố nó rất hết rồi chưa? Chắc chắn hết chưa? Xanh này hiện tại mới thấy có mỗi một con này. Từ từ em cử cho chị gì nhỉ? Vừa chị Ấn chị đang chị phễ nè em thật ạ. Rồi mấy chị xanh điệu ở đơn chờ giúp em tí nha, nếu tí em tìm được thì em gọi tên các chị vào các chị điểm danh thì em lại đóng đơn. Vấn đề là em thấy nó đang hết rồi sao ấy. Các chị ơi, có một con hồng cổ vuông. Hồng vuông. Không chuyển tên tiếng. Anh ơi, cái đơn áo khoác mà em bỏ ra bổ chuyển đơn Tân Tiến ấy có bạn Quỳnh Như anh không chuyển cho bạn ấy à? Không nào. Khoác hôm qua chiều qua em nám ấy, làm thêm cho khách ấy. Ôi dồi ôi Quỳnh Như ơi, đau khổ quá, chồng chị sót cái đơn ấy của em, rất là chị làm đóng rồi. Cái con phao béo màu đen em làm cho bạn ấy đây, em ghi rõ tên là Quỳnh Như thầy, Như Quỳnh này. Em sang bên Tràng Duệ được không phải Quỳnh Như ơi, à Như Quỳnh ơi. Nhà chị ở Tràng Duệ, em sang Tràng Duệ được không thì em lấy luôn. Đây là anh chứ mai nhà chị lại nghỉ em ạ. Có sang không thì chị cho số anh, em đi xong rồi là nếu mà em không biết đường thì là anh chỉ đường cho em. Có xanh đây. Các chị ơi lên cho em là hồng cổ vuông nào. Hồng cổ vuông đẹp lắm. 40 cân đến 55 cân nhá, hồng cổ vuông. Con này phải mặc không mấy áo con của nó mới đẹp ạ. Xanh này chia cho chị gì một con nữa nhỉ? Xanh cho chị Phạm Thúy một con. Xanh cho chị Đức Tân Nguyễn một con. Ừ, cho gì em rất nhiều anh quên ấy. Chờ chờ em tí em cởi cái này ra mặc thử cho mọi người cái này thì mọi người mới nhìn được cái form áo đẹp như này. Con này các chị không chốt là buồn đấy. Tại vì hôm nay để trong đúng cốt nên mới nghĩ là quên cốt. Trời ơi so thì em ngàn lần luôn. Dấm dớ quá. Ngoài răng nữa không? Không. Thì đơn của bạn ấy vẫn còn đây thì làm gì có. Rồi chị là lấy hồng cổ lên cho em là hồng cổ chị Ấn nhá. Các chị ơi shop một con đen cổ. Nhớ cho em này cứ 55 cân quay đầu là các chị vào mấy mã này đẹp mọi nhá. Lên cho em đen cổ có một con duy nhất 29.000 nhanh tay.
Em có qua được tháng rưỡi không thì báo chị, không thì để thứ ba qua lấy Tân Tiến. Thôi đi em rất là nhiều nhá. Hồng cổ, chị lấy hồng cổ lên, hồng cổ có một con đen cổ, chị ở lấy đen cổ lên, đen cổ. Rồi, hồng vuông và vàng vuông. Đen cổ của chị Hoàng Yến. Vàng vuông và hồng vuông các chị ấn. Hồng vuông và hồng vuông và vàng vuông nhanh tay mọi người, cái này em sắp hết rồi ạ. Lâu cổ xinh chua. Lâu cổ, mọi người ấn lâu cổ mỗi con ơi. Hoài ơi, Hoài còn đấy không? Lấy con này không Hoài? Hoài còn đấy không? Lâu cổ chị ấn, đẹp chưa? Lâu cổ nhá. Lâu cổ chị Hương Giang, nhớ là 40 cân đến 55 cân đây, đừng bảo nào quá sốt của em là không vừa, bỏ lại đơn này em không đồng ý đâu. Vì em tặng cho mọi người siêu rẻ luôn đấy. Tiếp tục có một con ghi. Lên cho em là ghi 45 cân đến 60 cân cũng vừa nhá. Đó là cờ đốc tốt. Rồi, lên cho em là ghi một con duy nhất trên cuộc đời thôi. Ơi có, hết mẹ rồi. Ghi đi cho Hoài đi. Ghi đi cho Hoài. Nhanh tay hơn nhanh chân các chị ơi. Mã này vào mã đúng nhanh tay hơn nhanh chân rồi. Ghi hết các chị, mỗi con. Không có con thứ hai. Chị là thích mua ngắn tay lên cho em, nó con hồng ngắn này. Mỗi con ấy mua để dành mùa hè mặc. Hồng ngắn các chị ấn nhá. Có nghĩa là ngắn tay nhưng con đấy sẽ là thân dài ạ. Con này xinh chưa? Con này lên cho em là vàng rút. Vàng rút. Lâu cổ em hết rồi chị. Mình hết rồi bạn Lâm Duyên ơi. Rồi các chị lên cho em là vàng rút. Mà cái 55 cân hộ em nhá. Vàng rút, con này đẹp chưa? Rút như này này. Chất dày đanh sướng lắm. Vàng rút 29.000 đố các chị mua được ở đâu à. Em còn tặng lỗ vốn cơ mà. Vàng này cho bạn bé lấm. Hồng ngắn cho chị Cathy dồn. Ghi hết. Bạn Lâm Duyên thì như mạng hơi chậm hay sao? Ghi hết các chị ơi. Cọc nào nữa không anh? Anh ơi, còn cọc nào nữa không? Mã này mã khác. Đấy, đấy, cho anh xin cái mã đấy. Nam. Chắc chắn hết ship chưa? Hết ngày hôm nay là hết ship rồi đấy các chị nhé. Có một con hồng điệu mà chị nào chưa được hồng điệu vào mã lại cho em là hồng điệu này. Có một con hồng điệu sót lại này. Chị nào chưa được hồng điệu lên cho em là hồng điệu nhá. 40 cân đến 52 cân đẹp. Hồng điệu ấn giúp em hồng điệu. Còn sót một con hồng điệu duy nhất thôi. Vừa có mấy chị ấn không được hồng điệu vào lại giúp em. Giờ em vuốt lại con mình nó hơi lâu ạ. Hồng điệu các chị ấn nhá. Có một con hồng điệu ạ. Rồi các chị ơi, sót một con đen. Đen này em tặng 59.000. Bằng giá với mấy con phong da cá đầu tiên em tặng đấy ạ. Rồi ấn cho em là đen 59 em nhận đơn. Sót một con duy nhất. Đen 59. Hồng điệu cho chị bé lấm luôn này. Chị bé lấm vừa đóng đơn ấy. Đen 59 các chị ấn. Đen 59, em tặng cho mọi người đen 59 nhá. Không, áo zip không có sai. 58 cân nhá. Hồng điệu em xin phép mọi người là em hết. Bây giờ em nhận cú pháp mã này 40 cân đến 60 cân, không thụng nhá. Hồng đấy là hồng cổ anh ạ. Đen 59 là chị Nguyễn Lội. Có một con đen ngắn tay. Tặng nhanh, đen 59 em hết ạ. Lên cho em mã đen 40.000. Cổ nhá. Chất con này sẽ là chốt cốt tông khô. Đẹp hàng tàu. Xịn xó này, mỗi con tặng mã 40. 40 cân đến 60 cân đều vừa. Lên mã 40. Hàng trần cổ luôn nhá. Đẹp như này, tặng 40.000 thôi. Lên cho em là đen 40 các chị có đơn. Đen 40 về mã nhanh. Đen 40. Hồng đợi em xin phép mọi người hết. Con này các chị mua polo hàng chuẩn đẹp luôn để mùa hè mà mặc. Bây giờ em thấy nó lẫn ở đây em cũng tặng lốt mọi người ạ. Mọi người ơi, còn một con lâu cổ này, chị lấy lâu cổ lên lâu cổ. Chị nào lấy lâu cổ lên lâu cổ. Chị Lâm Duyên có lấy con lâu cổ đấy không? Đẹp chưa? Lâu cổ nhá, lấy lâu cổ lên lâu cổ. Đen là chị Nguyễn Thanh Nga, 40. Có một con trắng rút dây.
Đấy đúng rồi đấy, những cái mã đấy. Rồi, lên cho em mã này này, thân dài giống như mấy con xanh đấy. Con này mọi người lên cho em mã sẽ là ấn là hồng là được các chị nhá, đen lắm hết. Ấn hồng thôi, đừng ấn hồng điệu nữa, hồng là được, hồng dài mọi người ấn. 1m60 vẫn vừa và cho đến 55 cân mọi người nhá. Ấn cho em mã sẽ là hồng dài mỗi con ấy nó giống như mấy con đen à xanh vừa nãy. Mọi người có một con trắng nhá. Hồng cho chị Hồng Nhung. 29 nhá. Có một con trắng nó hơi bị quẹt một tí mọi người ạ. Lên cho em mã là mã 19. Hơi bị quẹt bẩn một tí nhá. Ui, nói chung nó bị lóa lai mọi người không nhìn đâu. Nhưng em phải thật thà luôn là nó hơi bị quẹt bẩn một tí về các chị giặt hộ em. Nhưng em không bao mã này là giặt được sạch nhá. Nếu không giặt được sạch thì mặc vui chơi cũng được mọi người nhá. Ok cho nó rút rút này, lên mã 19. Lên mã 19. Trắng 19 cho chị Hồng Thắm rồi. Chị Lâm Duyên là con lâu này. Chị Lâm Duyên con lâu này là 29. Trời ơi, các bác hôm nay săn sướng không? Em tặng rẻ như là các bác cảm thấy sướng các bác. Phải nói một từ là sướng thực sự luôn nhá. Tiếp tục. Nhanh tay hơn nhanh chân nào. Rồi có một con hồng crop top, lên cho em mã này là hồng ngắn. Mọi người ơi, làm đến câu khoảng tầm 5 năm cân đẹp crop top mọi người nhá. Hồng ngắn. Hồng ngắn các bác ấn. Con này lên form đẹp lắm. Em mà mặc mọi người các bác chốt không kịp đâu ạ. Hồng ngắn có một con duy nhất. Hồng ngắn. Trắng em hết mọi người ơi, trắng hết. Hồng ngắn. Chất không phải nói gì nhá. Tặng có 29.000 thôi. Em cũng không nhập được. Vấn đề đây là hết rồi. Năm mới Tết đến xuân nhà phân về rồi. Còn mỗi một ít nữa thôi, tặng nốt các chị thôi. Để làm gì cho nó gọn nhà. Chị nào lấy mã này lên cho em mã là hồng ngắn. Xem lại hộ em đơn áo khoác lam trước like nha. Em không thấy gọi điện nha chị. Hồng ngắn là chị Vân Niu. Chị bé lấm. Chị bé lấm ơi, inbox giúp em với. Inbox giúp em với. Xem trong, chị chốt hôm nào chị có nhớ không? Để em xem sổ luôn nào. Hồng ngắn hết mỗi con ạ. Chốt hôm nào chị có nhớ không? Để em xem sổ luôn. Có một con như thế này. Áo ngắn, chất liệu là nhung. Tặng luôn cho mọi người mã 40 nhá. Nó là nhung, 40 cân đến 58 cân mặc đẹp nhá. Nhung tâm, đẹp lắm. Tâm pha nhung, đẹp. Lên cho em mã này là mã 40, em nhận đơn. Con này em định để dành em mặc đấy, làm sao lại sốt ở đây thì thôi, cầm luôn ấy. Nào lên mã 40 nào. Mã 40 ạ. Lên mã 40 của em ạ. Hồng 40 chị BT Thảo. Khoác này còn nhiều. Con mình ngay trật tự thế. 40 hết rồi các chị ơi. Đây bây giờ em tặng cho các chị cái này còn lỗ vốn hơn. Bây giờ mọi người mua cho em con vàng vuông này thì ấn là vàng vuông các chị nhé. Còn mấy con vàng vuông hay con hồng vuông này hết rồi. Má này em cũng lỗ nhiều. Chị con nó đóng bé quá. Nó mà đóng to thì nói chung là em không còn hàng. Em xem nào, không. Em xem nào. Không, ngắn tay. Ê, con lẫn một con vàng đấy, đấy cho em xin con vàng đấy. Đấy cho em xin cái cọc cái nào, anh đóng cái cọc đấy là cả dài tay em ngắn tay. Cho em xin nguyên cái cọc đấy ra đây là em biết mã. Nhưng 40 em hết ạ. Cái này là em đang đóng, em nhà em đã đóng phông ngắn tay đấy các chị ơi. Bắt đầu đóng phông ngắn tay chạy mùa hè mọi người đấy. Đây là lẫn mấy con dài tay các chị chờ em bóc cái cọc này. Không. Đây, ui giời ơi, chú cha mà ơi. Em khổ chưa? Đây, anh em solo hết chỗ này đi cho đẹp. 59.000 của các chị đây, mã vừa giờ bao nhiêu chị không vào được mã. Hồng ngắn em hết rồi các chị ơi. Em xin phép mọi người là em đọc tên những chị được đơn nhé. Những chị làm mà em không thể em đọc có nghĩa là không được đơn đấy mọi người ạ. Đây. Trắng hình 59.000 bị sót nha mọi người, nhanh tay. Mã này vừa em like xong bao nhiêu chị không vào được mã đấy ạ. Nào ấn lại là 59 trắng hình. Ấn đúng mã là 59 nhá. Có nghĩa là 59.000 em tặng rẻ mọi người ạ. Trắng hình ấn đi ạ. Cho chị Ly Huệ một con nào. 59 trắng hình. Có hai con mọi người ơi, nhanh tay. Còn một con em mặc nữa. Trắng hình này. 59 đen. Ấn luôn của em 59 đen.
Chị nào chưa vào được vàng ấn 59 vàng. Nhanh tay đó chị ơi. Trắng hình cho chị Vũ Tiền một con dồn. Chị nào lấy vàng lên vàng, chị nào lấy đen lên đen. Chị ơi 59 kèm màu nữa. Trắng hết các chị ơi, 59 trắng hình em hết nhá. 59 B1 và 59 B2. B1 là con em mặc, B2 là con em cầm tay, chất da cá bao đẹp. B là cho chị Ánh Quyên. Rồi B2 lên giúp em. Vàng cho chị Hà Lu. Vàng cho chị Hà Lu dồn nhé. Đen là chị Đỗ Phương. Em nhận cú pháp B2, một con cuối cùng em đang mặc. B2 chị Bàn Tuyết. Hết. Đẹp quá các chị ạ. B2 chị Bàn Tuyết cuối cùng nhé. Có màu vàng không? Còn chị các bạn, chị Nguyễn Thanh Nga em vừa hết xong. Lần này vớ vẩn nó hết thật rồi các chị ạ. Chị có lên lên lau không? Chị có. Thì chị lên cho. Ôi mọi người ơi, hết rồi các chị ơi. Chị có được đen không? Không chị ạ, đen là chị... Chị gì được đen nhỉ? Đỗ Phương. Chị Đỗ Phương được đen cơ. Em đang này còn 2 pet mọi người, hết sức nhanh tay. Hôm nay lửa mắt xem khá tốt luôn các chị ạ. Vì em chia đều cả 20 pet, em để 2 cái máy này. Rất là cân nhau luôn. Đây, em để 2 cái máy cực cân luôn. Các chị nhìn sau like, ở like nó hơi lóa tí. Khi con mình mà nó lẩy lên á, là em phải cân nhắc, nó cứ lẩy 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 như này. Chị nào lẩy trước là em bấm lên trước. Em nhìn từ bên này xong em lại sang bên này. Bên nào lẩy nhanh hơn là em làm đấy các chị ạ. Đó. Vì cái này chốt cái này là không ăn da nữa các chị ạ. Chị nào lẩy trước lại phải đóng trước. Cũng như khách người ta đi có sót da không, em có mà. Nên các chị phải cố gắng nhá, bấm thật nhanh ạ. Nếu những cái mã mà em sẵn mọi người chị ạ như này. Bây giờ mọi người còn rất là nhiều mã vấn đề ở đây các chị ơi. Khởi động cơ tay nào. Hoài Khúc có đang còn ở trên nai của chị không? Áo thân đen, tay trắng. Trên đầu em, chị xem với chị Minh Thu bình tĩnh cho em một tí. Cái giá nó tím nào nhá. Siêu rẻ, em muốn câu các chị ở lại cuối live với em. Em live vào đấy. Chị Lê Dung bình tĩnh tí em live bộ. Em muốn xả cho cái đống áo cho nó gọn một tí đã. Vì chồng em xếp bên cạnh hết rồi các chị ơi. Bình luận, chị bị ẩn không được. Chị Trương Đạt em vẫn nhìn thấy chị mà. Chị Đỗ Phương này chiều thứ 3 chị lấy không phải gọi. Bộ chị mặc còn không? Bộ gì em? À cái áo len một set này mọi người có mua không? Hôm nay em tặng cho mọi người này. Tí em tặng cho mọi người luôn cái set em đang mặc nhá. Đó là một set. Bạn gì nhỉ? Hoài Khúc chị gọi tên. Câu ăn ở đấy không em? Các chị ơi, em là em bán đó chị con này xong nhá. Là thực sự em kỷ niệm các chị đấy. Chứ mà buôn bán với mức giá mà em bán đó chị con áo này bây giờ thực sự các chị ơi chỉ bán đến tầm 10 mã là ra đê ở luôn. Vì là kho nó báo với em là size số nó to hơn tí cơ. Nhưng mà đóng về đấy chỉ được vừa vừa này thôi. Thế giờ này thì nó còn. Đây là em tặng nốt các chị Hoài Khúc thì như thoát like hay sao nhỉ? Hoài Khúc nó mới hỏi con này xong. Tầm này chị nào nhỏ nhỏ người 1m50, 1m55 thì vào mã giúp em. Nếu 1m60 thì các chị xác định mặc cho em nó sẽ bị ngắn. Mọi người nhá, chấp nhận được ngắn thì hãng chốt. Và cân nặng thì chốt cho em từ 40 cân đến 52-53 cân là đẹp. 55 cân là phải cao 1m55 nhá. Em tặng cho các chị một con khoác nhung đến với giá siêu hời luôn. Không đâu có. Lên cho em mã là mã 45.000. Em không nhập được 45.000 đâu. Tặng 45.000 khoác nhung nhá. Mà đó bé bé lấy cầm hài ơi, em bé bé em làm mấy con này đẹp này. Khoác nhung luôn nhá. Chất liệu con này là nhung. Trước tiên ấn cho em mã 45G. Mọi người ấn ạ. 45G. Em có ghi. Em bốc màu đẹp nhất lên trước cho mọi người. Chỉ có 3 con ghi thôi, chị đã lấy mã 45G lên cho em mà mã 45G. Mới thấy có 2 con ghi. Lấy ghi lên ghi giúp em, mã là mã 45. Ghi cho chị cho bạn Nguyễn Hoa. Ghi cho Cầm Hà. Anh dọc hết cho em cái dàn khoác không? Ghi nhá, tìm màu ghi xem có để làm khách. Để. Đúng rồi. Xem nào. Đúng rồi, ghi à. Rồi, chị mới ấn đơn ghi mấy người, Tấn ơi, từ từ. Mới có 2 người đúng không? Nguyễn Hoan và Cầm Hà đúng không? Ghi cho chị Hoa Phạm một con ghi này. Còn ghi không để em nhận thêm khách.
Hết ghi các chị ơi. Rồi em xin phép đóng chị được ghi nhá. 45.000, không nói nhiều. Đẹp quá. Hết các chị ơi, hết ghi. 45 đen cho chị Hoàng Yến. Bà Hoàng Yến thì nhanh tay thế, có đen. Đen thì có 4 con hay sao? Anh ơi, cái này có mấy cặp cơ? Ở trong đấy anh dốc hết rồi em ơi. Đây nhé, từ từ. Đen chị Hoàng Yến, một con đen. Các chị ơi bị sót một con 29 này. 29 lâu lên nhanh giúp em. Sót một con 29 lâu, 45 cân đến 60 cân đẹp. Em mời các bác vào mã 29 lâu. Từ em đi cầm cái áo kia mọi người. Còn một con đen nữa chị ơi, lấy đen lên nhẹ cho em là đen nhé. Còn một con đen mời mọi người chốt mã 45 đen. Đen là chị Trương Đạt. Lâu này cho chị Nguyễn Tiến Long đơn mới. Hết đen đó chị ơi. Tiếp tục nha. Hoài Khúc, Khúc Hoài. Khúc Hoài ơi em bỏ like buồn quá em. Khúc Hoài ơi. Còn em không bảo là mới hỏi em mã này mà nó đi đâu. Bây giờ em không thể điều mình đóng cho nó được. Thì không biết nó thích cái màu nào để đóng cho ai. Đổi màu giúp em, màu này đẹp chưa? Đen hết các chị ơi, sorry mọi người hết đen. Rồi sang cho em một xanh nhá. Nguyễn Tiến Long này, ok em cảm ơn. Rồi con này sang chất liệu là len tăm cho em nhá. Tăm. Em mặc chất con nào em báo mọi người con đấy. Đẹp chưa? Sang nhanh cho em sẽ là 45 xanh. Con này đẹp chưa? Chất nhá. Đây, nó dày, dạn đẹp. 45.000 em đố các chị chốt được ở đâu. Xanh mọi người ấn nào đen hết rồi, có 45.000 thôi. Con này thoải mái đến cỡ khoảng tầm 5 cân em nhận đơn. Con này đến 5 cân được vì con này độ giãn tốt hơn con kia. Nhưng nhớ cho em này, đến 1m55 thì ok hơn mọi người nhá. Lên cho em mã này là mã xanh ạ. Xanh đẹp quá các chị ơi, nhanh tay nào. Xanh cho chị Hoa Trà trong gió. Xanh cho chị Tân Nguyễn, hai chị này đều dồn đơn, còn đúng hai con xanh nữa. Ba con xanh nữa. Tất tay kỷ niệm khách hàng. Xanh nào? Xanh cho chị Ca Thi dồn đơn. Xanh cho chị Trương Đạt dồn đơn và xanh cho chị Chiêm Đoàn ra chưa? Chị Chiêm Đoàn ra chưa em ơi? Rồi, chị Chiêm Đoàn, kiểm tra chị Chiêm Đoàn. Rồi chị Chiêm Đoàn một con cuối cùng. Chiêm Đoàn hình như giờ mới có đơn hay sao? Còn đâu mấy chị kia là rồi. Đẹp ơi đẹp. Em có tặng 50.000 rẻ nhưng em không thích. Em thích tặng các chị mức giá mà. Hôm sau em bật like mọi người lại nhớ em. Năm sau em tiếp tục mọi người lại ủng hộ em. Còn ít nữa thôi các chị lựa lựa nhá. Xanh hết mọi người. Không được màu xanh sang một tím thôi, em có hai con tím thôi. Tím. Con này cũng giống con kia làm 55 cân. Dễ mặc, mix mấy con tuần thể thao đẹp lắm. Lên cho em mã là 45 tím. Hai con tím duy nhất. Rồi mọi người lên cho em mã là tím nhá. Tím các chị ấn. Mã 45 tím có hai con cho mọi người lựa chọn tím. Ấn cho em mã là tím em nhận đơn. Tím các chị ấn giúp em. Xanh. Hết. Còn tím nha mọi người. Có một con tím và có một con cam. Chị lấy cam lên cam. Em tặng rẻ quá, 45.000 thôi. Chết này. Màu này đẹp chưa? Đúng là con tím đấy, các bác lựa này. Có một con cam, chị lấy cam lên cam. 45.000 em ơi, dâu tây. Chị đang tặng cả già này 45.000. Nhưng nhớ này,
40 cân đến cơ khoảng tầm 55 cân đấy các chị nhá. Và chiều cao lý tưởng để mặc con này thì chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. 1m50, 1m55. Các chị vào mã cho em là 45 tím nha Long Vận. Và 45 cam nha Long Cầm Tay. Chất liệu là chất tăm nha mọi người, đẹp quá. Tăm các chị ấn. Và tím mọi người ấn. Nhớ cho em là cam có một con và tím có hai con là mọi người ơi, hết. Nhanh chóng, nhanh chóng. Có con be này nữa chị ạ. Nhưng mà con be này chất của nó mặc dặm lắm, nó muốn bám. Con nào mặc ngon cơ thì em làm. Tím 45k hai cái. Chị dâu tây, chị dâu tây có số điện thoại chưa? Chị dâu tây ơi, khách hàng mới chị bổ sung cho em xin số điện thoại với chị dâu tây nhá. Chị dâu tây, khách hàng mới bổ sung cho em xin số điện thoại để nhà em làm đơn ạ. Và chị lấy đơn ở điểm nào hả chị dâu tây ơi, khách mới? Em có hai điểm cơ sở lấy đơn nhé, một bên Tràng Duệ, hai bên Tân Tiến, một là gần khu công nghiệp Tràng Duệ, hai là gần khu công nghiệp Lomoza các chị nhé. Rồi em mặc con cam, bà nào nghĩ nhiều là hết. Em chào chị Thu Hà. Cam nhé, cam chị ấn giúp em. Nhớ cho em lên số điện thoại đi chị ơi. Kêu gọi lần này là lần cuối cùng. Ok, xem đoàn em cảm ơn. Sang màu khác luôn giúp em này. Lẹ lẹ thì qua mã, còn nhiều mã lắm. Chị nào lấy cam, lên cam đậm nhá. Cam đậm có chị ấn. Cam đậm, riêng con cam đậm này, màu trên nai nó hơi bị kiểu khổ thân thôi tí, vì nó bị lóa lai, nó hơi sặc sỡ một tí. Chị nào mặc được màu sặc sỡ, em tặng cho các chị mã này 39 mọi người nhé. Riêng màu này 39, ấn cho em 39 cam này, em hiểu các chị lấy mã này nhá. 39 cam, chốt đơn mà không lên số điện thoại là buồn lắm thay đấy ạ. Cam, có một con vàng ạ, lẹ nhá, em rơi hết màu. 4-5 vàng mọi người ấn. Bốn năm cốm các chị ấn hết màu nhá. Cam đậm cho chị hoa trà trong gió, cộng cho chị hoa trà trong gió là 40 thôi. Cam đậm đẹp lắm. Chị nào mà lấy con này em tặng cộng cho 39 đấy. Vì cái màu trên này nó hơi bị khổ thân một tí. 4-5 cốm cho chị Minh Hằng. Cốm cho chị BT Thảo. Còn cốm chị ở đây cốm báo em. Tặng rẻ quá. Có con vàng đấy ạ. Chờ lấy cam tặng 39 nhá. Lấy cam tặng 39 nhá. Ngồi bên ngoài nó không sặc sỡ này đâu. Trên này nó hơi bị sặc sỡ tí nhá. Ấn cho em mã này sẽ là cam. Đấy, dây mọi người tùy chỉnh nhá. Nếu mà theo em thì về dây cắt ngắn thì tí là được. Đẹp quá. Hết màu. Hết màu đó chị ạ. Chuyển nhá. Hoặc là cần mua thêm thì báo em. Ô, Tài, Minh già bế con ở ngoài cửa chơi, ông cứ ngồi chơi với chị nào ở ngoài cửa không biết. Các chị ơi, có một con xanh ngắn, em tặng mọi người 30.000 thôi, mua để mùa hè mặc nhá. Ấn cho em mã là xanh 30. Con này mặc thoải mái đến 57-58 cân vừa đấy ạ nhá. Xanh cổ vuông, ấn giúp em ạ. Em nghĩ là 42-43 cân đến 57-58 cân thì vừa. Ấn cho em mã là xanh 30, em tặng hết mọi người. Đây có mấy con áo zip vào lốt mã là 29 này. Rồi các chị ơi, có một con xanh cổ vuông rút. Lên cho em mã là xanh rút 29. Đây là bị sót nó lẫn trong cái cọc này nhá. Xanh rút đang vào mã zip mà em tặng có 29.000 á. Xanh rút mọi người ấn ạ. Xanh 30 cho chị Đức Sơn Nguyễn. Xanh rút em nhận tơn. Cổ vuông nhá, chất zip đẹp lắm ạ. Xanh rút cho chị Ngọc Thủy. Đơn mới. Xanh rút có một con thôi ạ. Tiếp tục sang cho em con vàng rút có một con. Vàng rút có một con. Mặc cái 55 cân quay đầu. Vàng rút các chị ấn, chị Nguyễn Nội lấy vàng rút không?
Em hết xanh rút, có một con vàng rút ạ. Vàng rút có hai con, chị lấy vàng rút lẹ ạ. Vàng rút, xanh rút em hết ạ, chị là vừa chuyển khoán biết. Đấy, vàng rút đẹp. Bà là lấy vàng rút lên vàng rút nhé. Là hết những mã này đấy. Anh Minh ơi, chiều nay em lấy kho chẳng rẻ. Ừ ok em. Các chị ơi có một con xanh cổ, mặc em 55 cân đẹp nhưng con này đẹp quá, xót lại. Xanh cổ có chị Ấn, chất tâm, xanh cổ 29.000 tặng đấy ạ. Có một con vàng cổ có chị lựa nhá. Có một con vàng cổ, xanh cổ hoặc vàng cổ chị Ấn giúp em. Vàng cổ cộng xanh cổ, mọi người có đơn. Đẹp quá. Đẹp nhá. Mặc cái kiểu như này anh được, mặc bẻ này anh được. Ai? Không bán chị à? Thế sao bố là không cầm? Chè mới hay chè cũ? Đấy, còn bán chè mới hay chè cũ? Mới. Xanh cổ cho bạn là Phương Zubi một con. Cho em xin ít nào, cho em xin ít nào. Thứ ba chị lấy Tân Tiến không ạ? Bao tiền cân đi? 500 à? 50. Úi giời ơi. Xanh cổ hết rồi chị Nguyễn Nội, chị Nguyễn Nội lấy vàng cổ, có chị nào lấy đốt vàng rút thì em thì vàng rút ạ. Các chị ơi chấm phát em chuyển cho mọi người một cái mã like mới mới tí nhá các chị nhá. Cái dàn zip này nó hết rồi mọi người ạ. Có chị nào cần săn ương thì báo em chấm này qua mã này các chị ơi. Xanh cổ đấy, quên tao đi. Ôi, chào chị Thu Sinh, chào chị Hương Giang. Chấm này qua mã. Có chị nào có thích có sở thích kỳ dị như em không, là suốt ngày ăn chè khô như này. Anh là chị Hà Tít. Vàng cổ hình bé. Vàng cổ đâu nhỉ? Ừ. Mọi người ơi, chấm nai phát tương tác phát ạ. Có đu đủ mà ăn. Có thích ăn đu đủ nhưng phải kéo tay áo nhá. Và anh bỏ một hộp sữa chua để tí bất lạnh không? Một cân chè để em ăn Thảo Thanh chắc chị Tuấn hết. Mà giết người. Đây trên trên dưới. Mã khác nhau. Thằng này cũng bị lây mẹ. Các chị có thấy mua mã này em tặng chưa? Anh này cái này còn nhiều, em biếu khách phát. Hãy dùng một từ là biếu. Em bắt lấy cho em một cọc. Hơn cọc đi à? Chị gì nhở? Chị BT Thảo đang còn ở trong Nai. Thích những cái mã này, cố gắng mà săn em tặng siêu rẻ luôn này. Con này các chị nhá, em hôm qua em cân em còn được có 40 cân này, gầy quá. Em mặc nó bị rộng. Thì cái cổ nó không vào form. Chứ cứ chị đậm người nên em là các chị vừa nhá. Con này chốt cho em này 43 cân đến 60 cân các bác, ok la đi. Cùng một cái tag như này. Riêng một cái tag như thế này, cha leo, một con cha leo phun đá này nhá. Các chị mua rẻ nhất, chị đã mua rẻ là 15.000 đến 20.000 rồi. Chất liệu là tăm. Em tặng cho mọi người mix đồ bên trong cũng được nhá. Thì xin phép mọi người là em có một ít thôi. Đen với trắng thì hôm nay là em hoàn toàn hết rồi. Kỷ niệm các bác lốt. Bảo là săn được nhanh thì có nhá. Tặng siêu sốc này, em cũng không nhập được. Bán là bán 65.000 á. Bán là em bán 65.000, giá công khai luôn. Hôm nay em thích tặng cho mọi người mức giá. Ok, cái này em cài nó hơi bị rúm tí. Đây, thích cài đấy cũng được. Tặng cho mọi người giá siêu sốc luôn. Vào cho em mã 39.000 nhá. Không đâu có, vì em không nhập được. Hết rồi, hết đen và trắng em chấp nhận tặng rẻ nhá. Ấn cho em màu nhá, màu nhá. Cái này bây giờ nó còn 3 màu, nó là cái tông lút rồi luôn á. Rồi 39k. Kèm với màu này mọi người ấn cho em là lâu. Con em nó mặc mọi người lên là lâu nhá. Lâu ạ. Lâu nhạt, con em mặc là lâu nhạt các chị ơi. Con này lên cho em là lâu đậm. Nó có 3 tông. Và con này lên cho em là be mọi người nhá. Lâu đậm, lâu nhạt là em đang mặc. Và con này lên cho em là be, kỷ niệm mọi người 39.000. Vào mã cho em là 39. Chị nào lấy lâu thì comment rõ giúp em là lâu đậm hay lâu nhạt. Các chị ơi,
Chị Xuyên Nguyễn bổ sung lại cú pháp cho em là lâu đậm hay lâu nhạt, vì em có hai tông lâu chị, các chị nhá. Lâu này lâu đậm này, lâu này lâu nhạt, và con này sẽ là thang tông lu rồi mọi người nhá. Be đi ạ. Be chị Nguyễn Lội này, chị làm cú pháp be em đóng trước. Ấn rõ giúp em ạ. Be chị Nguyễn Lội dồn này. Be chị Vũ Liễu này. Lâu nhạt cho chị Nguyễn Chiêm. Đẹp quá. Chất sướng lắm. Đây, lâu đậm của nó sẽ như thế này các chị ơi. Đó, đây mới là lâu đậm. Cái này như kiểu lâu tông pha ghi á. Lâu đậm cho chị Nguyễn Tuyến. Nhìn màu ấy nhá. Nguyễn Chiến cho em xin số đấy. Chị Nguyễn Chiêm, Nguyễn Chiên hay Nguyễn Chiến cho em xin số điện thoại. Rồi, con này em làm cho chị Tấn này, Tấn Kim nhanh nhá. Chị em xong chưa để chị đáp? Được. Ờ. 39B là màu đậm này. Đây, B là con này. Be lâu nhạt và lâu đậm. Các chị nghĩ nhanh nên bé sắp hết rồi ạ. Đẹp quá. 39.000 nhá. Rồi mọi người nghĩ đi ạ. Rồi tiếp tục nha. Xong rồi đúng không? Chị làm, em làm chị nào nhỉ? Chị làm cuối cùng ấy. Chị Nguyễn Tuyến được lâu rồi đúng không? Chị Nguyễn Tuyến là chị ấy lâu đậm ấy. Rồi đúng rồi đúng không? Lâu nhạt cho chị Nguyễn Thùy An. Bây giờ là Tấn nó bị nhầm máu nên là em phải đáp bình tĩnh cho bạn ấy vào mã này. Chị Nguyễn Thùy An này. Lâu đậm cho chị Nguyễn Xuyên. Xuyên Nguyễn. Đậm và be. Ừ, mua hẳn hai con đấy chị ơi. Đẹp. Xong chưa? Cái này của chị Nguyễn Xuyên. Xuyên Nguyễn. Ok chưa? Lâu nhà đó, chị đáp rồi mà. Con đấy là nhạt em ơi. Chị nhìn con một nửa khách xong chị đọc xong là chị đáp mà. Em yên tâm. Đấy, cứ đóng theo ý chị thôi. Rồi, chị Xuyên Nguyễn lâu đậm vào be một cọc này luôn. Bên này nào, lâu đậm cho chị Minh Hằng. Chị Minh Hằng này là dồn nhá. Dồn ghim luôn vào đây. Lâu đậm này cho chị Minh Hằng. Be chị Ngọc Oanh. Be chị Ngọc Oanh. Be chị Tiêu Hải. Chị Nguyễn Chiên. Lâu nhạt. Chị Nguyễn Chiên số điện thoại chị đây. Rồi mọi người ơi, còn chút xíu nữa chị làm mua em tặng nốt nào. Vào mã cho em, con em mặc là lâu nhạt. Nếu mà vừa ấy cổ là nó không kiểu là nó phải đẹp cơ mọi người, nó phải đứng cổ cơ. Có vấn đề là em hơi gầy so với cái áo này. Ấn cho em này. Mã em đang mặc mọi người ấn cho em là 39K, lâu nhạt. Cái tag là mọi người tùy chỉnh nhá. Các bạn thích cài đấy cũng được, cài đấy cũng được, cài đậu cũng được. Ok chưa? Lên cho em là lâu nhạt, lâu đậm. Bé còn con đấy ạ. Bé có món cuối cùng. Chị lấy bé lên bé, còn mỗi con bé thôi ạ. Và sót một con trắng, chị lấy trắng lên trắng. Có một con trắng duy nhất, chị lấy trắng lên nhanh cho em là trắng ạ. Chị Xuyên Nguyễn không phải gọi điện. Thứ ba chị lấy ở Lông Gia, em cảm ơn ạ. Ok, chị Nguyễn Chiêm. Nghe em còn gọi điện chốt lại một lần nữa cơ ạ. Có một con trắng này, sót một con trắng, chị lấy trắng lên trắng nhá. Có một con trắng đấy ạ. Chị lấy trắng lên trắng, em tặng lốt 39.000, rẻ quá chị ơi. Còn gì rẻ hơn nữa. Trắng là chị Vũ Liễu dồn. Chốt lại còn lâu đậm, lâu nhạt. Và sót một con be chị ơi, lấy báo em tặng 39. Các chị Vũ Liễu con này dồn đơn. Anh đóng của em mất. Anh ạ, đến đâu cọc luôn mãi em đấy cho nó dễ. Cứ để nó ngồi nó ăn. Anh vén tay áo nó lên không như kia chứ. Anh vén qua khỉu gối gối cay này. Không nó ăn nó chảy đây thì tí con ướt hết tay áo. Vén qua đây này. Chồng ông Nhung mà bị. Ok mọi người ơi, tiếp tục nhá. Có cái mã này mới gọi là xinh đây. Bây giờ nhá, chị nào mà thích mặc điệu điệu em tặng cho mã này. Đây, con này rất xinh. Con này quên không bà. Bây giờ nó còn
ơi. Hôm nay cái áo này đẹp lắm. Chưa lên like bao giờ đâu. Em quên không bán. Thì hôm nay em tặng nốt cả nhà mình. Có đăng ảnh nhưng quên không chạy. Ăn chán rồi, xưa đã ăn nhiều rồi. Xinh chưa? Con này mọi người mắm mít chân váy đẹp lắm mọi người ạ. Đó. Khổ em yếm cái này nhá. Chất của nó là chất tăm như này. Con này là xỏ tay nữa luôn này mọi người này. Đấy, tốt bằng tre. Cái này có màu luôn thì mọi người lựa chọn. Vì con em chưa bán luôn, còn nguyên màu. Rồi, tốt tốt mọi người nhá. Mặc thoải mái cho em đến cơ khoảng tầm 56-57 cân vừa. Ok chưa? Đẹp như thế này. Xinh lắm. Mua mặc diện đi chơi Tết mọi người nhá. Đẹp. Con này em còn phải lấy em mặc rồi. Nó sẽ có tông màu, em đang mặc là màu ghi nha mọi người. Nó có đen. Chị Bê Tết Thảo có đấy không? Má này đẹp. Nó có màu be. Nó có màu sữa. Má này chưa bán nó mới đủ màu thế đấy mọi người nhá. Và nó có màu trắng. Người ta bán trăm mấy ấy. Nếu em chạy cái thời điểm đấy phải chạy cho mọi người là ít nhất phải là tầm 90-95 nghìn. Rồi bây giờ em xin tất tay cho mọi người. Giá kỷ niệm. Lên cho em mã là mã 59 cho mọi người. 59 nhá. 39k nhạt. Còn không em còn chị Vũ Liễu ơi. Em còn. Chị có lấy thì báo em. Còn nhá. Rồi mã này em kỷ niệm mọi người 59.000. Chị ở đồng ý lấy mình lên mã cho em là mã 59 kèm màu. 59 em có tông màu ghi. Tông màu trắng, nó là một con áo kiểu nha mọi người. Mua mặc mic chân váy đẹp lắm luôn. 59 em có màu be mọi người ấn. Màu sữa đấy mọi người, màu này ấn sữa. Xinh chưa? Sữa chị ấn nhá. Tiếp tục lên cho em mã 59 mọi người ấn cho em màu này là màu be. Màu kia ấn sữa, màu này mọi người ấn cho em là màu be. Bản áo điệu, xinh ơi xinh luôn. Tiếp tục 59 mọi người ấn cho em màu này sẽ là màu đen. Đó, chị Vũ Liễu có lấy không? Cho chị Vũ Liễu một con nhàn nữa. Lâu nhà này anh vẫn là chị Vũ Liễu. Ừ. Tấn rồi nó chị Vũ Liễu nhá. Rồi đen đó chị ấn. Đẹp ơi là đẹp. Em kỷ niệm mọi người có 59.000 đấy. Lâu nhà à lâu đậm 39 cho chị Lê Bùi. Đúng đúng rồi, con anh nâng cấp ấy. Rồi các bạn có chốt được không? Không thì con này em đăng ảnh mẫu vì nó không có nhiều. Ok chưa? Vì em sợ nhất là ngại nhất là nhiều chị ạ. Không mặc được kiểu chở xé ạ. Lại ngại vào mã nhưng con này nó đẹp lắm. Để Tết mọi người mới cần những con này mặc mic để đi chơi nó đẹp mọi người ạ. Đây ạ. Các chị có thích em thử màu gì mọi người báo em nhé. Em qua một cái mã cho mọi người dễ chốt. Xong rồi còn lên đồng bộ rất nhiều lắm. 59 kèm màu. Xinh ơi xinh. Anh đút nguyên em một cái túi và cọc mẫu nhé. Con đấy mà ra riêng này thì chắc mọi người thích lắm. Tiếp tục. Đây, nó cũng chỉ có một cái cọc như này thôi. Cọc nguyên một cái cọc đấy. Lấy một túi đựng nguyên một cái mẫu xong rồi cọc vào. Cái dàn này mới gọi là xuất sắc đây. Chị thử mấy màu đi, à thôi chị thử màu cho. Em phải mặc màu ghi rồi, anh cho em mặc màu màu be của em đi. Đấy. Đẹp em ơi. Mã này là mã chen đấy. Mọi người mặc cho em cùng với cái áo mà nó không dây á, không dây áo con ấy thì nó sẽ đẹp hơn. Em đang mặc bờ ra nên em hơi ngại á. Nói chung là nếu mặc áo con thì nó sẽ không như thế này. Đẹp. Đây là màu ghi nhá. Bàn áo của nó sẽ xẻ xẻ này. Đấy, nếu mọi người mặc áo bra thì nó không như thế này. Ok chưa? 59 vào mã cho em. Chị Trà My Nguyễn, một con đen. Anh vẫn là chị một con đen mã này của em. Đẹp lắm. Chất này, em đứng gần cho mọi người xem chất. Đúng rồi, đen. Đen nhá, màu này lên màu be. Tiếp tục. Cho em xin một con tông màu màu sữa nữa. Để em cởi áo bờ ra này, em mặc thử cho mọi người hẳn hoi.
đại loại là nó như thế này. Đấy. Tay con này là con nào cũng như này cho em. Chất này của nó rất là đanh luôn. Cái này các chị kết hợp quần đi chơi cũng xinh. Mà chân váy cũng đẹp. Mọi người bấm cho em nhanh là mã 59 kèm màu. Em có tông màu em mặc, mọi người ấn cho em sẽ là tông màu sữa. Chất không đẹp em không tính tiền. Mã này là quên không chạy các chị nhá. Rồi ấn cho em mã là 59, màu em đang mặc mọi người lên cho em sẽ là màu sữa. Xinh. Kiểu đẹp đẹp lạ lạ đấy. Ấn cho em 59 màu trắng. Có màu đen đấy ạ. À? Bà đi đám cưới rồi. Ấn cho em sẽ là ghi. Ok cho mọi người và be. Chị thích em thử màu nào thì báo em thử nhá. Đó, ok. Hả? Bà đi đám áp giạc đám cưới. Thấy bà bảo thế. Chị Trà Minh Nguyễn bao giờ lấy đơn ấy, báo em để em tích vào đơn cho. Thì nhà em không gọi ạ. Bảo bà đi áp giạc đám cưới. Ra ngoài chơi gì? Chiều đi. Hả? Hả? Sa mã này đi cho dễ vậy. Ôi cái mã này xinh lắm các chị ơi. Thứ ba em ghi chị Trà Minh Nguyễn. Thứ ba chị qua Tân Tiến lấy. Chất đẹp cực. Mã này cũng quên không cả bán đây. Em nay lốt một mã này thân vừa. Còn đâu tí em sẽ chuyển mã là cũng hết rồi các chị nhá. Mọi người lựa nếu muốn mua những cái bản áo mà để mix đồ như thế này. Xinh chưa? Chất này. Không lẽ không tính tiền. Đó. Cái này mặc quần thể thao cũng xinh nhá. Mặc quần thể thao cũng xinh. Bây giờ em tặng nhanh cho mọi người mã mũ. Đây nó lộn xộn. Còn cọc nữa. Cái này còn cọc nào không anh nhỉ? Cái này còn cọc nào không nhỉ? Lên cho em mã là mã 60 đi các chị ơi. Lên mã 60 nhá. Rồi 60 nhá, ấn cho em 60 trắng ghi. Mọi người lên cho em sẽ là trắng ghi các chị ấn. Trắng ghi, chị ấn trắng ghi, lên trắng ghi. 60.000, 40 cân lên cơ khoảng tầm 55 cân đẹp các chị nhá. Trắng ghi mọi người ấn, mã này mã mũ. Chất đẹp lắm, nó là hàng tàu túi zip. Con này là hoàn toàn tàu luôn ấy ạ. Trắng ghi là con em mặc. Chị nào lấy con này thì ấn là lâu trắng. Bản áo chất lượng luôn ấy. Mic đồ đẹp quá. Ấn là lâu trắng các chị nhá. Ấn đúng mã. 60 lâu trắng. Chất đẹp ơi đẹp luôn. Lâu trắng các chị ấn. Em lên hết màu cho mọi người lựa đấy. Lâu trắng. Con em mặc là trắng ghi. Lâu trắng và trắng ghi. Đẹp chưa? Tiếp tục em sang mọi người màu xanh. Hình như hôm nay mọi người săn được nhiều cái áo nhỏ này quá nên giờ này các chị không thích like áo nhỏ nữa hay sao ấy. Mọi người ơi, chuyển mã bộ chưa? Các chị muốn mua bộ chưa các chị ơi? Em muốn hỏi mọi người muốn mua bộ chưa để em chuyển mã. Vì like từ nãy giờ nhỏ bé quá rồi, sợ các chị xem là nhiều là mọi người mua đủ rồi đấy. Là xương bó sát người chứ. Chất đẹp lắm. Con này em nói thật mọi người, năm nay bán không sang năm bán vì con này đẹp lắm. Áo mũ. Rồi lên cho em sẽ là xanh các chị ấn nhá. Xanh các chị ấn. Rồi dọn này lên đồ bộ. Áo bé Lê Dung không mua được như đấy, chị muốn mua áo bé. Anh ơi, hết chưa? Tắt điện chưa? Sao không rút hẳn điện ra không vậy? Rồi chờ dọn mã các chị nhá. Chờ dọn mã thì mới lên được mã bộ. Chờ em trong vòng 1 phút. Tấn hỗ trợ anh để dọn mã vào nhé. Cọc thôi.
hoàn thả cầu cứu giúp. Đẹp ơi đẹp. Cả đó, cả đó, cả đó. Người chơi, cả đó. Nhiều thế mà giờ chị mới ngủ dậy. Đầu này em tặng nhiều lắm. Còn không, cầm hàng Zilefa chị cũng còn. Zilefa và Zilelen tất cả đều không còn. Tầm này nếu có mua đấy thì đắt lắm. Tất cả chị không làm nữa. Đang ngồi chừng lấy lỗi. Mua tầm này đắt lắm. Tầm này gần Tết rồi chúng nó toàn ép giá nhau luôn. Những mã nào mà còn số lượng ít là toàn ép giá nhau luôn. Em xin hai con ở chân anh vậy. Anh ạ, em xin hai con này vậy. Mày hát đấy à? Tấn rút cho chị cái cọc bộ cam cam này. Cam cam cốm cốm. Cốm này, rồi. Bên dưới cái chỗ đấy em thò tay xuống dưới sẽ thấy một đống bộ ấy đấy. Bên kia, bên đầu ấy. Màu cam cam, kiểu màu cặp cỡ ấy. Bên đầu đằng chân mà giữa này này. Màu chị Nguyễn Tâm. Ở dưới chân bên kia là gì em đấy. Với lý do xả bộ màu lè loẹt không lấy về quê. Với những cái lý do như này thì em xin phép các chị là lần sau có xuất hiện vào trong live của em mà chốt đơn thì nhà em cũng hơi hãi. Live bộ màu cốm, chốt xong thì kêu lè loẹt. Thế lúc live là chị đeo kính chị xem live à? Cười đứt ruột. Đôi khi nhiều pha cười đứt ruột với khách luôn. Xong rồi chứ, không nói em còn gặp một trường hợp này các chị ạ. Có một chị ra bổ giang. Là em bổ hạnh, là chị góp ý. Lại góp ý đó chị nhé, chuyên mục góp ý, hòm thư góp ý. Là hôm nay em đăng một cái tút là chị nào mà lấy đơn của nhà em đã xả rẻ tặng như cho đấy, mà kỹ tính quá, mà sản phẩm nó không làm sao, cứ lý do lọ lý do kia, thì em xin phép lần sau những chị ấy chốt đơn thì em cũng sợ và lé. Em nhá, đăng ngắn gọn như thế và cái tút đấy em hoàn toàn không xóa, đến giờ này vẫn không xóa luôn. Chị nào vui tay có thể vuốt lại dòng thời gian của shop em sẽ thấy là cái tút đấy vẫn còn. Thì em xin phép mọi người là nếu là một người bán hàng như em thì em có được quyền để đăng cái tút như thế không các chị? Mọi người ơi, có được quyền để đăng cái tút như thế không? Mà bà ấy góp ý bà bộ là cái gì? Làm sao nhỉ? Bà dùng từ làm sao? Bổ hạnh làm sao? Bổ hạnh làm sao nhỉ? Em không muốn nhắc tên chị ấy. Đấy à, bổ hạnh làm sao? Kiềm chế lại. Kiềm chế lại à, hôm đấy là chị ấy. Mà hoàn toàn cái tốt đấy là em không nhắc một mình chị ấy nhá. Không nhắc đến chị ấy luôn. Không có tên chị ở trong đấy. Và em nhắc chung chung. Vì sao hôm đấy nhà em có rất là nhiều chị lý do lý chấu. Rõ ràng là live stream em đã báo màu sắc cân nặng sai số như thế này rồi. Các mẹ đồng ý các mẹ vào mã đúng không ạ? Đến lúc lý do lý chấu người ta chốt người ta không mua được. Đến lúc chốt được cái lý do nọ lý do kia nó rất là phức tạp đó mọi người. Nên em là người bán hàng thì em xin phép mọi người là một khi mọi người đã vào cái live của em mua, mọi người là thuận mua vừa bán đúng không mọi người? Tay của các chị, các chị đồng ý lên cú pháp mọi người hãy bấm và thao tác đúng không mọi người? Còn một khi đã mua hàng thì là thuận mua vừa bán. Chứ bên nhà em không phải là chỗ cứ thích mua thì mua, thích xả là xả. Thì tất nhiên là em bán hàng thì em phải có quy định riêng mọi người ạ. Chứ không phải là mọi người có tiền. Chính xác khách hàng là thiện đế. Nhưng ở cái thời buổi 4.0 này, các chị có mua ở live nhà em hay mua live nhà ai cũng thế thôi. Không phải cứ có tiền vào live của người ta mua chán rồi xả bữa sau vào là người ta chốt cho đâu các chị ạ nhá. Không phải có tiền hoặc là khách hàng, các chị thích mua kiểu gì là mua. Có những chị rất là vô duyên luôn, cứ mua ở giá xong không chốt cho nữa thì kêu khó tính. Thế em hỏi rằng các chị ơi thế như thế thì có bán được không? Đấy, góp ý đấy các chị ạ. Góp ý với mức góp ý như thế thì hoàn toàn rất là buồn cười luôn đấy mọi người ơi. Đấy, đau đầu thực sự luôn. Hôm nọ có cái bà góp ý như thế đấy. Chuyên mục thư góp ý và em cũng xin nói thẳng luôn là bên nhà em là thuận mua và vừa bán. Chứ em đăng tút em cũng không bao giờ gọi là điểm chỉ một ai. Không bao giờ văng tục chửi bậy trên tút chửi khách hàng. Chứ
Chị em nói thật với các chị lượn Facebook mà xem đầy con nó vô duyên, nó còn lôi hết cả mả cả tổng của nhà người ta luôn. Cắt hàng bom nó đứng nó chửi khách như vỡ đất luôn. Bên nhà em chưa hề bao giờ như thế nhá. Chưa hề bao giờ. Tất cả sẽ phục vụ mọi người trên một tinh thần đó là văn minh. Em kể cả nhắc đến chị nào cũng không bao giờ em gọi là chỉ tên đách danh ra luôn, mà nhắc chung chung để chị em mình có một quy định để cùng nhau gọi là xây dựng, gọi là một cái cộng đồng mua bán làm sao cho nó văn minh các chị nhá. Nên là những cái góp ý như thế là rất là buồn cười đấy. Còn đâu mọi người ơi, bên nhà em không phải là chuyên mục mở hòm thư mà góp ý và nhận những cái ý kiến trái chiều lằng ngoằng thế là mệt lắm. Và em nói thật với các chị luôn là em chỉ là một con bán quần áo, em không phải là thánh nữ, em không hiền đến mức độ là cứ mua của em phải xả của em xong rồi muốn góp ý rồi thì góp ý, em không nhận ý kiến góp ý thế mọi người nhá. Ok chưa? Lắm shop đổi mã người ta không bán hết chứ đừng nói là xả ra. Nha các chị cứ chăm ai xin xem. Có lắm đứa nhá. Nó dốc cổ khách ra luôn. Và nó cắt bom hàng, nó xả khách dã man luôn, nó còn gọi điện trực tiếp luôn, nó chửi khách hàng như là vỗ đất luôn. Nhà em chưa hề bao giờ có tình trạng thế mọi người nhá. Phải đặt mình là một người bán hàng thì các chị mới hiểu rằng có rất là nhiều vấn đề nhức nhối mọi người nhá. Nếu ạ, chị nào ở đây cũng là khách hàng. Nếu mà để muốn là được lòng mọi người thì ai cũng muốn được lòng mọi người luôn, nhưng em xin phép mọi người là cái cảnh bán hàng nó là làm dâu trăm họ nó khó mọi người ạ. Nên là nếu mà cứ giải quyết theo cái vấn đề mà cứ đổi trà mới xả ra liên tục thì em xin phép mọi người là không thể xuất hiện ở trên live đèn nâu được. Đó, đấy là em không nói luôn. Chị ơi, mẫu số 59 cổ yếu có những màu sữa lâu nhạt cho em xem lại với. Chị thì không cầm chế được như em đâu, chị đi mà. Thật sự các chị ơi, từ ngày em bán hàng em học tính kiềm chế đấy. Chứ cái tính của em nó cũng đồng bóng đó các chị ạ. Em là nói chung là cũng căn con quả. Tính em đồng bóng lắm mọi người ạ. Tính em rất là đồng bóng luôn. Lắm lúc nhá. Mẹ em bảo là mày nó chết ở cái mồm. Em lắm lúc nhá. Em nóng tính lắm. Nhưng mà từ ngày bán hàng em học cách kiềm chế. Kiềm chế thực sự luôn. Nhưng thực sự có lắm chị ạ, góp ý những cái câu rất là buồn cười luôn. Nhưng mà người ta góp ý thì thôi mình cứ nghe thôi, em cũng không tranh luận. Với em là tính em rất nóng tính, nhưng mà em cũng rất là đàn ông tính, em không tranh luận. Bất cứ một chị nào có vấn đề gì đó thắc mắc về hàng hóa, mọi người cứ nhắn tin trực tiếp cho em hoặc gọi điện cho em giải quyết. Mọi người nhá, giải quyết. Nhưng em sẽ giải quyết một cách nhanh, gọn, lẹ trên phương diện quan điểm suy nghĩ của em. Chứ còn để mà đôi co là em hoàn toàn không thích. Không thích. Em mặc dù là bà nhưng tính em là đàn ông. Em không thích lằng nhằng đôi co. Nên là tất cả những khách hàng mà mấy cái bà mà lằng nhằng quá là bên nhà em là xin. Ồ, đấy, ví dụ cái hôm đó các chị xem live của con Anali đó. Đó, là em hãi đấy. Em hãi thực sự luôn các chị ạ, mệt lắm. Chị ơi, mẫu 59 có cổ yếm trà sữa không? Rồi chị Quỳnh Thảo My em cảm ơn. Các chị ơi, phải kiềm chế đấy, không kiềm chế thì chẳng nhẽ suốt ngày cứ lên đây rồi là khẩu nghiệp thì cũng chết. Mà khẩu nghiệp thì người ta cũng thêm ghét ra chứ làm gì. Mà thôi, mình không khẩu nghiệp thì đã nhiều người ghét mình rồi. Mấy cái bà mà không cho đổi trà thì cũng ghét mình sẵn rồi. Tấn lên cho chị xin cái mã này phát nào. Trông thì biết banh đá gần bằng chị. Em nói thật với các chị là hiền thì để nói cuộc đời này không ai hiền. Có những chị trông rất là hiền nhưng mà cũng chẳng hiền đâu. Đây là màu sữa em nhé. Cho chị xin lại mã này. Cái cọc mẫu của màu này đâu ạ? Đây, nó có màu trắng em nhé. Sữa trắng, be, ghi và đen. Em muốn xem cụ thể mã nào thì em báo chị. Đó, cuộc đời này thì hiền thì ai chẳng ai hiền. Đó, nhưng mà chị em mình trên phương diện là hiền cũng chẳng hiền. Nhưng mà mình lên biết điều. Đó, là em nói thật. Chị là mua hàng của em cũng biết tính em. Hiền em không hiền nhưng mà tính em là em rất biết điều luôn đấy ạ. Nhá. 59 trắng với chị Phạm Luyến. Chỉ cần khách biết điều với em là em hoàn toàn rất là biết điều với khách luôn. 59 trắng với chị Phạm Luyến. Màu trà sữa, em lấy màu trà sữa. Đây chị cho em xem lại màu cho chắc nhá. Là cái màu lâu lâu cơ nhỉ. Bạn này bán này bổ lấy màu lâu cơ. Đẹp lắm, em thật với các chị cái ảnh mẫu của nó đẹp lắm. Em mặc có thể cái áo này không đẹp mọi người mặc đâu. Cái cọc áo này đâu. Em không phải lấy màu này đâu. Dòng rồi xôi đẩy đấy em. Không, cái mã này cơ anh. Khổ tâm lắm các chị ạ. Nhưng mà em nói thật với các chị là em chỉ là con bán quần áo thôi, em không phải thánh nữ. Nên đôi khi có nhiều chị yêu cầu quá hơn so với mức quy định là nhà em cũng không làm được các chị ạ. Đó, thật sự. Không phải, anh ơi cái mã này mà. Đấy. Kể cả Giang nhá, Giang cũng chưa bao giờ. Các chị lấy đơn ở bên Tân Tiến ấy. Đây chị lên bộ đây, chờ tâm sự mọi người tí và cho các bạn lấy xem đến mã. Các chị lấy đơn ở bên Tân Tiến xem. Có nhiều chị đấy. Lấy đơn xong rồi nó nhiều vấn đề quá chị. Nó có nhiều cái câu nói mà nó sao nhỉ? Nó nghe là nó cũng không được vào tai. Đó. Giang cũng chưa bao giờ. Anh ơi cho em xin cọc mẫu của cái mã này. Thì Giang cũng không bao giờ ý kiến gì. Giang chưa bao giờ cãi khách luôn. Và đến bản thân em cũng thế. Không bao giờ gọi là tay đôi hay cây co mà chửi khách bao giờ. Đặc biệt. Đó.
Có tranh luận thì tranh luận tí thôi, nhưng chỉ tí thôi, không muốn tranh luận nhiều. Cách cọc mẫu, chờ chị tí nhá. Em ơi, có lại áo trắng trên đầu lại chưa? Chưa chị Ánh Nguyệt ơi. Có khoác lao không chị? Có, chị Ánh à. Bây giờ nhá, các chị ơi, bây giờ thống nhất là lên bộ tí nhá. Nhá, xong ra những mã khác. Bây giờ là 3 rưỡi các chị ạ, chạy 5 giờ cơ mà. Đây, màu cà phê. Bạn gì nhỉ? Ngọc Thủy, ok, xác nhận lại giúp chị đóng cho em màu này nhá. Nó là màu be. Em lấy be hay lấy sữa? Sữa là màu này. Đó, chị không biết là em lấy màu trà sữa này, em lấy màu gì. Đấy, em bấm với chị be nhá. Và em bấm với chị màu sữa. 59.000 là chị tặng nhá. Má này chị không lợi nhuận đâu. Chị Ánh Nguyệt chờ em tí nhá. Đây, mọi người ơi, nào, sang bộ nào. Em đang bán 145.000 chất da cá. Các chị nhận được mã này sẽ biết là nó đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Em còn tương đây, dành cho mấy chị bé bé thì mua. Các chị nhá, có bán cháo áo trong em mặc là một set luôn. Anh chuẩn bị sắp cái set mà em đang mặc luôn để tặng cho mọi người nhá. Sữa, rồi cho bạn em sữa. Con sữa đấy, ừ đúng rồi. Không, em ơi, sữa nhạt thôi. 59.000. Đây các chị ơi, mã này em đang bán 145.000. Em xin phép tặng hết trong cái like ngày hôm nay. Chỉ còn màu sặc sỡ chị nào mặc được thì em chốt. Nhưng nhớ này, mã này 1m50 đến 1m55, mấy chị nhỏ nhỏ người là mặc được ấy. Sữa và be 59 cho chị Hà Tít. Còn đây đẹp lắm, các chị chốt đi, em đăng bài là mọi người chốt hết ngay. Đây, đẹp chưa? Chất da cá chuẩn tàu. Bây giờ em đọc size S và size M. Bộ nào ở size S nó sẽ cân nặng từ 40 cân đến 46 cân mặc đẹp. Bộ nào ở size M nó sẽ rơi vào phân khúc 46 cân đến cơ khoảng tầm 52-53 cân. Nhưng nhớ cho em, mã này chỉ dành cho chị là 1m55 quay đầu. Em tặng nhanh cả nhà mình trong live ngày hôm nay. Sô sốc còn toàn màu xám. 119.000 vào nhanh mã nhá. Bộ em đang mặc có màu hồng không? Bộ em đang mặc không có màu hồng các chị ơi. Bây giờ nó lẻ rồi, ấn cho em nào. 119.000. Xạ về đấy. Bộ này em cũng đã được 20-25.000 thôi nhá. Ấn cho em này, cốm ép các chị ấn. Bộ này lên cho em là cốm ép. Em rơi nhanh cho chị vào mã 119.000. Rẻ, bộ này người ta bán phải là 200 mấy. Rồi, cốm ép chuột. Chị nào? Chị Hà Tít cho em xin số điện thoại. Cốm chữ ép, mọi người nhá. Cốm ép chuột và cốm chữ S. Chị nào mặc được S lên cho em hai mã cốm này. Một là chuột, hai là chữ. Bấm giúp em, có hai con cốm nha. Tiếp tục hồng thì nó sẽ ra mã ai ạ. Mọi người từ từ nhé, để em lên hết mã cho các chị đỡ đổi. Thích bộ nào thì ấn bộ đấy, nhưng nhanh tay. Chỉ có mỗi cọc này thôi. Bộ này cũng là S ạ. Hồng chữ S. Hồng chữ S nhá. Hồng chữ S. Cũng là S thôi các chị ơi. Bộ này cũng là hồng S này. Toàn S thôi. 47 cân vỡ vẩn vẫn mặc được S đấy các chị ơi. Form dễ mặc. Rồi, ấn cho em này. Bộ hồng dập lồi S. Bộ hồng dập lồi ơi, S nhá. Còn bộ kia thì ấn cho em là bộ hồng chữ S. Là em hiểu. Không phải gọi chị nhé. Ok chị Phạm Luyến. Tiếp tục sang dọc cam này em hết này. Bộ cam chữ M. Cam M các chị ấn này em hiểu. Cam M. Có một bộ cam M. Hai bộ cam M. M chỉ có cam thôi. Và M có hình như có bộ gấu hay sao ấy. Chị Phương Lâm, bộ hồng dập S lỗi, chất đẹp lắm, tặng luôn cho khách. Tấn ơi, hôm nay vào mã 120 thôi. Chị Phương Lâm lên số điện thoại ạ. Chị Phương Lâm lên số điện thoại đi, không em nào chị Khánh Minh á. Rồi các chị ơi, có một bộ gấu ạ. Bộ gấu size M, màu vàng bò nhá. Đẹp chưa? Thế là hết các chị ơi. 119.000 tất tay. Bộ cam M và bộ gấu M. Đấy, chị nào lấy mặc M thì mua cho em hai mã này. Chị nào mặc S thì lên cho em mã kia. Đây chị Phương Lâm đây. Rồi chị Khánh Linh ơi, em mời chị mua mã này. Được không? Mã kia em hết ạ. Chị kia chị ấn trước rồi. Đây chữ gáp đẹp chị ơi. Hồng chữ gáp S. Lấy thì báo em. Em lấy Tân Tiến nhé. Chị Phương Lâm chị lấy Tân Tiến ấy. Em vào lịch sử khách luôn nếu rảnh tay. $119.000 nữa các chị ơi, rẻ quá. Đây có một bộ chữ gáp cam này. Gáp cam size M. Có một bộ gáp cam size M. Hồng gáp S cho chị Khánh Linh. Rồi nhớ cho em S bây giờ có cốm S mọi người nhá, cốm chuột S. Rất sướng lắm. Mà kiếm mấy được cái mấy cái bộ bé bé này không phải lúc nào cũng có đâu mọi người. Thực sự không phải lúc nào cũng có. Cốm chữ S biếu các chị đấy.
119.000. Cam gáp mò. Lấy cam gáp mò lên cho em là cam gáp mò. Có cái bộ vàng bò gấu mò kia cũng đẹp kìa. Chị nào mặc mò mua cho em đọc đấy. Đẹp. Hết đấy mọi người ơi. Cái mã này là em hết thực sự luôn. Rồi ở đây các chị lên thử cân nặng cho em xem nếu muốn săn bộ mọi người bao nhiêu cân để em lựa em làm mã bộ nào. Các chị cho em xin cân nặng và chiều cao. Các chị muốn mua bộ cân nặng bao nhiêu mọi người báo em thử phát để em lên mã bộ lựa làm cho mọi người nhá. Cốm chuột ép dồn đơn cho chị Vân Niu. Cho em xin cái set em đang mặc luôn anh nhá. Cho em xin cái set em đang mặc luôn. Hôm nay em tặng cho mọi người cái set em đang mặc. Cho chị Vân Niu không phải gọi này. Chị Vân, rồi ok cho em xin này. Đấy, đấy cả hai luôn anh ơi. Được rồi, thôi anh ơi, cho em một đấy đó. Cái set em đang mặc đây, chị Bàn Tuyết có đấy không? Rồi, hôm nay nhá. Hôm trước em tặng cho mọi người cũng không có giá này. Đây là em tặng các chị nhân dịp Kalai gọi là đầu năm. Một Kalai của chủ nhật đầu tiên của năm 2023 mọi người nhá. Thì em chốt cho mọi người mức giá siêu ngon luôn. Chỉ là không vào được mã thì chắc chắn Kalai ngày hôm sau không có giá này. Gieo bây giờ còn mấy set biết. Cái set này là lần trước là đây là em đóng bù thêm cho khách thôi. Lần trước chị Nguyễn Hoan. Lần trước nhiều chị không vào được mã này đâu ạ. Ừ. 40 cân đến 60 cân đều mặc được. Bình thường nhá, mua một cái set này 200 mấy. Hôm nay nhân tiện chị Bàn Tuyết hỏi thì em xin lên luôn cho mọi người để em tặng mọi người. Con này sẽ cùng một con áo này và một con cardigan bên ngoài này. Em tặng cho các chị giá này để xứng đáng mọi người nhớ em luôn. Nhưng mà nhớ cho em này cân nặng thì em chốt cho mọi người như thế. Còn mã này chiều cao thì em khẳng định mọi người là nó không quy định về chiều cao. Vì con này sẽ là một set để mọi người mix đồ như thế này. Thì các chị ơi 1m50, 1m60 cũng mặc được. Nhưng em nhắc rõ mọi người một chút nhá. Tư vấn kỹ một chút đó là các chị phải chắc chắn mắc được những cái set mà ngăn ngắn vừa tầm như thế này. Thì em tặng cho mọi người siêu rẻ luôn nhá. Hôm nay là kỷ niệm không lãi suất. Mã này vào mã cho em 99 gel. Duy nhất một cái line đầu năm 99 gel các chị ấn ạ. Áo len tay caro còn không chị? Hình như là chị còn màu hồng hay màu vàng, chị không nhớ, tí chị móc xem còn không. Hết đen rồi, hình như là chị còn muỗn con đấy màu hồng hay sao ấy. Rồi chị nào lấy cái set em đang mặc lên cho em mã là 99 gel nhá. Em tặng cho mọi người set này ngày hôm nay 99.000 ạ. Em tặng cho mọi người mã này 99.000. Các chị ơi chấm like để tránh hiện tượng là mọi người buồn ngủ nhá. Vì xem tầm này từ trưa đến giờ. Các chị xem mấy tiếng rồi là mọi người buồn ngủ với mọi người ơi. Chấm like đỡ buồn ngủ nhá mọi người ơi. Lên cho em mã là 99 gel ạ. Có mấy màu em. Rồi em lên màu luôn này. Chị Mai Lê gel. Chị Hà Tít gel. Lương là đơn đúng không? Có đen, có trắng, có lông, có be. Đẹp lắm, chị gì nhờ, chị Trà Minh Nguyễn lên mua. Con này hôm nay em chưa bao giờ tặng ra đấy đâu. Rêu là màu em đang mặc. Màu là các chị ấn cho em mã là 99 nâu. 99 đen. Set ở trong kia tí hỏi em 99 be. Và 99 này các chị em mời các chị vào mã cho em là trắng nhá. Ừ chị Mai Lê một cao 1m60 thì vẫn mix được. Vì con này nó không giới hạn chiều cao. Các này các chị mix cùng mix váy mọi người nhá. Đây là chị Bàn Tuyết. Set nào cũng giống set của em nhưng nó khác màu thôi ạ. Cái này mix cùng với chân váy. Đây màu này thì ấn cho em màu trắng nhá. Muốn em mặc màu nào thì báo em ạ. Màu này thì ấn cho em màu be này. Đẹp quá. Cả một set luôn có 99.000 luôn nhá. Em khẳng định ạ. Bộ chị mặc đen em nhé. Ok chị Bàn Tuyết. Bộ chị mặc còn màu gì ấy? Bộ gì em? Cái này á? Cái này là set của chị. Set của chị mặc đây. Nó có màu rêu. Mã là 99 vào màu nhá. Màu be các chị ấn này. Đẹp chưa? Toàn màu xinh thôi. Màu be em mặc đi. Đây em mặc màu be cho. Đây màu đen nhá. Không có đỏ anh nhỉ. Đỏ không, đỏ này không. Đỏ tự nhiên em có một cái con set nó đang hot cơ nhưng không biết em vất đâu rồi chị Vi Mai. Đây đây, kiếm em cái set này. Đâu? Đây. Rêu đâu cơ? Đây đây. Mấy con rêu? Một cái.
cho chị màu. Chị Mai Lê là đổi chị màu be nhé. Chị Mai Lê đổi màu be. Tí em kiếm được, em không biết nó ở đâu luôn đấy chị ạ. Be chị Vi Mai. Ở đây chờ chị mặc. Đây nhá mọi người nhớ giúp em, màu này là màu gel. Các chị chờ em một tí nhá, em mặc con này em phải cúi xuống bên trong. Em phải thay cả áo bra nữa. Mặc be nhá. Nhưng mà mọi người lấy be thì nhanh tay nhá. Be cho bạn Hà, Tuti và con này. Ui dồi em thế các chị ơi. Thôi mỗi bà Tuti là đổi be thôi. Gel vì em đang hết rồi. Gel chị nào lấy thì có mỗi một set chị Hà Tuti vừa lấy bỏ ra là hết rồi này. Be chị nào lấy thì báo nhanh cho em, có mỗi set be thôi này. Hết rồi các chị ơi. Hôm nay em quyết định tặng là cũng hết rồi đấy. Đẹp như thế này các chị đừng đổi nữa, hôm trước nó không có gel mà làm đâu. Đây là chị Bàn Tuyết. Chị Bàn Tuyết cho em một tí. Đen đẹp, đẹp. Màu nào cũng đẹp. Màu này sẽ là màu be. Đẹp như thế này em sao phải nghĩ. Các chị nhá. Đẹp nên em sao phải nghĩ. Đấy màu này ấn trên là màu be. Tiếp tục nha, mặc màu lâu nhá. Trắng cũng đẹp. Be của chị nào chưa ra đơn ấy chị. Từ từ, chào chị đi. Cái bà gì bà đổi đấy. Thôi mọi người ơi, đổi lốt chị đấy, không đổi đâu. Đổi đến lúc mà mọi người tị nhau mệt lắm. Ờ. Lâu đẹp này mà. Nếu mà để nói mà vừa tôn da, vừa sang, vừa bền màu, màu lâu thì quá ok luôn á. Có quần chip không chị? Chị bằng lăng hoa lở, em có quần chip. Chip à? Quần chip, giờ luôn chip cho khách chốt. Màu này ấn lâu nhá, lâu đây, đẹp chưa? Vào lâu đi, đẹp quá. Nào các chị ơi, lâu ấn cho em. Lâu mọi người ấn cho em ạ, chip. Đây, hôm nay nhá, lại tặng tất tay. Chốt ngoài like là 95k một chục. Chốt trong like lên mã cho em tặng cho mọi người 90. Ấn cho em mã là chip 90. Anh ấy cho em ấy cho chị cọc nguyên đi, chị đỡ phải ấy như này. Giờ một phát luôn. Đây, một cọc nguyên như này luôn. Đầy đủ tất cả các màu nhá. Lên cho em mã là chip. Vào mã 89.000 còn nhiều. Còn vài cọc thôi đúng không? Chip nhanh nhá, 40 cân đến 60 cân vừa. Rồi, còn ít ít nữa chị nào lấy em tặng nốt này. Đó. Chip 89.000, 10 con chip. Rẻ nhất Facebook luôn rồi ạ. Chip 90 chị Hương Giang nhá. Em khẳng định em chạy 90.000 một cọc chip này. Rẻ nhất Facebook luôn đấy ạ. Mã này hoàn toàn là mã kỷ niệm. 10 cái quần chip 10 màu nhá. Lên chip ạ. Be cho bạn Cầm Hà lốt mã này này. Cầm Hà rồi đấy. Chị ơi lấy chip lên chip đi ạ. 90.000 10 quần chip. Tính ra là có 9.000 cái quần chip thôi. Không rẻ thì còn cái gì rẻ nữa. Chạy rẻ nhất Facebook luôn rồi. Em thấy chúng nó đang chạy những 119, 129.000 cơ nhá. Chuẩn lại đẹp như này luôn đấy. Đẹp chưa? Vũ Thị Thắm một cọc chip. Chị Nguyễn Tiến một chọc chip. Chip này. Con này siêu co giãn, mặc con này sướng lắm. Mặc như không mặc đấy. Này, 60 cân vẫn ok nhá. Đạt siêu cao, đẹp nhá. Và lấy chip vào chip, em còn xỉu thôi. Lấy chip vào chip. Chip chị bằng lăng hoa lỏ. Có chip, lấy chip lên chip. Giá chip. Tiếp tục chị bà chị gì nhỉ? Chị nào bộ mặc đen ấy, mặc đen liền này. Xong rồi đổi mã nhá chị ơi, bộ còn đầy kia. Ôi thôi chết được, bởi có chị nào không vào được mã con này xanh này. Chip với chị Lê Bùi. Có đơn rồi ấy. Lấy đen nên đen hộ em. Áo bao tiền. Chị ơi chị An Huy cả cái set đang mặc là tặng 99 nhá. Chi ân. Đây chị Bàn Tuyết này, đen của chị đây. Đẹp lắm. Em phải dùng một từ là sướng lắm. Mọi người mua được mã này em tặng cho các chị có 99.000 thôi. Đẹp. Và mọi người mix đồ nó sang. Đây đẹp chưa. Mấy bà nhỏ nhỏ người lên mua. Các chị ơi cái mã áo mà 45.000 này này.
Có chị nào chưa vào được màu xanh, em shop một màu xanh này. Shop một con màu xanh, bởi có mấy chị không vào được màu xanh ấy, ấn cho em mã là 45 xanh này. Shop một con xanh nhá. Lên mã cho em là 99 ạ. Bộ sọc kè là bộ gì chị? Rồi, đen đấy nhá, chị nào vào mã này lên cho em là đen và trắng. Ok cho mọi người, hôm nay còn ít tặng lốt đấy. 99, lên mã 99 kèm màu. Tiếp tục sang bộ nhá. Dọn mã. Lên bộ cho các chị. Em đã. Còn mấy cái khoác manto không chị? Anh ơi nó đổ hết ghim kìa. Manto của nhà chị bây giờ chỉ còn hàng Việt Nam thôi. Hàng như kiểu là máy kiểu hàng chem thôi. Chứ còn đâu mà manto mà hàng mít ấy thì nhà chị hết rồi. Hết sạch luôn. Manto thì hẹn mọi người, hôm nay thời tiết vừa mùa em lại manto cho mọi người. Vẫn còn xả rẻ lắm. Mà chị không lên băng tô cầm hả? Băng tô giờ này lên là ngóm lai luôn. Có một con cốm cổ vuông, chị đã lấy cốm cổ vuông lên cốm 39 nhá. À 29 nhá. Rồi ok mọi người sang bộ ạ. Anh em cho em xin bộ đỏ anh luôn đấy. Thế đấy em gần hết rồi chị ơi. Hôm nay còn bộ nào em móc em bán được bộ đấy các chị nhá. Có những mã là còn siêu xíu thôi. Các chị thích lên bộ là nhà em hôm nay có bao nhiêu bộ em lên hết. Vấn đề là mọi người phải cố gắng chịu khó săn like là các chị sẽ mua được. Và hôm nay toàn những mức giá là không bao giờ có nhá. Bây giờ hồng chữ còn muộn bộ, mặc nhanh vào mã. Vì hết rồi. Sang nhà Thảo. Sang nhà Thảo. Có áo trong cơ mà. Nó bị lẫn đâu ấy. Đây. Thì lấy đơn à? Lấy đơn lên đây. Tuần này nhớ không bán hàng thì em đang live stream nhé. Tuần đang bán live mà không tiếp được. Không xem xét gì nữa. Cốm 29 cho bạn Hoa Quỳnh. Em thích bán like hả các chị ơi, thật sự luôn lắm. Lúc khách đến nhà là em lười lắm. Có nhiều người mà đến nhà ấy kiểu là chưa bao giờ mua của em ấy. Ôi trời ơi, vào cứ bới tung nhà em lên. Xong rồi mãi không vào được, gọi là mua được cái gì là nhà em cũng rất sốt ruột luôn. Tại vì các chị ơi, đơn giản là nhà em không thích bán sẵn. Đó. Nên đôi khi khách mua khách không có hiểu á, là người ta thử ra thử vào, người ta bới tung lên, xong em cứ đi đằng sau em dọn thì cái công đấy rất là mệt luôn. Trong khi tin nhắn á thì vẫn còn đầy ra, còn chưa dép của chị em mình. Thế là đôi khi lắm lúc nói bán sẵn này em hơi ngại, thì các chị cứ phục vụ mọi người trên này này, em mặc này thoải mái này, sâu luôn cho mọi người báo giá, bảo là thích vào mã em đóng đơn luôn, nó dễ các chị nhá. Còn nem cổ ba phân không em ơi, chị Quỳnh Hoa, nem cổ ba phân còn màu gì anh nhỉ? Ba phân màu đen á. Còn đen thôi chị ơi, mua không em tặng nó 59.000 đấy. Nhá, len 3 phân em còn màu đen, chị là mua len 3 phân lên cho em mã là len 3 đen 59 là em nhận đơn. Đẹp như thế này. Còn màu cam, còn một con màu cam nữa nhá. Bộ này xinh lắm. Nhưng mà hết rồi, còn mỗi là hồng thôi. Chắc sẽ là hàng da cá chuẩn tàu giúp em. Nghe em tư vấn này. Em mặc bộ này thì hơi bị rộng một tí. Chị nào cơ khoảng từ tầm 4-5 cân nhá, đến 60 cân là các chị chắc chắn là vừa. Form thụng, đẹp. Nhưng bộ này 1m55 đến 1m62 chốt đơn. Dưới 1m55 không có vừa. Một size hàng chuẩn tàu xịn mọi người nhá. Xem nào, hồng đâu rồi? Đây, còn toàn hồng thôi. Tặng nhanh cho các chị ngày hôm nay 130.000 bộ, giá không bao giờ có các chị nhá. Ok chưa? Hàng tàu này. Bộ nó đang xỉ là 200.000. Em tặng các chị 130 nhá. Chị Lê Dung một bộ 50 cân chị vừa. Rồi các chị ơi, ấn cho em sẽ là bộ hồng 130 đi ạ. Chất không đẹp, hạnh không gặp các chị ở đâu ạ. Đây nhìn nó em con này ạ. Còn muốn hồng thôi. Lên cho em bộ hồng 130, giá không bao giờ có đâu ạ. Hồng chị Đỗ Phương một con. Chị bắt bộ nào chưa? Chưa đúng không? Lên 3 phân đen thứ 3 qua lấy này.
Ui dồi ôi, các chị ơi, em bán 130 mọi người lên đơn như vũ bão luôn, từ từ còn không để mà làm đơn á. Tấn đóng được mấy bộ rồi nhỉ? Một. Cho chị nào rồi? Cho chị Lê Dung. Chị Lê Dung có hồng rồi này. Chị Lê Dung lên 50 cân mặc đẹp. Nhưng mà em phải nói trước nhá, là cái bộ này form của nó thụng thụng như này. Em nó có 40 cân. Kiểu của nó thụng như thế nhá. Bà nào mà muốn mua kiểu vừa khít này, đừng ấn. Đừng ấn, đừng ấn. Vì sao cái kiểu của nó thế? Nó mới đẹp, nó mới trẻ. Chứ các chị nghĩ ở xem mà nó bừa với như này có đẹp không? Đấy, nên là thụng thụng như này tí nhá. 60 cân vẫn thụng thụng tí, vẫn đẹp. Đẹp lắm. Đây này, các chị nhắm qua. Em có 40 cân đấy nhá. Chị Lê Dung được cái bộ này. Hồng chị Đỗ Phương ra chưa? Chị Đỗ Phương đang đợi chờ. Rồi, chị Đỗ Phương đây. Và một chị cuối cùng của tôi là chị Vũ Thị Phượng. Hết. Hết các chị ơi. Không rõ rõ ràng, thấy còn một cặp nữa các bạn. Từ mọi người cho em tí, em sợ còn sót hàng. Đây này, con. Rõ ràng là còn mà. Thật tấn cho chị mượn lại cái mũ. Còn được 2 bộ nữa. Chị Khánh Linh 1 bộ. Chị Lan Anh 1 bộ. Rồi, chia đủ chưa? Xem còn không? Em nhận đơn đủ đến chị Lan Anh là đủ chưa? Đủ. Rồi, một bộ cuối cùng của chị Nguyễn Thanh Nga là bộ em đang mặc. Vũ Thị Phượng lấy đơn chàng dệ này. Rồi, ok này. Chị Lan Anh không phải gọi em lấy Tân Tiến. Chị Lan Anh bao giờ lấy Tân Tiến? Mọi người nhớ cho em nhé, mai là Tân Tiến rồi không trả đơn nữa chị nhé. Đến chị Nguyễn Thanh Nga ném hết. Bây giờ có một bộ một cam. Chị ở lấy cam bán cam ạ. Còn một bộ màu cam duy nhất. Cam hình các chị ấn nhá. Hồng em hết rồi các chị ơi. Chị lấy ở Tân Tiến không ạ? Các chị ơi lấy ở Tân Tiến. Được chị Nguyễn Thanh Nga. Bao giờ có ạ? Các chị ơi đơn Calai ngày hôm nay lấy Tân Tiến là lấy vào thứ 3 cho em các chị nhá. Chiều thứ 3 mọi người nhá. Bộ cam cho chị Nguyễn Trà. Chị Nguyễn Trà em chốt chị bộ cam nhé. Nó cũng đẹp như thế. Em tặng cũng là 130 ấy. Đây chị Nguyễn Trà cho nắm lại tí này. Nhá chị Nguyễn Trà nhá. Cam hình đây rồi. Mọi người ơi em xin phép mọi người ngay từ đầu live rồi ạ. Mai em xin phép cho toàn bộ tập thể đội ngũ của nhà em là được nghỉ Tết muộn một chút mọi người nhé. Đáng nghĩa hôm nay là các chị được nghỉ rồi nhưng em phục vụ mọi người đến ngày mai bọn em xin phép nghỉ một hôm ạ. Ở điểm trang dạy mai mọi người vẫn qua lấy đơn như ở Tân Tiến thì ngày mai em xin phép cho em ra nghỉ các chị nhá. Thì đến thứ ba là hẹn mọi người em ra lại ở đấy và trả đơn cho mọi người nhá. Đến chiều thứ ba đơn này mới nhận được. Chị Lan Anh là chiều thứ ba lấy này. Chị Lê Dung lấy ở trang dạy này. Ok chị Lê Dung. Trang dạy thì mai vẫn lấy đơn bình thường các chị ạ. Cam hình bao nhiêu cân vừa, chị Nguyễn Trà ấy cũng từ 45 cân đến 60 cân sẽ vừa. Chị Nguyễn Trà nhá, chị có trong tầm cân nặng như thế không thì báo em. Bây giờ sẽ lên bộ to này. Bộ này đỏ chất un mì đẹp quá. Chị là thực sự săn sale với ý định là thực sự muốn chốt các chị nhá. Thì ăn ấn nhá. Có Vũ Thị Phượng được bộ hồng. Em có được bộ hồng nhá. Bộ này là chất un mì của em ạ. Có 2 bộ thôi. Size to. Đỏ này nay nó hơi bị lóa thì hơi khổ thân rất là tí. Từ từ vào lại bên này. Sao bên này thấy nó bị đứng hình như này. Cái này chất un mì nhá, không phải hàng cốt tông đâu. Nhà em không chạy bộ hàng cốt tông. Hàng bộ cốt tông mà dòng hàng gọi là bộ mọi người mặc nó hay bị dão lắm. Đây nó đanh lì cơ. Rồi, đẹp như thế này.
Màu đỏ lên nai hơi khổ thân một tí, nhưng bên ngoài đỏ đẹp lắm các chị ạ. Bộ này em không vừa, em cứ lên mẫu gọi là cho mọi người nhìn vui vui mắt tí thôi. Chứ cái bộ này các chị mặc vừa nó đẹp lắm nhá. Bộ này chốt cho em này, 1m53 đến 1m60 sẽ vừa. 1m53, 1m54 đến 1m60 nhá. Cân nặng bộ này đẹp nhất mọi người, 50 cân đến 60 cân mới vừa. Em có bộ này size to. Chị nào lấy đỏ, muốn hai bộ đỏ em tặng tất tay. Em không bao giờ tặng rẻ ai đâu. Hôm nay đã hứa với mọi người là tặng tất tay, tặng tất tay. Tặng cho các chị bộ này nhanh chóng. 120.000 đi, đỏ nhá, lấy đỏ lên đỏ. Chị Thương Hoài đỏ, tính cho 120.000 thôi. Còn một bộ đỏ đó chị nào lấy báo em, hàng dày dặn đẹp lắm, 120 thôi, siêu rẻ luôn, lỗ tí cũng được. Đỏ chị Ngọc Anh này. Bạn nào thực sự muốn mua hãng chốt này vì em tặng toàn lỗ vốn rồi các chị ạ. Đỏ hết các chị ơi. Ngọc Anh bộ này đỏ hết nhá. Đỏ là chị thì nhanh trí thật, chị Thương Hoài, các chị thích thử cứ vào mã thì em tặng rẻ lắm, đừng nghĩ về giá nữa. Bây giờ chị nào mà chốt đơn không cần mà nghe giá báo là các chị được. Chị Thương Hoài chị chưa cần nghe giá báo chị đã lên rồi, có 120 đấy. Và chị Ngọc Anh được mã đỏ là hết ạ. Đây có cái bộ này em hết màu rồi, có muỗng đen này các chị này. Chất cũng ùn mì. Phân khúc bộ to. Trời ơi, cái chất sướng lắm. Dày ơi dày. Bộ này em mặc rộng thanh thang. Đây, cái quần nó như thế này mọi người nhá. Đây đường viền quần này. Chị Ánh Nguyệt ơi đừng giục em đang nay bộ đã. Mọi người đang vào được mã bộ. Đừng giục em chờ tí hôm nay. Em đã đăng mọi người đầy vào mua bộ đang chờ giờ này, em đang like bộ, chờ em một xíu. Like nó phải theo thứ tự đó chị ơi. Chứ không mà cứ chạy nhanh như máy từ chỗ lọ gấp sang chỗ kia thì nhà em không like được. Like như thế thì nó bị loạn like và nhà em sẽ không ra được đơn đâu mọi người ạ. Em đã thử đấy, em đã thử là mỗi lúc các chị yêu cầu một thứ em like thử một thứ đâu. Không được, nó bị loạn like. Chờ em bình tĩnh mọi người. Đây nhá. Đẹp như thế này. Bộ là em cứ nói trước với các chị là chất ôn mì, hàng dày đanh. Nhưng có cái là chỉ còn size to thôi. Con này thì chắc chắn 1m55 đến 1m62, 1m63 sẽ vừa. Chị nào 1m62, 1m63 cũng vừa được mã này. Quần của nó rất dài, con bạn em nó 1m64 nó vẫn vừa. Nhưng mà nhớ cho em này, mọi người nhìn form này. Cái áo nó sẽ vừa vừa nha mọi người ơi. Cái áo của nó là thân vừa. Em nói trước là cái áo của nó sẽ là hàng thân vừa nha mọi người nhá. Áo là hàng thân vừa. Nó đi cùng một cái cầm quần cạp siêu cao luôn. Nên là mọi người nhớ này, cái bộ này áo của nó là dáng vừa vặn, chứ không phải là thân dài nhá. Em tặng tất tay cho mọi người. Bộ này 130.000. Không có một tí gọi là lợi nhuận nào ở đây, hoàn toàn là lỗ vốn nhá. Chị nào đồng ý lấy mình lên cho em là đen 130. Bộ này em chốt cân nặng cho các chị cơ khoảng từ tầm 50 cân đến 60 cân hãng ấn các chị nhá. 50 cân đến 60 cân hãng ấn ạ. Rồi, dưới 50 cân đừng ấn không vừa đâu ạ. Đây là chị Ngọc Anh bộ này. Em chưa chị Nguyễn Tuyến ạ, tí những cái mã thẻ trẻ em lên sau nhé. Rồi, đen 130 chị ơi, đen 130 ạ, đen 130. Cho chị Ngọc Anh rồi này, chị Diệp Tâm Chi đen 130 rồi. 130.000, lặng trịch tay luôn. Lặng trịch tay luôn. 130.000, quá rẻ. Còn bộ lam em còn đấy chị Loan Nguyễn rồi. Đen 130 các chị ấn. Đẹp chưa? Đen 130. Anh ơi, nào, cầm cho em cái mã mà khóa khóa cho kéo này. Mã bé bé để cho like cho các chị mấy bạn bà bé bé mua. Không, chị Yên Yên Ba không có màu khác. Có màu khác thì em không bán ra này, em hết rồi. Nó có màu lâu ấy, em hết sạch. Cái mã lâu lâu ở trên kia, bộ này. Kêu bộ đây cho em bắt. 130 nhé, đen 130. Chất dày đanh, sướng. Cái này em không mặc vừa, mọi người mặc vừa sẽ đẹp lắm. Trên đấy thấy, dàn thứ hai. Dàn thứ hai, lâu đấy, bốc muôn phát nhìn đi lâu đấy. Cái đấy là chân váy à?
em phải ra tay rồi. Đây, Tấn đây. Chị nào ấy? Chị nào? Ừ, cho em xin bộ lâu đấy. Cái bộ như thế em xót một bộ lâu này. Chị nào lấy lâu 130 thì ấn lâu 130, xót đúng một bộ lâu 130 ạ. Nhưng mọi người vui lòng không đổi màu cho em nhé. Rồi, chị nào lấy lâu 130 thì chấm lâu 130. Này, lâu mọi người sẽ nhìn rõ chất hơn. Đẹp chưa? Lâu 130 nhớ cho em này. 1m55 đến 1m62, 63 hãng chốt. Dưới 1m55 đừng vào ấy, quần nó không vừa. Và nhớ cho em là 50 cân đến 60 cân mọi người mới vừa. Ấn cho em sẽ là lâu 130. Mỗi bộ lâu thôi các chị ơi, sót một bộ lâu. Hôm nọ khách chốt bộ lâu phải báo hết. Tiếp tục chị là bé bé em sale giảm này. Anh ơi xem cho em cái mã này vứt màu, cái mã này có màu. Cái bộ này thì chị đào bé bé cũng mua này. Cho chị Yến đi 3. Một cái bộ lâu 130 này. Lặng trịch. Đúng rồi. Vừa thoải mái 58 cân thì chắc chắn vừa lại còn đẹp nữa cơ. Bộ này chỉ là bé bé thôi nhá. 1m50, 1m55 chốt đây các chị ơi. 1m50 đến 1m55 mọi người chốt thôi. Lâu 130 em hết ạ. Nhớ cho em này, bà nào mà chân kiểu dài như em ấy, 1m50, 1m55 thì chuẩn bị vào mã này. Đằng trước của nó là hoàn toàn là chữ thêu hết nhá. Chất cũng là ul mì. Bộ này này, em 40 cân em rộng lắm mọi người ơi. Thì mọi người làm cho em này, tối thiểu phải 4-5 cân. 4-5 cân đến cơ khoảng tầm 5-5 cân đẹp nhá. 45 cân đến 5-5 cân vào mã. Ấn cho em ạ. Em tặng cho mọi người bộ này. Tất tay, rẻ ơi rẻ. Giá không đâu có. Tặng cho các chị bộ này 101 đi. Cho nhanh hết 101. Ấn cho em là mã 109 đi mọi người. Nghe cho vui tai nhá. 109 kèm màu. 109 thì nghe có mỗi bộ lâu em đang mặc thôi. 109 có mỗi bộ lâu đấy. Chị là 45 cân đến 5-5 cân. Đây là giá hoàn toàn là em tặng các chị nhá. Và 109 ấn cho em màu đen. Ôn mì nhá. Nhớ này, 1m50 đến 1m55. Cân nặng là 4-5 cân đến có khoảng tầm 5-5 cân. Mọi người vào mã cho em. Đen này, theo hết nhá. Và có một bộ lâu nha em đang mặc là hết. Tặng nốt cho các chị 109. Siêu rẻ. Khóa lâu và đen. Lâu có 2 bộ, đen có vài bộ. Đẹp lắm. Vấn đề là phúc vừa là đẹp. Em mặc thử đen đó các chị nhé. Chị nào vào cái mã này vào cho em là 109 lâu. Chỉ chân vừa vừa thôi. Chân dài đừng chốt mã này. Chốt cho em mã 130 kia. Ừ. 109 kèm màu. Lâu và đen. Cân nặng từ 4-5 cân đến cơ khoảng tầm 55 cân vào mã này đẹp. Anh cho nó uống cái gì ấy? Có hai màu đấy. Hoài ạ. Hoài vừa đấy. Đen và lâu. Mới đầu nó có màu xanh nữa sao? Nhưng chị hết xanh rồi. Tấn ơi chị xin cái sạc. Sạc thì chị để ở ấy. Đây mà, đây mà. Đây mà chị ơi. Ok chưa? Mã này mọi người chốt cho em là 109 kèm màu. Chị tặng trên like 109.000. Nhớ cho em là mấy chị mà chân vừa vừa ấy, vào mã này đi. Chất ul mì. Mặc sướng. Không phải là chất cốt tông nhá. Ok chưa ạ mọi người ơi. Săn đồ bộ mọi người lên cân nặng để em lựa. Em làm bộ cho mọi người nào. Săn đồ bộ mọi người báo cho em chiều cao cân nặng để em lựa. Em biết là xâm lượng khách xem ngày hôm nay các chị đang ở vị trí cân nặng bao nhiêu để lên bộ cho nó dễ nhá. Một lẻ chín đen đó chị Hiền Nguyễn.
Chị là lấy đen báo em là đen, chị là lấy lâu báo em là lâu. Đen là chị Huyền Nguyễn. Đen là chị Vũ Thảo. Vừa, chị Huyền Nguyễn vừa. 1m49 cũng vừa. Em 1m50 đây. Mặc đẹp. 109 cho chị Vũ Thảo đen. Chị là lấy đen lên đen, chị là lấy lâu lên lâu. Tiếp tục nha chị. Cho cái hoài này một bộ đen này. Em chị ạ. Đen này. Đây mới là một bộ nữa cho chị Vũ Thảo này. 1m60 mà 54 cân. Xả rè các chị cứ chịu khó mình nhỉ. Rồi chị Hương Giang cứ bình tĩnh xem nhé. Có. Đây em còn cái dọc này toàn mờ này. Bộ chất tổ ong. Quần đóng riêng, áo đóng riêng, hỏi rằng có xịn không. Bộ này thì mấy chị thân chân vừa vừa thì không chốt được rồi. Mày đi đâu ấy, cầm đưa mẹ mà. Vất cho mà sếp. Vất cho mà sếp. Anh cho nó uống gì ấy? Bao nhiêu mi? Vừa uống chút chua rồi uống xong. Điền nai luôn. Ách chù. Bộ này các chị ơi. À đây đây, còn một lửa ở đây nhá. À chú Tân nói bé bé đấy, không là cháu lại khóc đấy. Đẹp chưa? Các chị ơi, bộ sẽ là như thế này nhá. Chất này sẽ là chất tổ ong. Bộ này chị là 60 cân thì thôi, giờ này đừng ấn vì em hết bộ này size to rồi. Em nhận cân nặng bộ này đến 55 cân thôi mới nhá. Bộ này đẹp nhất mọi người ơi, cơ khoảng từ tầm 46, 47 cân nhá. 45 cân cũng làm được rồi. Chị nào mà dưới 45 cân thì xác định mua cho em sẽ là mặc kiểu là hơi thùng thùng một tí. Vì bộ này em hết F và cũng hết N. Em còn phân khúc bộ ở giữa. Nó rơi vào phân khúc là cơ khoảng từ tầm 46, 47 cân đến 55 cân mà mọi người mặc được nhá. Bộ này thì chiều cao mọi người làm cho em ạ, kịch size nhá, nó đến 1m60. 1m53 và 1m54 đến 1m60 thì mọi người ấn cho em. Bộ này là chất tổ ong, đẹp ơi đẹp luôn. Mặt chữ của nó đằng trước nha mọi người, nó sẽ là thêu. Bộ này nhớ 46, 47 hất đến 55 cân. Em tặng nốt cho chị. Có hồng và có xanh. 120.000 nhá. Lên mã 120 kèm màu. Ấn hồng và ấn xanh. Chị nào đang ở trong vị trí cân nặng từ 46, 47 cân đến 55 cân thì ấn. Đó. Nhớ cho em này, 1m52, 1m53 hết đến 1m60 vào mã. Quá 1m60 đừng ấn không vừa. Đó, chất tổ ong nhá. Bộ mũ đẹp như này, nó có xanh và có hồng. Vào mã 120 kèm màu. Đẹp chưa? Cho mọi người xem thử mũ xanh. Chất tổ ong. Trời ơi, 120.000 bộ quần áo. Rẻ quá trời quá đất. Đó. Chỉ có size mờ thôi. Hôm nọ không, chị hết thảm đấy em. Chị hết thảm rồi. Hôm nọ này em bộ này em nhận 60 cân cơ. Nhưng giờ này em hết rồi. Chị Hương Giang mà 54 cân vào được mã này nhá. Đẹp. Chị ở lấy báo em. Em còn vài bộ bán lốt cho mọi người. 120. Giá gọi là không đâu có luôn. Chất tổ ong nhá. Dày dặn đẹp. Cái quan trọng là cái bộ này mặc nó rất là ấm. Em hết size S rồi chị ạ. Em hết size S. Hết S và hết L. Giờ này em chấp nhận bán lỗ. Có 120.000 bộ này không? Chị ở lấy báo em. Đẹp lắm. Xanh và hồng. Nhớ cho em gấu quần nó sẽ như thế này nhé. Chị Hiền Nguyễn nếu có 1m49 thì thi thoảng mới mua được mã vừa thôi. Thì em xin tư vấn chị như thế này này. Nếu ví dụ như là em mà lấy bộ này em mặc thì em sẽ phải cắt một tí gấu chị nhá. Phải cắt một tí gấu. Thì cái này gấu hoàn toàn cắt được. Nếu em tặng cho mọi người 120.000 thì mọi người bỏ ra cứ khoảng tầm 10-15.000 mọi người cắt gấu thì mới vừa. Vì có 1m49 thì cũng gọi là hơi cao một tí. Mặc bộ thì hầu như là phải sửa nhiều. Anh em pha cho em xin một cốc ấy mấy. Đấy, xanh và hồng nhá, chị là lấy em bán cho mọi người. Tặng đấy, không phải bán đâu.
120 vào mã đẹp. Ok chưa? Em 1m50 mặc bộ này quần vẫn hơi dài tí, phải sửa. À, bộ đát chất đẹp lắm chị ạ. Rồi chị cảm ơn Hoa Quỳnh. Bộ thì hầu như các chị ơi, em xem kỹ cả em mới làm nhá. Tiếp tục chị đã lấy mã này vào mã cho em, em cũng không còn nhiều đâu ạ. Hồng 120 cho chị Khánh Ninh. Đẹp. Phải dùng một từ là đẹp nhá. Bộ này đẹp lắm, trẻ trung. Xanh 120 cho chị Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh. Chị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh cho em xin số. Chị vừa, chị Phương Linh ạ, chốt đi mã này chị vừa. Chị Phương Linh em chốt cho bộ xanh này đẹp. Chị Phương Linh em cũng làm cho một bộ xanh này, em hết xanh rồi này. Bây giờ em còn hồng, chị ở đấy hồng báo em còn hai bộ hồng. Có 120.000. Chị Phương Linh vừa. Đẹp. Chị Nguyễn Thị Hạnh sẽ được đối thoại này. Đây, ok chị được đây. Rồi các chị ơi, em còn hồng nhá. Về mũ, lòng mũ rất sâu. Hàng đẹp ơi đẹp luôn đấy. Chất tổ ong nhá, các chị đang được quan sát rõ chất luôn đấy. Vì cái màu hồng với màu trắng ở đây nay nó rõ lắm. Nó nét. Chị Lít Huệ mua gì chưa? Chị nói, bà Lít Huệ có đơn rồi sao ấy? À, hồng 120 không chốt cũng phí. Tiếp tục ạ. Sang mấy bộ tam tặng. Rẻ như biếu như tặng luôn, như cho luôn. Tất con đầu con ơi. Bố em không đi tất hả bố? Tâm đây, tâm ghi tặng luôn tất tay đi. Đi ngủ không cần đeo tất. Nói đeo xuống. Tất đấy. Ơ con đừng kéo ở đấy mẹ nhá. À đúng rồi, con đưa mẹ này mẹ mặc cho các cô xem, các cô các bác chốt. Bố tất em đâu? Bố ra dây phơi ngoài ở sân cũ kìa, bố lấy tất cho em đi. Tâm. Nhớ cho em này. Bộ này bây giờ em nhận cân nặng khá to đấy. 48 cân. Đến cỡ khoảng tầm 57-58 cân. Em có mỗi màu xanh than thôi. Làm cho em từ 1m53-54 đến 1m60 các chị nhá. Em làm mà không vừa. Chốt cho em này 47-48 cân trở lên mới vừa. Quần sẽ là dáng kiểu baggy như thế này. Đấy. Tặng luôn tất tay cho các chị 99.000. Lên mã 99 các chị nhá. Lên mã 99. Chị nào mua được thì chốt. Em còn đúng 2 bộ thôi. Lên mã 99 tặng tất tay. Tâm. Cái bộ này em nay mọi người mua nhiều lắm luôn rồi. Có vấn đề ở đây còn mỗi màu xanh than thôi. Lên mã 99. 99 em tặng 99. Còn tất trẻ con này, 99 chị Vũ 9 bộ này. Còn chị ơi, chị Hoa Quỳnh bộ 99 này. Được theo bố đó. Đấy, bố đi ra ngoài cửa mà khóc hay các chị ạ. Thằng này như kiểu là ông Minh già đẻ, không phải em đẻ luôn. Không bao giờ theo mẹ. Chất đẹp lắm nhá, cái bộ tâm này chất hàng đẹp lắm ấy. Chị Vũ 9 nhưng mua được bộ này sướng nhá, chị Hoa Quỳnh chốt được bộ này thích nhá. Chất đẹp lắm, tâm nó dày đặn đan cơ. Đây của chị Hoa Quỳnh này.
Ôi giời ơi, với lượng đơn như thế này thì mai nhà em gọi đến tôi chốt đến trưa chưa chắc đã xong để mà còn ăn tất liên với nhau rồi. Chị Luyên, chị Luyên ơi, có ở đấy không chị Luyên? Chị cứ xác định tư tưởng là mai chị gọi đến trưa không xong. Nếu không có ai hỗ trợ, tấn mai xem ngủ để sớm sớm nó hỗ trợ chị Luyên. Rồi các chị ơi, còn một bộ này duy nhất thôi. Hả? Còn hai bộ, còn hai bộ trên móc thì có một bộ. Xong sớm mà ăn đấy chứ. Xong sớm còn nhảy múa hát ca. Đây các chị ơi, chất đẹp. Theo bố tài nhá. Ờ, chỉ theo bố ấy. Thằng này là ông Minh đẻ, có phải chị đẻ đâu. Nó có quen biết gì mẹ đâu. Toàn biếu chị thôi, chờ em tí em xem sai số bộ kia là bộ gì. Mai Tấn ủng hộ mà, Mai Tấn ở nhà. Đây. Xanh đậm còn không? Xanh đậm gì hả chị? Áo len em mặc là một set luôn chị ạ. Em đang tặng 99.000 một set gel này, em còn một set gel, chị có lấy báo em. Ờ, các chị cho em xin phép uống hâm nước đã. Chị là bé bé em tặng cho bộ tím này nhá. Bộ này em có một bộ size L, một bộ size S. Size L này to. Em đang mặc bộ size L ấy ạ. À không, hình như là bộ này không phải là S đâu. Xem bộ này là size gì em quên. Cái vỏ nó khác. Một bộ size M, một bộ size L. Chất un mì. Cái bộ này thì chị là chân ngắn ngắn thôi. 1m50. Đến 1m55 chốt đấy các chị ơi, 1m50 đến 1m53 thôi. 55 mặc bộ này cũng cọc. Nên là em xin phép tặng tất tay cho các chị mấy còn hai bộ 99.000. Lên cho em là tím 99 nhá. Cân nặng này, bộ này này, bộ size M này làm cho em này. 45 cân đến tầm 49 cân đẹp. Hoài còn đấy không? Hoài vừa bộ này ấy. Em xin phép là tặng tất tay bộ này nhá, vì bộ này em chỉ chốt đến 1m53 thôi. Nhá, mọi người nghe rõ, em chốt 1m53. Ấn cho em ạ. Chị Vũ Thảo bao nhiêu cân nên cân nặng vì bộ này có size. Em nhận mã này là 45 cân đến 55 cân. Nhưng các chị lên size để em biết là các chị đang mặc size nào. Nó có M và L nhá. Rồi chị Vũ Thảo lên cho em ạ. Rồi các chị ơi, tím kèm cân nặng thì em biết em chia size cho. Không tím không biết là các chị chốt cân nặng như nào vì nó có size mà. Chị này tặng 99.000 thôi. Vì chốt được mấy cái bà bé bé thôi. Chị 47 cân, chị Vũ Thảo cho bộ này thôi. Chị Vũ Thảo cho bộ này 47 cân. Chị nào lên cân nặng trước em chia trước. Rồi, thế thì chị Nguyễn Hiền không chốt được bộ này 45 cân nữa rồi. Bộ này em bắt đầu nhận cân nặng các chị ơi. Tầm ít nhất phải 48 cân, 48, 49 cân đến 55 cân cơ. Size M em hết các chị ơi. Chị Vũ Thảo bộ kia 47 cân. Có đầy bộ, chờ chị tí để chị đầy. Rồi em còn một bộ size L nữa, 48, 49 cân hất lên đến cơ khoảng tầm 55 cân thì các bác sẽ vừa. Chị ở đây tím lên tím nha. Đẹp lắm. Nhá. Lấy tím lên tím. Mỗi bộ thôi. Đã tính đúng không? Cá tính nhưng em bao nhiêu cân này em? Nguyễn Hiền này, đây à, Hiền Nguyễn này. Nếu mà em có 45 cân mà em có cao 1m49, thế thì mấy hôm nọ em không xem nai của chị. Rồi, đây thì chị còn sót cái bộ này. Tấn này ghi mã này mã lỗi rồi chị. Bộ lỗi, bục tay. Ừ. Đây nha, em vào mã này cho chị. Hôm nay chị tặng 120.000 này. Em có 45 cân em vào chị mã này. Mà em có 1m49, chị đảm bảo em nhận được cái bộ này về em không phải cắt gấu quần. Em mặc vừa luôn. Đây, lên cho chị mã 120 cốm. Đấy, cốm nhá. Và 120 cam. Cá tính đây. Hàng chen luôn ấy, cái này chị săn được sale. Nhá.
cam hoặc cốm. Nó là bộ mũ chất da cá hàng chuẩn đẹp luôn ấy. Bộ này bình thường phải là 200 mấy luôn. Tặng nốt 120, hôm nay nó bị hết rồi. Lấy cốm lên, cốm với cam cam. Ok chị Vũ Thảo. Mới mất điện thoại giờ mới vào được ý chị ạ, thế á. Sao mất? Thôi của đi thay người. Năm nay mất rồi sang năm làm lại. Đấy chị nào lấy tím lên xem là tím nhá, nhưng nhớ là bé. Có một bộ lỉ màu đen. Đây tí cháu thích mua đen, toàn đen lên. Cái điện thoại này bị dốc quá, các chị xem có thấy tức mắt. Mọi người xem like, mọi người thấy bị lóa hoặc là em kê điện thoại lắm lúc nó không được, em không để ý nó không được ngay ngắn lắm, thì mọi người nhắc em để em chỉnh cho mọi người xem cho đỡ tức mắt nhé. Chứ cái điện thoại bên này bị dốc quá, từ nãy các chị nhìn thấy em dốc dốc, mọi người cũng không thấy chị đâu kêu. Cam nhá chị, cam cho bạn Hiền Nguyễn. Đảm bảo quần không phải cắt gấu luôn. Lấy đơn chị gì chị ơi? Đơn của Phạm Hương ấy nhỉ? Đơn, à đơn Phạm Hương đã chồng rồi. Cam cho Hiền Nguyễn. Đây đây. Xem lại cốm cốm đẹp không ạ? Hôm nay chị hết rồi đấy. Đây mặc thử cho em cốm xem này. Bên em gì còn? Xem mời chị mùi lông chị có lấy không? Thiếu một cái ba phân màu be của bà ấy. Mời đưa luôn cho khách để khách xem màu đi. Em cầm luôn cái lông em mời chị, hoặc là be em cho chị sang cổ lọ. Be cổ lọ còn không? Ba phân thế em có lấy màu lâu không? Sao lại sót của em cái màu be ba phân nhỉ? Thế lấy màu cam hoặc màu lâu không? Không đẹp, không tính tiền. Vào nhanh mã cố. Chị thích thì lấy, không thích thì trả lại tiền chị. Em ơi, nếu em thích thì em lấy, không thì chị trả lại tiền em nhé. Cố mọi người ấn nhé. Đấy, bạn Hiền Nguyễn có lấy thì báo. Các chị ơi còn một bộ này không, anh tặng tất tay cho mọi người nhé. Chưa chị nào được mua bộ này với giá này đâu. Của chị đã có bao nhiêu luôn? Hả? Bạn này bạn đã chồng hết rồi. Bạn này bạn chồng hết rồi. Bạn này bạn ấy kiểu không phải người ở đây sao ấy. Em không hỏi kỹ nhưng bạn ấy mua hàng cũng phải cơ khoảng tầm từ lâu lâu đấy. Ừ bạn ấy cứ chốt đơn xong bạn ấy chuyển khoản thôi. Ok em. Rồi có chị nào chốt cốm này 40 cân đến 46 cân vào cho em mã cốm 1m50, 1m55 vào mã cốm, em tặng 120 ạ. Các chị ơi có một bộ đen nỉ. Có chị có đen len 3 phân rồi. Đây em kiểm tra đơn luôn cho chị này, hỏi anh chị đây. Chị Nguyễn Thủy Phương nhá. Đấy chị in comment đấy. Tấn kiểm tra nếu thiếu thì Tấn cho chia chị. Rồi các chị ơi có một bộ lỉ mỗn bộ thôi. Size S. S này nhưng mà S của nó không phải là 40 cân mặc được đâu. S này của nó S to. Chị là trong phân khúc nhá. 1m55 đến 1m62, 63 hãng chốt đơn. Em còn duy nhất một bộ lỉ này thôi. Em tặng cho các chị từ 4-5 cân đến cơ khoảng tầm 52 cân. 4-5 cân đến 52 cân vào mã cho em. Mã là đen 140. Tặng lốt 140.000. Hàng lỉ tàu nhé. Hàng mặc không đẹp, không thích em không tính tiền. Nhớ này, 4-5 cân đến 52 cân vào mã. 1m55 đến 1m62 chốt nhé. Lỉ nhá. Cái này là lỉ. Đẹp lắm. Mỗn bộ rồi. Nhớ là cao trên 1m55 mới vào được. Em tặng nốt 140.000. Em còn mỗi bộ màu size S, màu đen. Chị nào lấy báo cho em mà đen 140. Em làm đơn ạ. Ừ em thích cái cam mà chị làm cam. Chị nào lấy cốm thì lên cốm nhá. Tiếp tục nha mọi người.
nhiều quá. Còn đây. Đấy, em cứ like là cứ khoảng tầm hơn 3 tiếng, gần 4 tiếng là người bắt đầu ải ngoài. Em thấy bắt đầu có hiện tượng ải ngoài quá chị ạ. Tiếp tục nhé, có một bộ đá nữa. Mọi người lựa vì hôm nay cái gì cũng tặng rẻ. Mà nhất là em cân nhắc những cái mã nào mà nó còn 1-2 bộ là em sẽ xả cho mọi người rẻ nữa. Đá này, đá đây, đá của các chị đây. Chị là lấy đá lên đã. Rồi, chị Nguyễn Thủy Phương có len rồi nhá. Lỉ đen cho chị Phương Linh. Chị Phương Linh vừa bộ này luôn, chị Phương Linh ở đẹp. Còn mỗi bộ em bắn nốt ấy. Bộ đấy không đẹp làm sao chị không phải săn like của nhà em nữa luôn. Chị Phương Linh em này, chị dồn nhá, 140.000 tính cho chị bộ này. Tiếp tục. Có một bộ đá hàng chuẩn tàu, màu đen, chất da cá. Em có bộ này size M. Việt lâng mông luôn, chất bộ này phê lắm, em phải dùng một từ phê. Nếu mà để kiếm được những cái bộ chất lượng này mà phân khúc mà em like cho mọi người mấy mức giá tiền này thì em nói thật với các chị là hiếm nhé. Hiếm mà đâu có. Ok, chị Nguyễn Thủy Phương, thứ ba chị lấy này, ghim luôn. Chị Thùy Lanh Phạm, săn like nhiều quá thành hiện đấy. Ờ, có nhiều chị bảo với chị là nhá, lắm lúc ấy, ngày nào tao cũng mua ở mày, tao bị mua đủ rồi. Nhưng mà không hiểu làm sao, cứ đến giờ mày like tao lại phải ngó một tí xem là mày like cái gì. Xong tao nói tao không mua rồi, thế hay tao lại ấn. Các chị ơi, kể ra là em lại thành con tội các chị ạ. Nhưng mà thực sự mọi người săn like của em mọi người quá hời, tiết kiệm được quá nhiều tiền luôn. Vì em tặng cho mọi người toàn mức giá không đâu có. Rồi các chị ơi, bộ này hôm nay em cũng xin phép tặng lốt cả nhà mình 140.000 và giá này không bao giờ em bán nhé. Chưa bao giờ. Hôm nay hình như còn mỗi bộ đen đá này thôi. Một bộ hay hai bộ em biết, cùng lắm đến hai bộ thôi. Bộ này sẽ là bộ size M. Còn quần bò 60-62 các chị ơi, chị Đoàn Nhà đây. Nhưng mà chị hỏi quần bò bó à? Nhưng mà cao mét mấy? Cho em xin chiều cao. Các chị ơi, bộ này nhá, 1m52 chốt đến 1m58 là đẹp. 1m60 hơi bị cọc một tí. Bộ này làm cho em cân nặng cơ khoảng từ tầm 44 cân đến cơ khoảng tầm 49 cân đẹp mọi người nhá. 44 đến 49 cân. Vào mã cho em là đen đá tặng lốt mọi người. 140.000 chất da cá, hàng không đẹp không tính tiền. Bộ này em có một bộ quay máy thoải mái luôn. Không bao giờ bay dão phù nhá. Chất đẹp. Bộ này rất là đanh luôn. Ấn cho em sẽ là đen đá size M mọi người nhá. Đen đá. Chị ơi, đen đá lên đen đá muỗn bộ rồi. 158. Chị Đoàn Nhà nên nhắn tin cho em mai em gửi ảnh cho. Giờ này không biết là quần bò đắp đâu rồi, chưa tìm được chị ạ. Giờ này không biết là quần bò đắp đâu luôn đó. Chị ơi, đen đá lên đen đá nhá. Và em có một bộ đen như này nữa này. Bộ đen mũ. Cũng là chất da cá. Chị là mua dọc đen thì quá sướng rồi này. Đen mũ nhá, size L. Size L nhưng mà cái form của nó không to lắm đâu mọi người ơi. Làm cho em bộ này từ 50 cân đến 55 cân thôi. Và chiều cao bộ này là 1m50 đến 1m55 nhá. Ấn cho em là bộ đen N. Em cũng tặng luôn mọi người trong color này cho nhanh nhá. Là 140.000. Còn có chị Vũ Thảo ơi, cái ảnh em đã đăng đấy, chị Vũ Thảo có lấy thì báo em. 47 cân là 1m50 là nhà em làm size M nhá. Tí em cho vào đơn. Chứ giờ này em không biết là mẫu để đâu luôn. Rồi chị nào lấy bộ này ấn cho em là đen mũ 140 size L. Làm cho em từ 50 cân đến 55 cân. Nhưng nhớ chiều cao này 1m50, 1m55 thôi. Cũng là chất da cá, hàng bao đẹp. Đen M các chị ấn. Mũ M. À đen N chứ, quên, sorry. Đen N các chị ấn. Bộ em đang mặc là size M. Làm từ 44 cân đến 49 cân. Bộ đen em cầm tay làm từ 50 cân đến 55 cân nhá. Em tặng luôn mọi người đấy. Đây nhá chị Vũ Thảo, để Phú Pháp tí chị tìm quần bò chị Vũ Thảo. Đó. Đen đá chị Lê Bùi một bộ. Cái bộ này không đẹp không tính tiền, chất nhận về tay sướng. Không nghĩ 140.000. Ngày hôm nay lại mua được cái bộ đẹp thế đâu. Em hết rồi em tặng lốt cũng chẳng gọi là kỳ kèo các chị em gì nữa, tặng lỗi cũng chơi. Cho nó gọn hàng. Chị Lê Bùi bây giờ mới có đơn đấy chạy.
À có rồi, chị có đơn cần chip. Chị lấy mũ này lựa này. Chất đanh lắm, sướng. Ôi dồi ôi, bộ này 47-48 cân đã mặc rồi nhé. Size L nhưng phân khúc của nó hàng vừa. Bộ này em có một bộ size M đấy các chị ơi. Phần khách mà cái bà gì bà cậu bái lấy mà bà chọn thêm mà chưa đấy trả lời nên là thôi em cứ bán luôn cho mọi người. Bộ này em có M và L đi. Chị nào bộ là đi cốt mà hôm qua chị nhắn tin bộ là chọn ba bộ bà thêm bộ kia nữa mà không để bà trả lời bán luôn đi. 1m55 đến 1m50, 1m55 thôi. Đen lên này nó hơi loá tí. Rồi bộ này em nhận cân nặng cơ khoảng từ tầm 42-43 cân đến cơ khoảng tầm 52 cân các chị ơi. Sorry mọi người, bộ này không nhận đến 55 cân nữa vì mặc vào người thấy nó khít khít người này rồi. Rồi các chị ơi, bộ này em nhận cân nặng từ 42 đến 52 cân mọi người nhá. 42 cân đến 52 cân lên cho em sẽ là mũ đen kèm cân nặng. Em chốt cho mọi người vì em có hai size M và L mọi người nhá. Tặng lớp mọi người là 140.000 đó. Chất da cá hàng bao đẹp luôn ấy. Đấy, bạn nào nhỉ? Bạn nào mà vừa hỏi có mua bộ có thích bộ kia của cá tính ấy, bạn Hiền Nguyễn có thể vào mã này được. Đó, đẹp lắm. Có áo khoác lữ dáng dài không hạnh chị Phạm Nguyệt, áo phao á. Mình lấy tân tiến thứ 3 không phải gọi em cảm ơn chị Hoa trà trong gió. Áo phao mà dáng dài em không có chị ạ. Em ngại là mấy cái mã dáng dài lắm vì nó khó mặc. Tôi có một cái mã này em tặng cho các chị tình hữu. Bộ này các chị mà nhận được chất thì đẹp lắm đấy các chị ạ. Bộ này mà 140 mọi người chưa mua được này em cảm thấy hơi buồn tí đấy. Vì cái bộ này chất của nó đẹp lắm. Đành lắm, con này 5 năm quay máy không tí vết. Sao chất un mỉ. Một bộ đen kéo khóa thể thao nha. Dọc đen này chất ủng. Chắc like lốt mã này bộ nữa các chị nhé. Có chị nào muốn nhu cầu mua bộ to hơn thì mình báo em ạ. Các chị muốn đang săn bộ nhu cầu cân nặng như thế nào mọi người báo là em phát để em lên bộ. Không em chuyển mã cho mọi người vì 4:30 rồi. Đó. Đẹp quá mọi người. Đen mũ này. Tặng mã này tỉnh ngủ đi. Cóc gì? À cóc nằm xuống á. Nhà mình ngay đồng ngay ruộng. Hả? Đồng ngay ruộng nhưng mà bắt nào sao là cóc phải tội. Thế khổ thân. Hồi xưa bố chị toàn bắt cóc xong rồi là chặt đùi ấy, mấy món đùi ấy. Không à, áo lên nam ừ, em lên lên nam cho mọi người. Rồi các chị ơi, cuối like cho em một xíu nha. Em sẽ dành nguyên nửa tiếng cuối like để phục vụ chị em. Mình thích mã nào em lên mã đấy. Những mã em lên được mọi người nha. Em không hứa là lên được tất cả nhưng em sẽ cố gắng. Chị là cần mua gì là em sẽ là cố gắng like lốt mã bộ này nhá. Rồi các chị ơi, bộ này đây là chỉ thừa không vấn đề mọi người nhá. Em tặng cho mọi người này 4-5 cân. Nó có 2 size M và L. Đến 5-5 cân thôi. Bộ này size L đến 55 cân thôi mọi người. Chiều cao làm cho em 1m50, 1m55 thôi. Tặng cho các chị bộ này là 99.000. Tặng tất tay cuối. Mã này mã bộ cuối cùng phục vụ chị em mình rồi. Theo này, ok cho mọi người. Bộ thì em vẫn còn, em sẽ phép phục vụ mọi người bộ ở đây thôi. Mọi người nhá. Ok, chỉ là săn bộ thì hôm sau, sao em săn tiếp.
Hôm nay có một mã này, em cắt mã bộ tặng cho mọi người 99. Lên cho em sẽ là đen 99 kèm với lại cân nặng của chị nhà em chốt. Con này sẽ là hàng ôn mì luôn mọi người nhá. Mặc nó sẽ rất là sướng, hơn hàng cốt tông rất là nhiều. Không phải cốt tông, em nhấn mạnh một lần nữa. Hàng ôn mì dày dặn và chất của nó đanh. Chị ơi lấy bộ này lên cho em mã là đen 99 kèm cân nặng. Em nhận từ 45 cân đến 55 cân. Mọi người bấm ạ. Áo len đúng không? Có len nam. Bộ mũ size M hạnh nhé. Chị Hà Tuti. Hà Tuti bộ mũ size M. Cái bộ mũ đen vừa lấy ở Hà ấy. Đúng không? Ờ. Cái bộ đấy đẹp. Để tôi làm cho bộ đây. Rồi cái bộ của bạn Hà Tuti này dự bị đơn để tí chị tìm size M cho bạn ấy. Bộ chị mặc là chị làm. Rồi dự bị đơn. Cái bộ vừa chị mặc là size L cơ. Bộ đen cho chị Hoa Quỳnh 55 cân. Em làm sao này các chị ấy? Nhớ là 1m50, 1m55 các chị nhé. 99.000 thôi đấy. Có đơn rồi. Dễ mặc. Quần như này nha các chị ơi, 99.000 mua đi. Không mua mua gì nữa các chị ơi. Còn vài bộ em tặng lốt mọi người đấy. Chữ theo nhá, đẹp. Vừa đẹp. Chị Suka Hậu. Các chị ơi, các chị đang ngủ gật à? 99.000. Em đọc lại một lần nữa, sẽ là em tặng mọi người 99.000. Mã này khu không thu hồi được tiền vốn, hoàn toàn là lỗ nhá. Chất của em chạy cho mọi người sẽ là hàng ôn mì. Nhưng nhớ này, 1m50, 1m55 thì mọi người không làm được hơn mọi người nhá. Và nó có hai size M và L, hàng có size nhá. Em nhận cân nặng từ 45 cân đến 55 cân. Vào mã cho em sẽ là 99 mọi người nhá, kèm cân nặng. Ok chưa? Đen 99 kèm cân nặng em nhận đơn. Đẹp, các em không vừa thôi. Len nữ. Len nữ với len nam thì chị có, chị đang len nam bây giờ. Anh đâu nhỉ? Anh cho thằng Quy chơi sao nhỉ? Em cho len nam cho các chị nhá. Rồi em lấy. Cho em size M. Và chị Suka Hậu để đây tí chị lấy cho chị bộ như của chị ăn mặc. Rồi chị Suka Hậu bây giờ mới qua đơn ra. Đúng rồi. Chị vừa ấn tượng. Được, Hà Tuti mặc được bộ size M ấy. Đây. Là bộ này, mặc lanh quanh ở nhà cũng sướng lắm ạ. À. Có lấy thì báo tôi. Size M là mặc được. Size M là size bé. Đây các chị ơi, len lam đây. Em thề luôn, đây là em đang cầm mà xem nào. Đôi này 46 con len mà lặng trịch luôn. Đó là hàng tàu nhá. À chị Su có Hậu, chị có được một đơn áo rồi đấy. Cứ để đơn đi tí em dồn cho. Ok chị. À, các chị ơi. Được, được, được. Hà Tuti được, mặc được xem mà. Cái bộ vừa lấy cho ra cá. Đây mọi người ơi, chị lấy len lam nhá thì gộp đơn mua cho chồng. Bà nào lâu lâu rồi không nói yêu chồng thì thể hiện bằng tình cảm các chị nhá, thể hiện tình cảm bằng hành động đi. Ok chưa? Không nói được yêu chồng lâu lâu rồi thì bây giờ mình mua cái áo tặng chồng, thể hiện bằng hành động thử tí xem tình cảm có đi lên không. Len gì vậy chị Hạnh? Nguyễn Thị Hạnh ơi, len này sẽ là len chuẩn tàu, hàng len lông. Nếu để mà nói có đẹp không thì em xin phép mọi người, em dám vỗ ngực một câu rằng nó đẹp dã man luôn. Chị nào đã săn được len lam bên nhà em rồi thì sẽ biết. Không phải tự nhiên em đang làm hàng lữ em lại cứ đi nhảy lung tung làm hàng lam này đâu các chị ơi. Những mã nào lam thực sự chất lượng nhà em mới làm mọi người nhá. Mà nhất là những cái mã len như này. Con len này thì em tư vấn cho mọi người này này. Chị nào có con trai lớn mua cho con trai mặc được rồi. Chị nào có chồng mua cho chồng nhá. Chị nào không có chồng, chưa có chồng thì mua tặng người yêu. Thoải mái chưa? Chị nào mà có bố cũng mua tặng bố được rồi các chị nhá. Hoàn toàn những mã như này các chị có thể phục vụ được hết nhu cầu mọi người mua tặng, mua cho, mua biếu. Ok chưa mọi người ơi? Mà em bán cho mọi người có 129.000 thôi. Chất len em phải nhấn mạnh lại một lần nữa, nó rất là dày mọi người nhá. Và hàng len nông này thì sẽ là một cái mã len mà chất lượng gọi là ok nhất. Vì nếu mọi người mua len dệt lâu ngày nó sẽ bị bay rão xù, nhưng riêng con len nông này sẽ hoàn toàn không xù. Ok cho mọi người, chất rất dày nhá. Đây ạ, à, các chị vào mã nghe em tư vấn này. Chồng chị nào cân nặng
cơ khoảng từ tầm 57 58 cân thì vào hết cho em mã cổ tròn nhá. 57 58 cân, 55 cân hỏi có mặc được không? Xác định là cũng mặc được. Nhưng nếu để vừa thì 57 58 cân sẽ vừa hơn, 55 cân thì gọi là mặc cũng được vì đó là form thượng và nó có giãn. Chốt cho em đến cơ khoảng tầm 72 cân vừa. Và những cái mã này chốt cho em đẹp nhất, em gọi nói một từ là đẹp. 1m62, 1m63 đến 1m72, 1m75 vẫn vừa các chị nhá. Vào cho em mã này sẽ là len lam 1. Mã này là mã dài này, chốt đến 1m75 cũng được. Đó, len lam 1, 129 ạ. Chị ơi còn len khác không? Không. Ôi các chị ơi, em chỉ like mã này, chị nào vào được thì vào. Em làm một mã này nó quá nhiều mẫu cho khách lựa chọn này, tầm này đang rét chết bà luôn, mặc len khác nó mỏng tèo tèo luôn đó. Đó, len khác nhà em đã từng làm rồi, nhưng giờ này em không chạy len mỏng hơn nữa, chỉ chạy len dày vì rét lắm và chạy theo đợt các chị nhá. Chị nào lấy mã này lên cho em sẽ là len 2. Đó, con này có thể mua tặng bố nữa luôn này, vì có là tông màu vừa, tối, đẹp. Rồi, ok chưa? Lên cho em sẽ là len 2. Con đấy cũng chốt cho em 1m75 được đấy. Đẹp xuất sắc. Ok, chị Yến Mão mua cho chồng rồi. Đúng không? Đẹp lắm chị Yến Mão ơi. Tiếp tục nào. Len này mọi người, nó sẽ là con len 1 này. Len 1 chọn màu giúp em, nó có 2 con nhé, sorry mọi người. Len 1, len lam 1 có màu xanh. Len lam 1 có màu ghi. Đấy các chị chọn màu nhé, con 1 thì nó có 2 con. Cái này thì mấy ngày hôm nay khách đã mua rất là nhiều rồi nhá. Mọi người mà chưa mua được thì cố gắng vào mã giúp em ạ. 1, 2, rồi 3 các chị nhỉ. Rồi len lam 3. Ôi ôi mấy con này đẹp lắm. Tầm này con em chị ba ngày rồi, ok chị Yên Mão đẹp lắm mà có 130.000 thôi. Tầm này em đang tặng mọi người, em mua được mức giá này chồng mang đi cho thằng cu đi chơi bên ngoài không, em bổ gọi ông ấy mặc mẫu ngay, đẹp ơi đẹp luôn. Mã này lên cho em là len 53 nhá, len 53. Tiếp tục anh nào này cao có khoảng 1m60 đến 1m67 68 thì vào mã này cho em, mã này nó nhỏ hơn tí và con này chỉ nhận cho em đến cơ khoảng tầm 67 68 cân thì đẹp. Lên cho em mã này sẽ là len lam 5 nhá. Rồi, mã này lên cho em là len 56. Cần tư vấn thêm mã nào mọi người báo em ạ. 5 và 3. Chị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh là lấy len 5 và len 3 đúng không? 5 và 3 cho chị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh. Đơn này để tí đóng sau. Cổ chị ơi, bộ đen chị mặc mét 6 cộng, mét 6 mặc bộ của chị đang mặc là cộng. Len 53. Không, gạch đi. Cho chị lấy len 53. Bao nhiêu? 129 chị Nguyễn Đại ơi. Đẹp lắm. Bên trong này dày dặn đanh dã man luôn. Nó ấm, cái quan trọng là thời tiết này cứ phải mặc con này. Ấm lắm. Mã phải lấy nhá, sẽ là 5. Vã này là 4 nhá, sorry mọi người 4. Con này là 5. Cần tư vấn mã nào thêm báo em ạ. Ấn cho em mã này sẽ là len 3. Len 1 kèm màu, len 1 xanh và len 1 ghi. Và con này sẽ là len 52 nha mọi người. Em còn xíu xíu nữa, chị nào chưa vào được mã thì cần em tư vấn thì mọi người báo em nhá. Ơi chị bị chị Yến Mã, ông Minh ông ấy đi ra ngoài thì em mới hỏi. Hôm nay bọn chị họp lớp à? Thế là hôm qua chồng em mới bảo với em là sao mai lớp mình chả họp lớp, họp liếc gì nhỉ? Họp lớp. Thế mà ông ấy không biết, ông biết là ông cũng sớn sát cũng trốn đi ngay ấy chị Yến Mã ạ. Em 3 và 4 nhé chị. Ok Thùy Linh Phạm. Rồi đơn lên nam chờ tí đóng sau nhé. Chị nói lên nam cần em hỗ trợ tư vấn thì mọi người báo em. Hoặc là em có một cái mã này nữa thì giờ này sale cho mọi người này. Cái con chữ C anh bắt đầu nhỉ. Em khoác xem trên khoác trên đó. Len 1 xanh cao rồi. Chị xinh bé đẹp. Chị xinh bé len 1 xanh vừa đẹp với chiều cao cân nặng chị cho em. Đây con này em tặng cho mọi người. Mã này anh nào vừa vừa người đấy. 52 53 cân. Đến khoảng tầm 67 68 cân nhá. Thì vào mã này giúp em. Tấn đây. Chị Thanh Hằng. Bộ em đang mặc bao nhiêu chị Trần Hằng ấy? Bộ em đang mặc là 99, em tặng 99, em nhận cân nặng từ 45 cân đến 55 cân. Nhưng chiều cao của bộ này chị ơi chỉ là 1m50 đến 1m55 thôi chị Thanh Hằng nhá. À chị Trần Hằng nhá. 1m50 1m55 rồi. Đây các chị ơi. Con này ạ, chất của nó là len dẹt. Cái này là cũng là hàng chuẩn tàu, đẹp lắm. Tất cả các chữ đằng trước này, nó sẽ là theo. Em tặng nhanh cho mọi người mã này 99 thì mã này em hết màu rồi. Nhưng con này này, form chỉ chốt được cái cơ khoảng tầm 68, 67 cân thôi. Ok chưa?
Và chiều cao tối đa của mã này là 1m70, 52-53 cân đến 67-68 cân. Chiều cao chạm mốc 1m70. Chốt con này, ấn cho em là ghi 99 em tặng các chị. 99.000 đi cho nhanh, hết rồi. Hết màu rồi, muốn ghi rồi, tặng luôn các chị 99.000 nhá. Đẹp lắm. Em dám tự tin khẳng định rằng đẹp dã man luôn đấy mọi người ơi. Ghi 99 các chị ấn. Chồng chị là bé bé 1m6 mấy đấy, lấy con này. Đẹp. Ghi 99. Bà ngoại không ấy? Bà ngoại không thấy sang như thế nào nhỉ? Ghi 99. Để em xem có còn cái gì hôm nay mọi người. Hôm nay mắt xem vẫn tốt quá. Ghi 99. Ừ, Thùy Linh Phạm lấy thêm con này nữa mà mặc cho chồng. Đẹp. Chồng có tiền mua áo không chị? Chồng mình có tiền mua áo không? Chắc chắn là nếu mà bà nào mà thu hết tiền của chồng thì chồng không có tiền mua áo. Còn đâu hầu như là chồng vẫn có tiền. Để mà nói là mua một con ghi 99 này cho chồng thì chồng cũng mua được. Nhưng vấn đề là mình mua đi, mình mua mình tặng chồng mình. Ui dồi ôi, Tết này vớ vẩn được chồng lì xì lại to luôn đó các chị ơi. Đẹp lắm, 99.000 nhưng nhớ là mua đừng bỏ mua 99 nhé. Em mua cho anh cái áo này 300. Tin xoáy cổ luôn vì chất lượng nhận được nó đẹp hơn mong muốn luôn. Thực sự mọi người vì em hết màu rồi. Và cũng là gọi là sắp là hết năm rồi nhá. Sắp sửa Tết Nguyên Đán rồi. Thì tặng lốt cho mọi người cho nó hết hàng rồi đấy. Chứ bán con ghi 99 này không. Ghi 99 cho chị Nguyễn Tân. Ra đơn chưa? Má để đóng sau, tiếp tục. Có chị nào cần xem mẫu len nào thì báo là em nhá. Tặng cái gì nữa bây giờ nhỉ? Còn quần nỉ mèo không em? Chị Nguyễn Thủy Phương, quần nỉ mèo thì chị lên cân nặng để em nữa em làm. Tại vì quần nỉ mèo nhà em bây giờ nó bị lẻ size. Chị Nguyễn Thủy Phương ơi, một mét năm tám không vừa bộ này chị Trần Hằng ơi. Chị Trần Hằng, 1m58 không vừa bộ này. 1m58 không vừa. Bộ này không nám 1m58. À, Thùy Linh Phạm một sướng quá, lại tặng cho đứa lửa bỏ sư. Hề chết nhở. Sợ lắm. Được cả đôi lọc. Áo khoác trên đầu á. Các chị có mua được áo khoác trên đầu rồi. Lên mã áo khoác trên đầu chấm phát. Bao nhiêu chị ở đây muốn săn cái mã áo khoác trên đầu của em một dàn này chấm nhèm phát. Vì em nói thật với mọi người là cái mã này em được kho tặng không có nhiều. Đâu đó đến cái mã này có được 40 con thôi không đúng không? Hình như được có 30 con tất cả các mã thôi. Chấm đi ạ. Chị được không 50 cân chị à? Rồi các chị ơi, săn mã áo khoác trên đầu chấm nhèm phát vì em được kho tặng cái mã này nên em bán tặng cho mọi người giá kỷ niệm luôn ấy. Nhưng mà nó không có nhiều nên là em cứ câu kéo cho mọi người xem là lúc nào các chị cần lên thì em lên nhá. Rồi các chị ơi, săn mã áo khoác trên đầu chấm phát ạ. Chị Trần Hằng lên 50 cân nhưng mà bộ này chị 50 cân rồi. Chị Nguyễn Thủy Phương này, in đơn này. Rồi, chị Nguyễn Thủy Phương in đơn ghi 50 cân, tí chị tìm sai nếu còn em cho vào đơn ạ. Muốn thấy bạn Ánh Nguyệt chấm. Muốn thấy bạn Ánh Nguyệt chấm. Nhưng mà đây chị lấy áo gì? Em ghi là quần nỉ mèo. Trước chị mua size L chị Nguyễn Thủy Phương. Ừ, 50 cân này em làm size L đấy. Tí em tìm nếu còn em cho vào đơn chị nhá. Em cũng chưa hứa được vì cái này em phải xem hàng xem còn không ấy. Còn em cho bác vào đơn bác luôn. Đây lên thử mấy con thì bác sĩ có chốt không nhỉ? Rồi rất tắt. Chị Trần Hằng không, bộ này chỉ 1m55 thôi. Cái chân váy của em đâu anh? À đây. Khoác đây, em lên khoác đây. Nhưng các chị chờ em tí nhá, 30 giây thôi. Em đi vệ sinh cái. Em bí quá rồi các chị ơi, chờ em tí em lên khoác cho.
Ôi các chị ơi, phải dùng một từ là sung sướng với cuộc đời các chị ạ. Em bí từ lẫy giờ mà em không có dám nói. Sao nào? Có quần lam dài có, chị có bộ lý đây. À chị có quần lý đây. Rồi, anh ơi. Thế nào? Con này anh xem được bao nhiêu con? Trời. Con này đó, con nhung, pha lông. Con đấy con 4 con. 4 con đấy à? 5 con. 5 con. Cái này chị đậm đậm người ấy chốt đấy, bé bé nhà em mà đừng chốt mã này nhá. Bé bé nhà em tí chốt mấy con bomber trên kia. Rồi. Like xong mã này là rụp các chị nhá. Like xong mã này là em xin phép là té. Đấy, vì chồng em đã hứa là hôm nay like xong là cho đi chơi. Đấy, bây giờ này nói chung là vợ cũng giải quyết được khối hàng hóa ngày hôm nay rồi chồng ạ. Rồi, mai các chị cố gắng nhá, nghe điện thoại chốt mọi người nhá. Mai cố gắng nghe điện thoại chốt, em chốt luôn trong một buổi sáng các chị nhá. Và mọi người nhớ cho em ạ. Ngày mai chị nào xem lại like các chị nhá thì vẫn cứ chụp ảnh nhắn tin qua cho em đóng đơn nhận đơn cho mọi người ngày mai. Ngày mai nhà em nghỉ nha mọi người, ngày mai bên Tân Tiến cũng nghỉ không trả đơn đâu mọi người ạ. Chẳng dễ các chị nếu mà rảnh thì cứ qua nhà em, vẫn ở nhà thì em vẫn trả đơn. Đó, còn đâu Tân Tiến ngày mai là hoàn toàn không mở cửa các chị nhá. Đến thứ ba thì em mới trả đơn lại bình thường ạ. Lốt mã này. Hết cái dàn áo trên này là em xin phép dụp tắt like đi chơi các chị nhá. Chị nào mà chị ơi đổi cho em bộ đen kéo khóa nào. Bộ đen 99 kia em mặc bị cọc. Hoa Quỳnh bỏ đen bộ đơn 99 kia nhá. Bộ lam có chị ơi. Sang tuần sẽ like bộ lam cho mọi người nhá. Hôm nay không kịp like bộ lam rồi các chị ơi. Chị ơi tổng đơn qua mét cho em. Ừ tối chị tổng cho. À mà tối đi chơi mai. Mai chị tổng cho. Vì là hôm nay tổng chưa đi đơn được cầm hạ. Bên giao hàng tiết kiệm nghỉ mà. Chắc phải mùng 3 nó mới hoạt động lại. Sáng mai vâng. Các chị ơi chàng dọa mọi người vẫn coi bình thường. Mai em vẫn ở nhà nhá. Ôi mai nhà em vẫn ở nhà. Đó, đẹp chưa? Kỷ niệm các bác nhá. Rồi, các chị ơi 40 cân như em thì mặc vẫn được, nó vẫn yêu yêu như này. Đến 60 cân vừa. 1m50, 1m60 mọi người quan sát chất liệu cho em, nó là nhung. Pha bên trên như này. Tặng trong cái like này tất tay giá không bao giờ có. Em chỉ có 5 suất dành cho 5 chị may mắn nhất. Mọi người nhá. 5 suất dành cho 5 chị may mắn nhất. Em xem lại bộ đen khóa sáng mai. Cái gì em xem lại bộ đen khóa nào? Bộ đen khóa vừa chị gửi ra, chờ chị tí nhá. Nào, bấm nhanh, trắng gấu, tặng cho mọi người mức giá siêu sốc nhá. Kỷ niệm quà ngày hôm nay đây, dành tặng cuối cùng với quà cho mọi người 99.000 nhá. Ấn cho em sẽ là gấu là được, ấn cho em là gấu 99 nhá các chị ơi. Em tặng mọi người 99.000 một cái phác nhung này. Cái này em được kho tặng nha mọi người. Cái này em được kho tặng nên em tặng cho mọi người 99.000 đấy. Chứ bình thường không có giá này đâu mọi người, gấu 99 ạ. Nên nhanh cho em khoác gấu 99, có 5 suất đấy ạ. Khoác gấu 99 cho chị Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh. Khoác gấu 99 cho chị Lê Bùi. Nhanh tay em còn 3 suất nữa. Khoác gấu 99 cho chị Ánh Nguyệt. Em còn 2 suất nữa. Khoác gấu 99 đẹp lắm. Xinh. Nói chung em tặng 99.000 mọi người xứng đáng rồi. Đẹp. Vì em được tặng nhé. 99. Mọi người lên mã cho em là khoác gấu 99. Xem lại bộ khóa đen. Là cái bộ khóa đen vừa mặc đúng không? Cho chị xin lại bộ khóa đen vừa lấy phát. Em mặc lấy giờ mà. Mặc lấy giờ mà. Đó. Mã này mà không xinh nữa thì không mã nào xinh nữa các chị ơi. Đây em bộ đen này cũng tặng 99 này. Toàn mức giá tất tay thôi. Em kéo em phát. Cái này nó nhiều chị thừa và chị thừa. Khoác gấu chị Cathy một con. Rồi còn một suất cuối cùng trên người đông mà. Cái này nhá rút này. Đó ok chưa. Mặc chân váy xinh hết sảy luôn. 99.000 tặng đấy. Một con duy nhất nữa. Xin chưa, nó yêu chưa? Yêu luôn đi chứ còn gì nữa. Nào bà nào không yêu nữa thì thôi này. Chị Huyền Nguyễn ơi, đẹp. Nhưng mà vấn đề là em tư vấn lại cái bộ đấy nhá. 45 cân đến 55 cân. 45 cân đến 55 cân. Nhưng chiều cao chỉ 1m50, 1m55 đấy chị nhá. Lấy thì báo em. Vì nó có sai nhá. Phải lên cân nặng để em chia sai. Vừa. Chị có 40 cân này này. Nó dễ mặc lắm. Còn đúng một con thôi. 45 cân cũng đẹp. 1m50 cũng được. 1m60 cũng được. Nó dễ mặc.
Đấy em còn đúng thừa một suất gấu ấy, chị đâu lấy em tặng luôn. 99. Đâu mà đòi. Sang dàn nhung. Một con bomber nhung này hỏi rằng các chị mua bao nhiêu tiền. Cho em con đó cho bạn Hiền Nguyễn nó con đấy. Bọc vào túi cho bạn nhé, vì nó màu trắng. Nhưng em phải tư vấn mã này trước này. Chị nào đồng ý hãng chốt nhá. Nó không có lỗi lầm gì cả. Nhưng vấn đề là em sẽ sâu sản phẩm rõ ràng để cho các chị chốt đỡ lăn tăn. Mọi người nhìn thấy lót bên trong không? Con này rất đẹp. Đó, lót gió bên trong màu đen nha mọi người nhá. Đó. Cái tay bên ngoài của nó sẽ là nhung trắng. Mã này chắc nhà sản xuất người ta cũng nghĩ chán rồi. Đen thì phí mới trắng các chị nhá. Nhưng cái tay nó lót đen lên nhìn bên ngoài nó sẽ là trắng trắng đen đen như này một tí mọi người nhá. Nó hoàn toàn không phải là bẩn hay có vấn đề gì cả. Mà quan trọng là bên trong nó là lót đen, bên ngoài nhung của nó là nhung trắng, lên nhìn của nó sẽ là màu như kiểu là đen đen trắng trắng như này mọi người nhá. Ok chưa? Nó cũng không vấn đề gì cả. Đẹp. Vấn đề ở đây là mọi người em phải sâu rõ cái mã của nó như thế mọi người nhá. Chứ không phải đến lúc mọi người lại bảo là tại sao tại như thế mọi người nhá. Tại vì cái lót bên trong của nó màu đen. Ok chưa? Rồi nhung nhá. 40 cân lên cơ khoảng tầm, nếu để đóng được cúc, em nói luôn, nếu để đóng một cúc thì chị chốt cho em đến cơ khoảng tầm 57-58 cân nhá. 60 cân thì xác định từ từ đã ạ. Nếu 60 cân phải cao 1m6 thì mọi người sẽ vừa đóng được cúc. Còn đâu nếu dưới 1m6 mà nặng đến 60 cân là không đóng được cúc. Mã này em cũng xin phép kỷ niệm nhanh mọi người. Giá em được tặng nha mọi người ơi. Bình thường một con khóc gọi là chất nhung kia cũng phải người ta bán 178 rồi. Đây là hàng nhung, nhung mịn luôn ấy. Tay cũng là nhung luôn. Tặng cho các chị 99.000. 1m50, 1m60 vẫn vừa. Ấn cho em mã này là nhung kèm màu. Em tặng 99 ạ. Nhung em có đen và nhung em có lâu. Hình như lâu này có lâu mới đen, chẳng chỉ có mấy con thôi. Rồi chị nào lấy nhung đen lên nhung đen, chị nào lấy nhung lâu lên nhung lâu. Bomber nhung nhá, để mà giờ này dáng vừa vặn này ở kho hàng em hoàn toàn hết ạ. Mã này em cam kết là đẹp nhá. Ok chưa ạ? Bomber nhung 99 này. Cho chị Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh. Rồi, nhung bấm giúp em ạ. Nhung đen cho chị cái gì? Chị Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh ơi, chị lấy màu gì đấy? Em có hai màu, đen và lâu. Đen cho chị Diệp Tâm Chi một con, rồi. Nhanh chóng mọi người, tôi này không có nhiều ạ. Chị Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh lấy màu đen hay lấy màu lâu báo em ạ. Đây là màu đen ạ. Đen pha trắng nhá. Nhung dày dặn đẹp lắm. Cuối vụ cái dọc cúc mọi người nhìn đã thấy sướng cơ. 99 rồi đấy. Nhung đen là chị Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh, em bổ sung cú pháp chị là đen nhé. Chị in nữa, chị ấy nhung đen hay nhung đen, ăn mặc thử nhung lâu cho mọi người chốt nhé. Uống không mà cứ uống đâu nè. Hồ nhung ôm sướng luôn. Mồm là ngoại rồi em sụp dưới cái gì cái mà nó đẹp đẹp uống đâu lâu rồi các chị này. Đây đẹp chưa? Nhung lâu anh ơi, con này bị xoắn tay rồi, con này bị xoắn tay mọi người, con này em phải sửa vì nó bị xoắn tay. Nhung lâu còn không? Đây sang nhung lâu con này, con này để sửa. Rồi chị nào mà nhỏ nhỏ người tím lên cho con da lộn kia, còn mã da lộn cho là hết rồi các chị ơi, vì nó không có nhiều nên em mới không muốn lên từ lúc đầu. Mà cái con này em bomber thì em cũng hết đấy. Chờ em tím khám xa. Không á. Rồi lấy nhung lâu nhân nhung lâu của em ạ. 99.000. Con này mà mặc với chân váy kiểu màu đen sẽ đẹp hơn đấy các chị ơi. Lấy nhung lâu lên nhung lâu của em ạ.
Da lộn này không biết nó có mấy con. Chất liệu là nhung hết nhá. Con này là nhung kín áo luôn. Đây ạ. Tay của nó có nốt này. Một con da lộn cuối cùng. Con da lộn này thì em nghĩ là mấy chị mà chiều cao vừa phải chốt đó chị ạ. Đây. Tấn đây, con da lộn này có nhiều không? Có mấy con? Đẹp quá, chị muốn để lại một con mặt. Da lộn này cũng khoảng 99 nhá. Màu lâu đi. Không muốn con à? Không phải. Da lộn. Xem nào. Có hai con đấy mọi người, có đúng hai con thôi. 40 cân. Chốt cho em đến 55 cân thôi. Và chiều cao 1m50, 1m55, có đúng hai con thôi mọi người. Chỉ là lấy da lộn, ấn cho em là da lộn, em tặng 99 nhá. Mã là mã da lộn ấy. Chất da lộn nhá, mà 99, cái này là hoàn toàn được kho tặng mới bán ra hay. Đó. Rồi, chị nào lấy da lộn lên xem là da lộn. Rồi các chị ơi. 5 giờ rồi. Em xin phép kết thúc livestream. Cảm ơn mọi người đã dành cho nhà em một buổi livestream thực sự là mai gọi đơn mệt nhoài luôn các chị. Nhưng không là mọi người ơi, mai các chị săn được sale, mọi người nhận được hàng nhá. Các chị sẽ thấy là mình mua ngày hôm nay không bỏ công bỏ sức ra săn like sẽ rất sướng, rất hời luôn ạ. Nhá. Da lộn cho Cầm Hà một con. Rồi còn một suất da lộn nữa, chị lấy da lộn báo ạ. Không thì em để em mặc đẹp như này mà. Đó, lấy da lộn lên da lộn. Chị là muốn nhắn nhủ không cần gọi điện chốt. Mọi người ghi rõ cho em cú pháp. Đó là thứ 3, thứ 4 hoặc thứ 5. Hoặc bao giờ lấy ở địa điểm nào mọi người báo em nhé, không cần phải gọi ạ. Da lộn nốt cho chị Bàn Tuyết. Chị Diệp Tâm Chi là thứ 3 chị lấy. Chị sinh bé da lộn á. Hết rồi chị sinh bé ơi. Hết. Da lộn hết á chị ạ. Chị Bàn Tuyết một con mà bạn chị bạn Cầm Hà con em hết ạ. Các chị mua được khoác len nữa không thì em xin phép em bán lốt cho mọi người khoác len. Khoác len kiểu này các chị có thích không thì em bán nốt khoác len để em thấy con lớn da lộn nhiều chứ. Bán hết là xin phép nghỉ nay. Da lộn hết các chị ạ. Chị Trần Hằng ơi. Bà Trần Hằng mạng bị em sao mà Trần Hằng. Thứ ba lấy không phải gọi chị Quỳnh Thảo My, em cảm ơn này. Chị xinh bé. Tầm này không em ơi, tầm này là oải rồi. Bông bơ đen là chữ rồi. Hả? Bông bơ ấy. Làm sao? Chị gỡ có chị. Ờ đúng rồi, bông bơ nhung ấy. Thì nó sẽ là bà chữ gỡ. Cẩn thận vào cái giá đấy. Cái giá cạnh sắt nó vào đầu nó. Ôi trời, chui ra đây. Anh ơi nhìn chưa? Con nó không ra được, còn để nó như này. Kệ cái gì, nó đầu nó. À mẹ xem nào. Bố bắt nạt con à? Không phải gọi chị đâu em nhé. Ok chị Bàn Tuyết. Mọi người cứ cố gắng qua lấy đơn số giúp em ạ. Ở Lâm Đồng chị Ca Thi ơi. Cho em xin địa chỉ về Lâm Đồng của chị với ở đâu nha, em cũng ship chị Ca Thi ạ. Chị Ca Thi hôm nay đơn được nhiều chưa? Hình như cũng được hơi khối đúng không? Ừ, khách mới. Ở đâu nha em cũng ship chị ơi. Ở đâu nha em cũng ship nhá. Rồi, các cô các bác ơi đi chơi thôi. Mọi người có muốn ăn mã len đấy, không thì em lên nốt. Thôi hôm sau lên đi mọi người nhá. Bắt đầu bạn này nhiễu rồi. Ôi dồi ôi, nước mũi Tấn ơi cho xin tờ giấy lọc. Chị Trần Hằng ơi, cái bộ vẩy lẫy là em chỉ chốt 1m55 thôi. Hai chị không vừa. Kiểu chân dài như em mới mặc được. Chân ngắn như chị không mặc được đâu. Rồi các chị không cần phải gọi điện thì một người cố gắng qua lấy đơn sớm cho em nhé. Hẹn mọi người vào ca live vào tối thứ ba các chị nhé. Tối ngày mai nhà em nghỉ live và bên Tân Tuyến. Em nhắc lại một lần nữa cho chị em mình sẽ là không phải mất công khi đi lấy đơn. Sẽ là bên ngày mai nhà em không trả đơn Tân Tiến nhé. Chị nào ở Tràng Duệ thì cứ qua lấy đơn Tràng Duệ như bình thường đấy các chị nhé. Tân Tiến ngày mai không trả đơn ạ. Rồi bye bye mọi người nhé. Chờ nào chị nào không phải gọi em nha Phạm Thúy. Bao giờ lấy đơn em ơi. Bao giờ lấy đơn cho chị báo ngày để chị tích vào đơn. Rồi mai có đóng đơn ngoài live, em có nhận đóng đơn ngoài live các chị nhá.
cộng tiền cho em chị Cathy ơi. Nhà em còn phải gọi chốt lại một lần nữa vào sáng ngày mai để ý điện thoại giúp em. Không phải là cứ báo đi đơn là em đã đi đơn đâu, em còn phải gọi lại xin địa chỉ của chị là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhà em cộng tiền và cộng sản phẩm cho chị luôn. Ví dụ báo luôn. Hơn như hôm nay nhá, chị đang ở bên vết này xe thì chị sẽ không nhìn thấy con mừng của bạn Cầm Hà. Bạn Cầm Hà bạn đang xem bên vết này. Bạn Cầm Hà là một bạn mua cốt của bên nhà em này. Chị nhiều chị mua cốt lắm. Thì các bạn đi các chị đi cốt và các bạn đi cốt nhà em sẽ là một là gọi điện, hai là nhiều người như kiểu quen đó. Là các chị mua là nhà em sẽ là chụp qua tin nhắn luôn, báo luôn với khách là khách chốt được mã sản phẩm gì, ok, tính tổng tiền thì nhà em mới đi. Và mọi người sẽ biết được phí tiền ship trước khi đi đơn luôn. Là em sẽ lên hệ thống nó sẽ báo phí tiền ship luôn, em báo mọi người luôn, ok, đồng ý nhà mới đi đơn đấy ạ. Nhá. Rồi chị Cathy để ghim vào đơn này. Mai nhà em còn phải gọi chốt lại. Chiều thứ ba lấy Tân Tiến này cho chị Phạm Thúy. Rồi mọi người ơi, nghỉ nha. Mai mọi người để ý điện thoại nhá. Và các chị ơi, chị nào xem lại live chụp ảnh màn hình mọi người nhá và gửi qua cho em. Nếu mã nào còn em sẽ nhận đóng ngoài live. Ok chứ mọi người, với vấn đề là phải còn nha mọi người. Như là săn trong live chắc là rất là sướng. Ngày mai nhà em sẽ nhận đóng ngoài live. Ok chứ mọi người, chúc mọi người có một buổi cuối tuần. À quên, một kỳ lấy lễ nhá. Buổi tối hôm nay đi chơi thật là vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay săn được live sướng rồi. Thứ ba lấy đơn hộ em nhá. Bye bye tất cả các chị ạ.